Tùy thân phó bản sấm tiên giới tập 34 Ở đối phương Phi Chu bay tới sau đó, mấy đạo động quan lập tức phi độn mà lên, mà từ đối diện Phi Chu bên trên, cũng lập tức bay vụt ra mấy đạo động quan đến. Thạch Diễm Diễm, Thích Tinh Hà, Cam Thuần, Thi Tuyển Yến, các ngươi nhân tộc đúng là đối với cái này chiến coi trọng vô cùng, lại lập tức đến bốn tên đại thừa tu sĩ. Hổ khiếu động quan hơi thu lại, nhìn đến đây sau đó, hét lớn nói rằng ánh mắt thích tinh hà đảo qua xuất hiện mấy người cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một người trung niên mỹ phụ trên người sau cũng cười nói các ngươi yêu tộc cũng không kém lại là giao hoàng tự thân xuất mã lần này có lợi ích của ta ta đi một chuyến cũng rất là chuyện rất bình thường đúng là các ngươi cố ý đem giao chiến địa điểm đặt ở cái này trong hồ xem ra nói rõ là để sa tộc chịu thiệt a à. mỹ phụ thản nhiên nói lúc trước nói cẩn thận giao chiến địa điểm thời gian chúng ta tới định này có thể không trái với lúc trước ước định a à. thạch diễm diễm cũng hờ hững cười nói tuy rằng chúng ta sa tộc xác thực không quen thủy chiến bất quá cũng sẽ không sợ những điều này lam tinh lão tổ ngược lại cũng không yếu thế trên thực tế trận chiến này sa tộc chỉ gánh chịu một hồi mà giao long bộ tộc gánh chịu hai trận loại nước này vượt hoàn cảnh đối với bọn họ tới nói nhưng là đại đại có lợi giờ khắc này trong lòng dù sao cũng hơi cảm thấy nhân tộc có thể là nâng lên tảng đá nện chân của mình. Ta xem chúng ta song phương cũng không muốn tranh giành những này miệng lưỡi lợi hại, nếu yêu hoàng cùng lam tinh đạo hữu đều đến, như vậy chúng ta vẫn là nói chính sự đi, chư vị chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm tái chiến, đang chuẩn bị lập tức động thủ à. Cam thuần dùng hắn thanh âm già nu hỏi. Các ngươi ở đây đều không biết bao nhiêu thời gian, chúng ta tự nhiên cũng cần nghỉ ngơi tức ta xem liền sau ba ngày chính sự giao đấu đi. Tổng cũng phải để người của chúng ta làm quen một chút nơi này hoàn cảnh a à a. À. Lam Tinh cười ha hả nói. Ba ngày, cái này quá dài, một ngày đi, quen thuộc hoàn cảnh cũng không cần lâu như vậy. Cam Thuần lập tức phủ định nói. Một ngày liền một ngày. Đối phó các ngươi những này tu sĩ nhân tộc, chúng ta cũng không để ý một tí tẹo như thế địa lợi sư hoàng sư cuồng há to miệng rộng trực tiếp đáp ứng rồi. Hổ khiếu nghe được sau đó, dùng hổ mắt trừng hắn một thoáng, trong lòng thầm mắng sư cuồng này thực sự tự đại, bất quá hắn cũng biết. Thực lực của sư cuồng sát thực cường hãn, thấy giao hoàng cũng không nói gì, hắn cũng không hề tranh chấp. Liền song phương phi chu trôi nổi giữa không trung lẫn nhau giám thị đối phương, lâm thiên dương đám người thì lại thừa dịp không nhiều thời giờ, tận lực đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau một ngày, ở này trong hồ một tòa chỉ có mấy trăm mẫu to nhỏ phía trên đảo nhỏ hơn một nghìn tên tu sĩ cùng nhìn nhau dựa theo ước định trận đầu là tu sĩ hóa thần kỳ quyết đấu nếu thời gian đã đến ta xem chúng ta liền bắt đầu đi như thế nào lam tinh lão tổ mở miệng dò hỏi thích tinh hà lúc này liếc mắt nhìn gian đức gian đức lập tức thân hình lóe lên đến phía trên hòn đảo nhỏ ngay khi hắn lắc mình sau khi đi ra yêu tộc bên kia cũng có một đạo động quang lóe lên bay về phía đảo nhỏ. Lâm Thiên Dương nhìn đạo kia động quang, bỗng nhiên rung lên trong lòng, chờ động quang hơi thu lại sau đó, trong lòng kêu to lên, sao có thể có chuyện đó. Đối phương trận chiến đầu tiên người thế nào lại là Tú Nhã, nàng không chỉ phi thăng linh giới, hơn nữa lại còn trở thành yêu tộc người xuất chiến. Nhìn giờ khắc này cùng Giang Đức đối lập thanh tú thiếu nữ, trong lòng Lâm Thiên Dương dời sông lấp biển lên. Lâm Thiên Dương. Ngươi làm sao vậy, sắc mặt tự hồ có hơi không tốt lắm, sẽ không ảnh hưởng sau đó xuất chiến chứ? Giờ khắc này ngay khi bên cạnh mình Thạch Diễm Diễm bỗng nhiên hỏi thăm tới đến. Lâm Thiên Dương nghe được sau đó, lập tức cung kính nói, "Thạch lão tổ yên tâm, ta không có chuyện gì, ta chỉ là không có nghĩ đến, yêu tộc xuất chiến người lại cùng ta đến từ đồng nhất hạ giới, hơn nữa giữa chúng ta quan hệ tốt vô cùng." Ồ lại còn có loại này xảo sự tình, người tương ứng hạ giới ngược lại cũng khá là ghê gớm, lại phi thăng lên đến tu sĩ. Đều không phải bình thường a." À. Thạch Diễm Diễm hơi kinh ngạc nói. Lâm Thiên Dương nhìn giờ khắc này chính đang nghe tỷ thí quy của hai người, do dự một chút nói, "Thạch lão tổ, đợi một chút nếu là vạn nhất Giang Đức thắng rồi, tiền bối có thể không để hắn không chém giết đối phương." Lâm Thiên Dương các người ở tham gia trước khi tỷ đấu đều lại muốn huyết khế trên sách lưu ấn coi như ta để giang đức thả đối phương sợ là đối phương coi như không chết thì tu vi cũng khó có thể tiến thêm chuyện như vậy thực sự khó làm a à. thạch diễm diễm khó khăn nói lâm thiên dương nghe thế cái liền biết sợ chuyện này vẫn đúng là không dễ xử lý chí ít thạch diễm diễm vị lão tổ này là sẽ không xuất thủ vậy mình nên làm gì một khi tú nhã thua mình liền ra tay sao trong lòng Lâm Thiên Dương nhất lên sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Cái kia Giang Đức mặc dù mình không quen thuộc, nhưng dù sao cũng là tu sĩ nhân tộc, hơn nữa thắng bại liên quan đến nhân tộc lợi ích, tự nhiên hy vọng hắn thắng lợi, mà Tú Nhã thì lại càng không hy vọng nàng chết trận. Không được, nếu là Tú Nhã thật sự thua, ta cũng phải cứu nàng. Ở cẩn thận suy nghĩ sau đó, trong lòng Lâm Thiên Dương vẫn là hạ quyết tâm tuy rằng hạ quyết tâm như thế có thể lâm thiên dương giờ khắc này trong lòng vẫn như cũ cực kỳ mâu thuẫn mà trước mắt duy nhất có thể làm chính là lẳng lặng đợi kết quả ở trong lòng lâm thiên dương ở thiên nhân giao chiến mà lúc này phía trên hòn đảo nhỏ đều là hóa thần hậu kỳ tu sĩ hai người lúc này lại đều ở đang dược cùng bí thuật dưới tác dụng bùng nổ ra luyện hư kỳ linh áp đều đang lựa chọn lâm thời tăng lên chính mình tu vi Thải Tú Nhã giờ khắc này càng là hiện ra kim giác thất thải giao bản thể, bất quá giao nơi đuôi, lại bị một cái ngân dây xích cho khóa lại, cả người hào quang bảy màu liên tục lóng lánh, đang liều mạng chống đối ngân dây xích. Này ngân dây xích tự nhiên là Giang Đức thả ra, tuy rằng khóa lại đối phương, bất quá hắn lúc này cũng không có chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Lúc này Thải Tú Nhã miệng phun ra thất thải hà quang chiếu sáng Giang Đức. Đỉnh đầu sừng vàng lấp lóe, một đạo to bằng cái bát kim quang bắn về phía Giang Đức. Giang Đức lúc này cũng không phải là loài người hình dạng, hắn giờ phút này, toàn thân kim quang lóng lánh. Dĩ nhiên sử dụng tới một loại nào đó Phật môn kim cương thể ở ngăn cản thất thải hà quang, đồng thời lại lấy ra một viên đen kịch con dấu, con dấu biến thành mấy trượng to lớn, chặn lại rồi kim quang chiếu rọi. Giờ khắc này hai người lẫn nhau kiềm chế đối phương, rõ ràng nằm ở một loại trạng thái giằng co, chỉ cần ai có một chút sơ suất, rất có thể sẽ bị thua. Theo thời gian trôi qua, hai người trạng huống như vậy không chút nào thay đổi dấu hiệu, hiển nhiên lúc này hai người đều đối với mình tu vi rất có tự tin, tin tưởng cuối cùng không kiên trì được khẳng định là đối với Phương, vì lẽ đó đều không có thay đổi hiện trạng ý tứ, song Phương tu sĩ cấp cao, bao quát đại thừa lão tổ ở bên trong, cũng đều nhìn chầm chầm chiến đoàn, nhất thời cũng nhìn không ra thắng bại đến. Lâm Thiên Dương nhìn lẫn nhau dằn co hai người, trong lòng cũng càng ngày càng cảm thấy khẩn trương. Tình huống này đầy đủ duy trì có hai canh giờ, rốt cục vẫn là thải tú nhã tự hồ có hơi trước tiên không chống đỡ được, luyện hư kỳ khí tức trở nên cực kỳ bất ổn lên. Ngay khi nhân tộc bên này dùng dập lộ ra nét mừng, thải tú nhã vòng tay trữ vật linh quang lóe lên, bay ra mấy viên đang dược nuốt vào, nhất thời có chút bất ổn khí tức lại ổn định lại. Nhân tộc nhìn thấy sau đó, nhất thời một trận thất vọng mà đúng lúc này, Giang Đức bên này cũng xuất hiện khí tức bất ổn hiện tượng, hắn cũng đồng dạng ăn vào mấy viên đan dược, lúc này mới lại lần nữa ổn định lại lâm thời tăng lên cảnh giới. Tràng tỷ đấu này cũng không cấm dùng đan dược, trong chớp mắt, rất nhiều người đều ý thức được, trận này cuộc chiến sinh tử, rất có thể bởi vì pháp lực tu vi ở dàn co không song dưới, đã biến thành ai trên người đan dược hơn so đấu, điều này làm cho không ít người đều lo lắng, đến cùng từng người xuất chiến tu sĩ trên người đan dược có đủ hay không. Khi tuyển yến vị này không quá lên tiếng nữ lão tổ, lúc này cũng không nhịn được đối với thích tinh hà hỏi, thích đạo hữu, trước lúc Giang Đức xuất chiến, ngươi cho hắn chuẩn bị đang dược sung túc sao? Trước đó ta cũng nghĩ tới có thể sẽ gặp gỡ tình hình hiện tại, vì lẽ đó cho hắn 12 viên tiểu bồi nguyên đan, đầy đủ để hắn kiên trì hơn nửa ngày rồi. Thích Tinh Hà nói rằng, 12 viên tiểu bồi nguyên đan, số lượng ấy xác thực không ít, Tu sĩ bình thường trên người có một viên có thể đến lúc cuối cùng bảo mệnh đồ vật sử dụng. Xem ra trận này chúng ta mặc thắng vẫn là rất lớn. Cam Thuần nghe được sau đó cũng khá là hài lòng nói. Lâm Thiên Dương giờ khắc này ngay khi mấy vị lão tổ phía sau tự nhiên cũng nghe lời này nhưng trong lòng thì càng thêm thấp thỏm bất an. Bất quá theo thời gian tiếp tục chuyển dời. Khi Lâm Thiên Dương nhìn thấy Giang Đức đem cuối cùng một viên bồi nguyên đang sau khi ăn vào trong lòng dĩ nhiên hơi có đưa thở ra một hơi cảm giác. Quả nhiên ngay khi không bao lâu sau đó, Giang Đức bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vừa lên tiếng liên tục phục lên mấy cái tinh huyết ở trước mặt con dấu bên trên, sau đó con dấu lần thứ hai phòng lớn lên mấy lần, bay thẳng đến thải tú nhã đập tới. Giang Đức sớm biến chiêu, hiển nhiên đã biểu lộ hắn không thể tiếp tục, thải tú nhã nơi đó sẽ nguyện ý cùng hắn liều mạng, lập tức công pháp vừa thu lại, trực tiếp tránh né lên. Giang Đức thì lại liên tục đối với từ ngân dây xích muốn ngăn cản thải tú nhã, có thể thải tú nhã, tình nguyện nhẫn nhịn giao vĩ bị con dấu quét trúng, cũng không có muốn gắn đón đỡ. Mà ở lấy vết thương nhẹ đánh đổi tránh thoát này sau một đòn, nàng lập tức lần thứ hai bắn ra kim quang, làm cho Giang Đức không thể không né tránh. Sau đó bắt đầu rồi cùng Giang Đức né tránh du kích chiến. Giang Đức nhìn thấy đối phương nói rõ muốn tiêu hao chính mình, rốt cục không nhịn được liên tục thi triển vài loại đại uy lực thủ đoạn, nhưng đáng tiếc hắn ra tay quá mức vội vàng, căn bản không có biện pháp chân chính đối với thải tú nhã tạo thành tổn thương gì, cuối cùng khi duy trì luyện hư cảnh giới bí thuật đi qua sau đó. Vừa đối mặt đã bị thải tú nhã chém giết tại chỗ. Thải tú nhã thắng lợi, nhất thời để yêu tộc cùng sa tộc người lớn tiếng hoan hô lên, nhìn tiểu thải thật sự thắng, Lâm Thiên Dương không biết làm sao trái lại thở vào nhẹ nhõm mà lúc này hắn phát hiện chính mình lại lòng bàn tay trên lưng đều là mồ hôi mặc dù là nhìn người khác giao chiến nhưng cảm giác so với tự mình ra tay còn mệt hơn thiên dương phía dưới liền muốn đến phi ngươi ngươi vị kia nhân giới bằng hữu như là đã thắng ngươi cũng không muốn lưu thủ a à? thạch diễm diễm truyền âm nói rằng lâm thiên dương lúc này cả người khinh nới lỏng lập tức thản nhiên cười nói thạch lão tổ xin yên tâm ta nhất định sẽ giúp các vị mang về một thành đến. Thải tú nhã cướp đoạt giang đức vòng tay trữ vật, trực tiếp bay trở về mỹ phụ bên người. mỹ phụ đưa tay vuốt khuôn mặt của nàng ôn nhu nói, tú nhã, khổ cực ngươi rồi, ngươi làm rất tốt, đóng lấy nhanh đi nghỉ ngơi thật tốt đi. trận chiến này ngươi duy trì bí thuật thời gian dài như vậy, nếu không phải cố gắng khôi phục, sẽ đối với tu vi tạo thành thương tổn. vâng lão tổ, thải tú nhã cung kính đáp ứng một tiếng sau đó ở mọi người hoang trong tiếng hô, phi độn đến long hình trong chiến thuyền nghỉ ngơi. Lâm Thiên Dương vẫn nhìn chăm chú vào Tú Nhã, thấy nàng cũng không để lại đến quan chiến, hắn cũng thở vào nhẹ nhõm, dù sao tuy rằng hắn đối với thực lực mình rất tin tưởng, nhưng lại cũng không muốn Tú Nhã cũng cùng chính mình vừa nãy như thế, lo lắng như vậy, hơn nữa còn muốn lo lắng ba trường. Trận đầu này xem ra là chúng ta bên này thắng. Này trận thứ hai, có phải là muốn lập tức bắt đầu a? À? Sư Cùng giờ khắc này Dương Dương tự đắc mở miệng hỏi. Thạch Diễm Diễm cười lạnh một tiếng, trực tiếp đáp lại nói, các ngươi bất quá là dựa vào đang dược nhiều, may mắn thắng lợi một hồi, trận thứ hai sợ là tuyệt đối không có cơ hội như thế. Thế à, cái kia bổn hoàng đúng là muốn ngắm nghía cẩn thận, cũng đừng không cẩn thận lại bị thua. Sư Cùng ngoài miệng không tha người nói. Sư Cùng, ngươi vẫn là ngậm lại ngươi sư khẩu đi mạnh miệng ai cũng làm được chúng ta vẫn là lấy thực lực phân thắng thua trực tiếp đến trận thứ hai đi thích tinh hà nói được lam tinh đạo hữu trận này là các ngươi sa tộc vị kia nhân tài mới xuất hiện lên sân khấu cũng đừng thua sư cùng quay về một bên tam tinh lão tổ nói rằng yên tâm bộ tộc ta tên này hậu nhân nhưng là trong tộc tài năng xuất chúng nhân vật bằng không cũng sẽ không chủ yếu yêu cầu chúng ta xuất chiến trận này lam tinh tự tin nói như vậy cũng tốt. Sư cùng sau khi nghe, thỏa mãn gật gật đầu. Lúc này Lâm Thiên Dương đã biến thành một đạo động quang bay vụt đi ra ngoài, đến đó phía trên đảo nhỏ sau đó, một cái xoay quanh liền đã rơi vào một tảng đá lớn bên trên. Không lâu sau đó, từ sa tộc bên kia, một trận cuồng phong gào thét mà đến, rất nhanh một tên có tới cao hai trượng, cả người bị hạt các bao vây sa tộc người đứng ở chính mình đối diện trăm trượng địa phương. Nhân tộc Lâm Thiên Dương Lâm Thiên Dương nhìn thấy đối phương xuất hiện sau đó, nhìn như khách khí tự giới thiệu. Cái kia Sa tộc người, khà khà, nở nụ cười âm thanh mới lên tiếng, "Sa tộc Phi Bạo." Cái kia tự xưng Phi Bạo Sa tộc người vừa dứt lời, hổ khiếu mở miệng nói, "Các ngươi như là đã đi ra, như vậy quy tắc trước đó một trận chiến cũng có thể đều biết đi à nha, nếu là không có dị nghị, như vậy trực tiếp bắt đầu đi." "Được." Phi Bạo nói rồi một chữ nhất thời trên người hạt cát lập tức vỡ ra được, hạt cát biến thành một luồng bão cát che ngập bầu trời liền hướng về Lâm Thiên Dương tịch cuốn tới. Trong tay Lâm Thiên Dương linh quang lóe lên, rất nhanh một cái lông vũ xuất hiện, theo đối với bão cát lóe lên, nhất thời một luồng gió xoáy phóng lên trời, hướng về bão cát trực tiếp đâm đến. Ầm. Uhm, một tiếng bão cát cùng gió xoáy đánh vào nhau, nhất thời xung quanh tạo thành kịch liệt không khí loạn lưu, mà ở lúc này, Phi bạo nhưng liên tục quay về mặt đất một ít đá ngầm đánh ra mấy đạo pháp quyết, đá ngầm nhất thời lập tức vỡ vụn biến thành hạt cát, vốn là lấy đá ngầm làm chủ đảo nhỏ, lại trong nháy mắt tất cả đều đã biến thành bãi cát. Sát theo đó phi bạo xong quyền hướng về mặt đất một đòn, nhất thời cả hòn đảo nhỏ hạt cát lập tức đều bay lên trời, Lâm Thiên Dương lập tức thân ở bị hạt cát bao vây hoàn cảnh ở trong. Như vậy bất lợi tình thế để nhân tộc bên này đều cảm thấy vô cùng căng thẳng mà sa tộc bên kia nhưng hoang hô nhảy nhót, bất quá ở đây vài tên lão tổ trên mặt vẻ mặt nhưng xuất hiện cùng những người khác tuyệt nhiên ngược lại vẻ mặt. Ngay khi phi bạo thi pháp thời điểm, Lâm Thiên Dương nhưng lấy ra một cái kiếm quan, quay về kiếm quan truyền vào pháp lực sau đó, nhất thời một đạo dài đến trăm trượng to lớn quan nhận đột nhiên xuất hiện, theo trực tiếp đối với thi pháp phi bạo chém đi qua. Phi bạo nhìn thấy đối phương đòn đánh này uy lực không nhỏ, nhất thời muốn tách ra, mà khi hắn đang muốn tránh né thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy cả người căng thẳng, nguyên bản có thể dễ dàng né tránh đến bên ngoài hơn 10 trường, trong lúc nhất thời lại không cách nào nhúc nhích, chờ hắn lần thứ hai thôi thúc pháp lực mạnh hơn lên cũng đã hơi trễ, quan nhận lập tức liền chém rơi xuống, trực tiếp từ đầu đến chân đem phi bạo vừa bổ hai nữa. Lâm Thiên Dương chỉ là sử dụng nhất trảm, phi bạo dường như đứa ngốc như thế, đứng bất động bị đối phương trực tiếp chém giết, điều này làm cho quan chiến song phương đều khó có thể tin phát sinh kinh ngạc tiếng kêu. Đối phương tên kia sa tộc người, thực lực tuyệt đối không yếu, lâm đạo hữu là làm sao khiến cho đối phương không cách nào nhúc nhích, trực tiếp đã bị chém giết hay sao? Lục giao nhìn tình cảnh này, thực sự có chút không nghĩ ra, trực tiếp hỏi sư tôn. Thi tuyển yến khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười nói, cái kia sa tộc người vừa bắt đầu liền sử dụng thần thông đem trên người mình hạt các bạo phát lúc đi ra, Lâm Thiên Dương đem một ít hắc ma cắt lẫn vào trong đó, vì lẽ đó ở sau đó, trực tiếp lợi dụng hắc ma cắt tác dụng, nhất thời ổn định đối phương thân hình. Đối phương tu vi cùng Lâm Đạo Hữu cung cấp, vì sao có hắc ma cắt trộn đến chính mình luyện hóa hạt các bên trong nhưng không có phát hiện. Lục Giao tiếp tục truy vấn nói. Thi tuyển yến liếc mắt nhìn Lâm Thiên Dương nói, Lâm Thiên Dương là trực tiếp dùng thần niệm lực lượng đem hạt các gói lại, tránh né đối phương cảm ứng, Tại loại này chiến đấu thời điểm, đối phương không thể cẩn thận kiểm tra một ít hạt cát, tự nhiên cũng là tránh thoát được, đương nhiên cái này cũng là Lâm Thiên Dương thần niệm lực lượng so với đối phương mạnh hơn rất nhiều mới có thể làm được, hắn mặc dù chỉ là luyện hư tu sĩ, nhưng nói về thần thức, đã không thua với bình thường hợp thể. Tu sĩ bao nhiêu? Nói như vậy, trận chiến này nhìn như Lâm đạo hữu đầu cơ trục lợi, nhưng kỳ thực nhưng là bởi vì ở thần thức trên mạnh hơn đối phương quá đa tài nên thủ thắng lục giao cảm thán lên Thi tuyển yến giờ khắc này liếc mắt nhìn chính mình ái đồ nói ngươi nói không sai lâm thiên dương này quả nhiên không phải người bình thường a à. có hắn tham gia trận chiến cuối cùng ta ngược lại thật ra càng thêm yên tâm xem ra ngươi lần này đúng là có thể tương đối ung dung được đến không ít chỗ tốt người này mặc kệ thân phận làm sao sau đó ngươi cũng phải cùng hắn tận lực giao hảo nếu là ta không có đoán sai chỉ sợ hắn tương lai tạo hóa vẫn còn trên trương lão tổ phi thăng tiên giới cũng có nhiều khả năng a à. lục giao còn là lần đầu tiên nghe được sư tôn sẽ đối với một người đưa ra đánh giá cao như vậy trong lòng cũng đem lâm thiên dương đặt ở một vị trí vô cùng trọng yếu lam tin a à, người cái này xuất sắc hậu bối cũng thực sự không ra làm sao lại cứ như vậy bị đối phương cho oan hít cũng quá tổn thương sĩ khí lúc này ở một phương khác sư cùng có chút quán giận lên Lam Tinh vốn là đối với phi bạo vị này sa tộc một đời mới tin anh vô cùng chờ mong, tuy nhiên không nghĩ tới, chân chính thần thông vẫn không có triển khai. Lại đã bị đối phương cho ám toán, cái kia gọi Lâm Thiên Dương quả thực chính là vì đối phó sa tộc tu sĩ mà cố ý phái ra, điều này làm cho Lam Tinh cũng không thể nói gì được. Sư Cùng ở oán giận vài câu sau đó, Mỹ Phụ cũng cuối cùng mở miệng. Sư Cùng, cái kia gọi Lâm Thiên Dương tiểu tử, thần thức mạnh mẽ không kém gì bình thường hợp thể tu sĩ bao nhiêu. Mà chém giết phi bạo cái kia kiếm quan, rõ ràng chính là vũ tộc ngân sĩ lão tổ quan mang thần kiếm, lần trước tiểu tiên cảnh mở ra thời điểm, phượng tộc bên kia cũng có người đi tranh cướp phượng hoàng quả, nghe nói quan mang thần kiếm chính là mất ở bên trong tiểu tiên cảnh, bây giờ nhìn lại. Rất có thể là người này chém giết ngân sĩ lão tổ hai tên ái đồ, cướp đi thần kiếm. Sao có thể có chuyện đó, tiểu tiên cảnh nhưng là chỉ có tu sĩ hóa thần mới có thể đi vào. Hổ khiếu lập tức lần thứ hai lay động lên cái kia viên hổ đầu đến. Mỹ phụ nhưng cười nhạt một tiếng nói, bây giờ khoảng cách tiểu tiên cảnh đóng cũng có mấy trăm năm, hóa thần hậu kỳ tiến cấp đến luyện hư hậu kỳ mặc dù đối với với tuyệt đại đa số người tới nói, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng thế sự cũng không phải tuyệt đối, nếu là có sung túc đang dược chống đỡ. Thêm vào thiên tư siêu việt, tiến cấp luyện hư hậu kỳ cũng không phải là không được. Nói như vậy, người này vẫn đúng là không đơn giản, trước đó có người nói nhân tộc có tiếng tu sĩ có thể sẽ liền chiến ba trường, nói như vậy rất có thể chính là cái này lâm thiên dương. Hổ khiếu lúc này cũng đốt đầu đến. Thừa dịp khoảng cách cuối cùng hai trận còn có thời gian, các ngươi tra cho ta tra, cái kia lâm thiên dương là lai lịch ra sao, có chút thủ đoạn gì. Hổ khiếu lập tức đối với một bên một tên thuộc hạ phân phó nói. Vâng, hổ hoàng đại nhân. Tên kia thuộc hạ nghe xong, ngay lập tức đã xuống tra chuyện có quan hệ đến Lâm Thiên Dương. Lúc này, Lâm Thiên Dương đắc thắng trở về, lập tức chịu đến mọi người hoan hô, tán dương không ngừng tai, Lâm Thiên Dương cũng khiêm tốn đáp lại những này chúc mừng. Yêu tộc Bích Linh, nhân tộc cuộc chiến thứ ba đạo hữu. Kính xin kết cục đi. Ngay khi nhân tộc bên này vẫn còn hoang hô thời điểm, một đạo màu xanh lam độn quang lóe lên là đến phía trên đảo nhỏ, độn quang hơi thu lại sau đó, hiện ra một tên quyến rũ động lòng người cực điểm tuổi trẻ mỹ phụ, trực tiếp quay về nhân tộc bên này khiêu chiến. Hóa ra là giao long bộ tộc Bích Linh, sư huynh không có vấn đề chứ. Thích tinh hà nhìn xuất chiến người, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Bạch một quân cười nhạt một tiếng, theo thân hình lóe lên cũng là đến phía trên đảo nhỏ, quay về trước mặt Mỹ Phụ liền ôm quyền nói, nhân tộc Bạch Mục Quân. Hóa ra là Bạch Hổ Thành chủ tự mình ra tay, được, tốt vô cùng, thiếp thân vẫn đúng là sợ các ngươi nhân tộc lo lắng mấy người các ngươi có cơ hội tiến cấp đại thừa tu sĩ bị tổn thương mà để một ít rác rưỡi đến nghênh chiến. Bích Linh nhìn Bạch Mục Quân, lãnh ngạo nói. Bạch Mục Quân, khà khà. Cười cười nói, Bích Linh đạo hữu, cũng không sợ chính mình sẽ bị tổn thương không cách nào tiến cấp đại thừa, Bạch Mổ lại có gì đáng sợ chứ, lại nói hai chúng ta lại không phải lần đầu tiên giao thủ. Tuy rằng không phải lần đầu tiên giao thủ, nhưng là một lần cuối cùng, đã như vậy, chúng ta cũng không cần ai phát hiệu lệnh, trực tiếp động thủ đi. Bích Linh nói, nhất thời vừa lên tiếng, một viên xanh lam hạt châu phun ra, quay về hạt châu lại một há mồm phun ra một ngụm tinh huyết ở phía trên, nhất thời hạt châu Linh quang lóe lên, lại biến thành một cái cùng Bích Linh giống nhau như đúc mỹ phụ lập tức thân hình lóe lên liền hướng về bạch mục quân bay vụt mà tới long châu hóa thân ngươi môn thần thông này rốt cục đã đạt thành bạch mục quân nhìn thấy sau đó sắc mặt cũng ngưng trọng mấy phần theo trên tay linh thú hoàng ném đi nhất thời hai con một đen một trắng lưng mọc cánh đỉnh đầu vẫn dài ra một cái dài hơn một xích trường giác hổ hình linh thú xuất hiện ở bên cạnh này hai con hổ hình yêu thú đều có khoảng một trượng to lớn đỉnh đầu mọc sừng có lôi hồ nhảy lên chính là linh giới tiếng tâm lừng lẫy lôi hổ thú, hơn nữa còn là một đôi âm dương. Bích Linh nhìn đôi lôi hổ này cũng không khỏi thở dài nói, ta nguyên muốn tu thành phân thân sau đó chắc thắng đạo hữu, không nghĩ tới các hạ lôi hổ thú lại cũng song song tiến cấp. Lôi hổ thú xuất hiện sau đó, ngay lập tức sẽ hướng về bay vụt mà đến Bích Linh Long Châu Hóa thân thắng đi tới, hai con lôi hổ đầu thú đỉnh lôi giác ánh chớp lóe lên, một trận tiếng sét đánh sau đó, một kim một ngân lượng tia chớp đồng thời đánh về phía bay tới mỹ phụ mỹ phụ kia mặc dù là phân thân thực lực cũng không thể so bản thể kém bao nhiêu hai tay linh quang lóe lên một mặt to lớn băng thuẫn trôi nổi giữa không trung ánh chớp banh kích ở băng thuẫn bên trên nhất thời đem băng thuẫn đánh chính là xuất hiện vết rạn nứt bất quá cũng không có triệt để đánh tan long châu phân thân nhìn thấy sau đó trái lại quay về che kín vết rạn nứt băng thuẫn vỗ một cái nhất thời băng thuẫn từng tất từng tất nát, biến thành từng khối từng khối khối băng bay vụt tương hai con lôi hổ thú. Lôi hổ thú nhìn thấy sau đó, lại là một tiếng sét đùng đoàn tiếng vang, hai tấm lôi võng xuất hiện ở bọn họ trước mặt, khối băng rơi vào ánh chớp lên, chỉ là khơi dậy một ít lôi hồ nhảy lên liền triệt để biến thành bông tuyết biến mất không thấy, mà ở khối băng đều bị đánh nát sau đó, hai tấm lôi võng một trận lay động, lần thứ hai hướng về Long Châu phân thân quét tới ngay khi phân thân cùng linh thú giao thủ về sau đồng thời nhìn như kẻ tám lạng người nửa cân khó có thể trong thời gian ngắn phân ra thắng bại bích linh cùng bạch mục quân cũng rốt cục hầu như ở cùng một cái thời gian đồng loạt ra tay rồi bởi vì hai người trước đó đã giao thủ qua vài lần vì lẽ đó không có một chút ý nghĩ thăm dò nào bích linh lăn không một vòng liền biến thành giao long dài mấy chục trượng xanh lam trực tiếp hiện ra giao long bản thể bạch mục quân nhìn thấy đối phương trực tiếp sử dụng thủ đoạn mạnh nhất cũng không chút nào hàm hồ, bấm niệm pháp quyết, nhất thời sau lưng xuất hiện một cái cả người bị lôi hồ bao vây chống trời cự nhân pháp tướng. Cái kia pháp tướng xuất hiện sau đó trực tiếp lóe lên liền nhào vào trên người bạch mục quân, trong nháy mắt bạch mục quân cũng là thân hình điên cuồng to ra, lập tức biến thành cao mấy chục trượng lớn, cả người hồ quan lượng lờ, dường như lôi thần dáng thế. Hóa thành lôi thần thân thể sau đó, hai tay bạch mục quân hợp lại, nhất thời hai đám ánh chớp lóng lánh một thoáng, xuất hiện một đôi kim giảng ánh chớp vần quanh đôi kim giảng này vừa xuất hiện lâm thiên dương nhất thời cảm ứng được nguyên khí đất trời cũng vì đó rung động nhất thời kinh ngạc hỏi thạch lão tổ bạch thành chủ trong tay kim giảng không phải là huyền thiên linh bảo chứ thạch diễm diễm lắc lắc đầu cười nói cái này đương nhiên không phải bất quá nhưng là trước đây một cái tên là lôi quan kích huyền thiên linh bảo phá nát sau đó tập hợp đủ vỡ vụn huyền thiên mảnh vỡ luyện chế lại một lần đi ra mặc dù không có chân chính huyền thiên linh bảo uy năng, nhưng là có nguyên lai ánh chất kích 2 phần 10 uy lực, không thể coi thường. Ngay khi Thạch Diễm Diễm vừa đối với Lâm Thiên Dương giải thích một phen thời điểm, Bích Linh trong miệng cũng phúng ra một mặt màu xanh lam cổ kính đến, nàng một cái móng vuốt từng thanh cổ kính nắm ở trong tay, nhất thời đồng dạng đất trời bốn phía nguyên khí rung động lên. U thủy kính, băng phượng bộ tộc lại đem này kính cho nàng sử dụng. Thạch Diễm Diễm nhìn thấy sau đó, sắc mặt khó co nhẹ giọng nỉ non lên. Lâm Thiên Dương nhìn chiếc cổ kính kia, ở cổ kính xuất hiện sau đó, nhất thời đảo nhỏ xung quanh mặt nước đều trở nên sóng lớn mãnh liệt lên. Mặt nước đang lăn lộn dưới, chỉ là chốc lát liền dâng cao mấy trượng, lập tức liền đem đảo nhỏ hầu như toàn bộ nhấn chìm. U thủy kính là thủy thuộc tính thông thiên linh bảo mảnh vỡ luyện chế mà thành, ở dưới hoàn cảnh này, vi năng muốn so với bình thường cao hơn một hai phân A. Cam thuần nhìn lúc này hai bên đều ở thôi thúc bảo vật. Sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị thở dài một tiếng. U thủy kính là thông thiên linh bảo hải thiên kính mảnh vỡ luyện chế ra đến, lúc trước hải thiên kính xếp hạng dưới lôi quan kích, tuy rằng lúc này đối phương có địa lợi ưu thế, nhưng là cũng không nhất định liền chắc thắng. Thi tuyển yến vẫn tính tỉnh táo nói. Lúc này đã bị nhấn chìm đảo nhỏ hai bên, phân biệt xuất hiện hai đám hoàn toàn khác nhau nguyên khí đất trời hội tụ cảnh tượng. Bạch Mục Quân bên này giữa bầu trời hội tụ ra một đoàn do nguyên khí đất trời tụ tập mà thành lôi vân, hắn lúc này dơ lên cao song giảng lên đỉnh đầu. Vô số kim ngân hai màu lôi hồ cùng hóa thành vòng xoáy hình dáng linh vân chính hướng về song giảng cùng rót mà vào. Ở một mặt khác, bích linh phía dưới mặt nước hiện ra vô số vần sáng xanh lam, vần sáng ở dưới thân nàng hội tụ thành đoàn, biến thành một cái màu xanh lam gió xoáy, một con hướng về u thủy kính bên trong truyền vào vô tận nguyên khí đất trời lúc này song phương đều ở tụ lực tự hồ muốn dựa vào như thế một đòn liền phân ra thắng bại điều này làm cho vốn là rất nhiều người cho rằng cực kỳ đặc sắc một trận chiến trở nên hơi khác loại nhưng vào lúc này bạch một quân vòng tay trữ vật linh quang lóe lên một đỏ một lam hai viên đang dược đột nhiên hiện ra bay vụt tiến vào trong miệng hắn nhất thời khí tức dĩ nhiên lại tăng vọt ba phần bích linh nhìn thấy sau đó một cái móng vuốt trên trùng vào vòng tay trữ vật cũng là linh quang lóe lên một đen một trắng hai viên đang dược cũng lập tức bay vào trong miệng. Đồng dạng cả người khí tức cũng tăng vọt lên. Hai người vẫn còn ngưng tụ, không có một người chuẩn bị trước tiên vung ra đòn đánh này, ngược lại là một bên mọi người thấy càng ngày càng sốt sắn. Giờ khắc này Long Châu phân thân của Bích Linh cùng lôi hổ thú lẫn nhau càng đánh càng xa, ngay khi song phương lẫn nhau thả ra một đòn, phát sinh một tiếng vang thật lớn thời điểm, bên này rốt cục cũng động chỉ thấy bạch một quân biến thành lôi thần hét lớn một tiếng, trong tay dơ lên cao song giảng lẫn nhau giao nhau một trận va chạm, nhất thời một luồng lôi điện chi lực kinh người bộc phát ra, đi theo hắn song giảng vung lên, một đạo sấm sét thô to kim ngân hai màu đánh về đối diện. Cùng lúc đó, phía bích linh bên này, nàng cũng là phát sinh một tiếng rồng gầm tiếng, trong tay u thủy kính lam quan hào phóng, đem toàn bộ nửa bầu trời đều chiếu rọi trở thành lam đậm vẻ mà ở toàn bộ u thủy kính xung quanh tạo thành một cái to lớn màu xanh lam trùng sáng. Theo chùm sáng bắn ra một đạo màu xanh lam cột sáng, toàn bộ hư không đều bởi vậy trở nên hơi bóc méo. Sấm sét cùng lam quang trong nháy mắt sau đó, ở giữa hai người địa phương lẫn nhau đánh vào nhau, nhất thời bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa nổ vang. Hào quang lôi hồ lóng lánh, hư không bị này hai cổ sức lực lớn va chạm vặn vẹo lay động, sức mạnh bùng lên hóa thành kinh người sống trùng kích hướng về xung quanh cấp tốc khuếch tán ra đến đối mặt như vậy uy lực kinh người nhân tộc bên này thích tinh hà cùng thạch diễm diễm lập tức cùng ra tay thả ra hai đạo màn ánh sáng lớn một bên khác lam tinh lão tổ cùng hổ khiếu cũng đồng thời ra tay thả ra một đạo tường cát cùng một tầng bạch quang tuy rằng song phương tổng cộng có bốn tên lão tổ ra tay mà khi này sóng trùng kích đụng vào màn ánh sáng cùng tường cát bên trên vẫn để cho màn ánh sáng tường các lay động không thôi. Loại này uy lực kinh người, nếu là không có lão tổ ra tay, sợ rằng người quan chiến, luyện hư kỳ bên dưới không có mấy cái có thể chịu được, còn song phương gộp lại mười mấy vạn chiếc to nhỏ chiến thuyền, những kia phòng ngự yếu kém loại nhỏ chiến thuyền phỏng chừng khó chắc chắn sẽ bị hao tổn. Khi sóng trùng kích uy lực hoàn toàn biến mất sau đó, chỉ thấy được giờ khắc này bạch mục quân cùng Bích Linh đều biến trở về nguyên hình, chỉ là một cái sắc mặt xanh lét kinh người, một cái khác thì lại trắng nhất không nhìn thấy một chút hồng hào, hiển nhiên đều bị hao tổn không nhỏ. Song Phương cũng không nghĩ tới, này một đòn kinh thiên động địa sẽ làm hai người rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục. Thích Tinh Hà nhìn mình sư huynh rõ ràng khí tức suy nhược, mặc dù đối phương cũng không khá hơn chút nào, nhưng nếu là lại tiếp tục tiếp tục tranh đấu, coi như cuối cùng có thể thắng được, này chỉ sợ cũng chắc chắn sẽ thương tổn đến căn nguyên. Mắt thấy hai cái bị thương người lần thứ hai bắt đầu bấm pháp quyết, thích tinh hà cắn răng một cái, lớn tiếng quát, giao hoàng đạo hữu, cuộc tỷ thí này tiếp tục nữa, sợ rằng hơn phân nữa cũng là lưỡng bại câu thương kết quả, ta xem trận này coi như hòa đi. Thích đạo hữu xem ra vẫn có chút quan tâm lệnh sư huynh đấy sao? Nghe nói như thế, Mỹ Phụ cười đáp lại nói. Thích tinh hà nhìn như trấn định, khà khà. Cười nói, thải đạo hữu, thích mổ tuyệt đối sẽ không che giấu chính mình đối với sư huynh quan tâm, bất quá các hạ nhiều lắm một hai ngàn năm sau liền muốn đối mặt đại thiên kiếp, vạn nhất không có cách nào vượt qua, tự hồ bích linh đạo hữu chính là hiện nay giao long bộ tộc mạnh nhất một vị, nếu là nàng có chuyện bất trắc, sợ rằng giao long bộ tộc ở bên trong yêu tộc sẽ bị trở thành nhị lưu đi, đạo hữu lẽ nào cũng không muốn vì tộc nhân mình suy tính một chút sao. Thích đạo hữu nói đúng là cũng có đạo lý, hơn nữa thiếp thân cũng sẽ không khiến một tên có cơ hội tiến cấp đại thừa tộc nhân không công tổn thất, được, ta đáp ứng, Bích Linh A, các ngươi liền dừng tay đi. Lần này không do dự, trực tiếp đồng ý. Nghe được song phương đạt thành thỏa thuận, lúc này lại phân biệt lấy ra mấy thứ pháp bảo hai người, đều thở vào nhẹ nhõm, nếu là không có song phương đại thừa tu sĩ mở miệng, hai người coi như biết rõ đánh tiếp nữa sẽ làm bị thương đến căn bản, nhưng là chỉ có thể tiếp tục tiếp tục đánh. Giờ khắc này có thể đem tay đối với hai người tới nói, tuyệt đối là việc tốt nhất, chí ít cứ như vậy chính mình ngày sau tiến cấp đại thừa vẫn có một ít hy vọng. Thu hồi pháp bảo linh thú, Bạch Mục Quân bay trở về nhân tộc bên này, vừa thấy được Thích Tinh Hà, lập tức cảm kích nói, đa tạ Thích sư đệ. Thích Tinh Hà lại cười nói, so với tổn thất một tên có hy vọng tiến cấp người của đại thừa, một thành mỏ linh thạch này số lượng thực sự không coi là cái gì. Không sai coi như thích đạo hữu không lên tiếng thiếp thân cũng sẽ mở miệng khi tuyển yến giờ khắc này cũng đồng ý nói bạch đạo hữu vừa nảy một kích kia kích phát rồi thân thể toàn bộ tiềm lực thêm vào nguyên khí đất trời rót vào đối với thân thể gánh nặng ta xem vẫn để cho bạch đạo hữu mau mau đi nghỉ ngơi đi cam thuần lúc này đề nghị không sai sư huynh vẫn là nhanh đi nghỉ ngơi đi trận chiến kế tiếp là lâm đạo hữu ra trận tin tưởng chúng ta bên này vẫn là phần thắng rất lớn Thích Tinh Hà cũng lập tức gật đầu tán thành. Đã như vậy, Bạch Mổ cũng sẽ không nói nhiều. Bạch Mục Quân quay về mọi người chắp tay, cũng hóa thành một đạo động quan bay trở về chiến thuyền bên trong. Ở yêu tộc bên kia, Bích Linh cũng đồng dạng được khích lệ an ủi một phen sau đó, cũng biến thành một đạo động quan bay trở về chiến thuyền bên trong. Cuộc chiến sinh tử tiến hành đạo hiện tại, có thể nói song phương vẫn là cân sức ngang tài, kế tiếp có thể không chiếm thượng phong, thậm chí thắng bảo vật liền xem hai trận chiến phía sau rồi ngay khi bích linh sau khi rời đi hổ khiếu lập tức đối với bên người tên kia trước đó dặn dò đi điều tra lâm thiên dương tình huống thủ hạ hỏi cái kia tin tức về lâm thiên dương hỏi thăm được sao như vậy hổ tộc thuộc hạ có chút sắc mặt khó coi nói hồi bẩm tộc trưởng cái kia lâm thiên dương chúng ta bên này chỉ biết hắn là một tên phi thăng tu sĩ cái khác liền không có tin tức gì tự hồ người này ở nhân tộc cũng là vừa ló đầu ra không có mấy năm. Cái gì? Một tên mới vừa vặn ló đầu ra tu sĩ, lại có thể bị một đám lão gia hỏa ủy thác trọng trách, thú vị, đợi một chút hổ liệt xuất chiến thời điểm, để hắn cẩn thận một ít. Hổ khiếu bàn giao nói. Trước đó đại chiến. Tòa kia phạm vi mấy trăm mẫu đảo nhỏ, ở trùng kích cực lớn lực dưới, hoàn toàn mất đi đến trong nước. Tuy rằng một đám tu sĩ cũng có thể trên không trung giao thủ, nhưng chung quy phải có đất đặt chân mới coi như dáng vẻ, liền hơi hơi thương nghị một thoáng, đón lấy hai trận chiến chuyển qua ngoài mấy chục dặm khác một hòn đảo nhỏ tiếp tục. Tòa này mới hòn đảo. So với trước đảo nhỏ muốn lớn hơn nhiều, bất quá tuy vậy cũng là phạm vi mấy dặm mà thôi, cả hòn đảo nhỏ cũng chỉ là có hai tòa liền với núi nhỏ cùng một mảng nhỏ bãi cát. Định ra địa phương, song phương cũng không cần bố trí cái gì, rất nhanh Lâm Thiên Dương liền mang theo trăm tên tu sĩ hóa thần đồng thời phi độn mà ra. Này trăm tên tu sĩ, đều là do sơ bị thích tinh hà lệnh cưỡng chế tham gia. Trước đó Lâm Thiên Dương vừa đối mặt liền đem sa tộc cùng cấp chém giết, điều này làm cho những người còn lại đều cảm thấy trận chiến này chính mình phương thắng lợi cơ hội rất lớn. Sa tộc cùng yêu tộc bên này, nhìn thấy xúc chiến người quả nhiên xác thực chính là Lâm Thiên Dương sau đó, trong lòng cũng không dám có chút bất cẩn, dĩ nhiên đối với người này cũng càng thêm chú ý hai phe người phân biệt chiếm cứ một cái đỉnh núi sau đó không chờ lão tổ bọn họ nói bắt đầu trước hết chiếm cứ trên đỉnh núi bày xuống không ít trận kỳ trận bàn sau đó kết thành trận pháp mà khi song phương đứng lại vị trí sau đó kinh ngạc phát hiện hai người bày xuống rõ ràng đều là đồng nhất bộ bách linh phá diệt trận kết quả này để song phương đều là cảm thấy một trận kinh ngạc làm sao cũng không nghĩ đến này bày trận lại cũng sẽ nghĩ đến một lúc đi tới, bất quá cẩn thận ngẫm lại ngược lại cũng xác thực cũng không phải hoàn toàn trùng hợp. Này Bách Linh phá diệt trận, chính là cần 100 tên tu sĩ mới có thể tạo thành một loại có thể tập kết trăm người lực lượng, phát huy ra mấy lần uy lực cùng công cùng thủ đại trận. Trận chiến này vừa vặn cần 100 tên tu sĩ hóa thần, bày ra như vậy trận pháp, chỉ có thể nói song phương người đều nghĩ tới một chỗ. Giao thủ chính thức bắt đầu trăm người đồng thời thôi thúc pháp quyết, nhân tộc bên này tất cả mọi người đồng thời lấy ra một trăm thanh phi kiếm, trực tiếp biến thành một tấm võng kiếm hướng về đối phương đánh tới. Hổ tộc bên này thì lại lấy ra trăm thanh phi đao, tương tự hóa thành một trương lưới đao, trong lúc nhất thời phi kiếm phi đao len ken len ken chiến ở cùng nhau. Nhìn qua cực kỳ náo nhiệt. Một trận tranh tài không có phân ra thắng bại sau đó, rất nhanh ở trong trận trận pháp sư thét ra lệnh dưới, mọi người đồng loạt biến động pháp quyết, trong nháy mắt nhân tộc bên này trăm thanh phi kiếm, hợp làm một thể biến thành một cái cự kiếm, mà hầu như trong cùng một lúc, hổ tộc phi đao cũng đã biến thành một thanh khổng lồ dao bầu, lần thứ hai công công, va chạm nhau, chỉ là lúc này thanh thế so với vừa nãy muốn long trọng rất nhiều. Mắt thế này hai đám người trong lúc nhất thời tự hồ cũng không tốt phân ra thắng bại, thân hình lâm thiên dương lóe lên liền hướng về đối diện đỉnh núi sông lên trên. Giờ khắc này hổ tộc như vậy luyện hư tu sĩ hổ liệt cũng lập tức di động trong nháy mắt đến chính mình đỉnh núi phía trước, chắn Lâm Thiên Dương trước mặt. Lâm Thiên Dương linh vũ phiến quay về trước mắt hổ tộc luyện hư tu sĩ liền quạt một cái, nhất thời từng đạo từng đạo kiếm khí màu vàng ống ánh đao theo thoáng hiện, trực tiếp chém về phía đối phương. Hổ liệt nhìn thấy này vỗ một cái thế tới không đơn giản, nhất thời bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt hắn bên ngoài thân linh quang lóe lên, thân thể trong nháy mắt cất cao ba thước cả người biến thành nửa người nửa hổ hình thái, đặc biệt đầu trực tiếp đã biến thành một cái hổ đầu. Bất quá ở biến hóa sau đó, hắn cả người kim mau dựng thẳng lên, một tấm liền đụng chạm hai cái phát đao ở trước mặt một trận múa tung, vẽ ra vô số ánh đao đem lâm thiên dương vỗ một cái lực lượng toàn bộ đỡ được. Linh vũ phiến của mình là trải qua thích tinh hà vị này đại thừa lão tổ, lẫn vào thiết bối ưng cùng cái khác ba loại lông vũ luyện chế lại một lần, này kim thuộc tính uy năng tuy rằng lần thứ nhất dùng, nhưng dùng đại thừa kỳ linh cầm lông vũ luyện chế thành công quy lực tự nhiên so với trước đó muốn càng hơn một bậc có thể như này đối với để còn có thể ung dung đỡ lấy có thể thấy được tên này hổ tộc tu sĩ tuyệt đối không đơn giản hổ liệt đỡ lấy nhất phiến của lâm thiên dương sau đó mình cũng cảm thấy hai tay hổ khẩu đau đớn trong lòng cũng là một trận dọa người lấy chính mình nửa yêu hóa thân thể lại còn tiếp như thế miễn cưỡng trong tay đối phương Long Vũ hiển nhiên là một cái có thể xếp hơn vạn linh bản thông thiên linh bảo. Lâm Thiên Dương thì lại không chờ hổ liệt phản kích, lập tức vừa lên tiếng, 12 thanh kim dương đao xì ra, đồng thời trong tay Linh Vũ phiến lần thứ hai liên tục vỗ, nhất thời kèm theo hai tiếng phượng hót, một đỏ một lam, một con băng phượng một con hỏa phượng liền trực tiếp phóng lên trời, hai bên trái phải hướng về hổ liệt giáp công mà đi. Đến đúng lúc, hổ liệt hét lớn một tiếng, theo vừa lên tiếng, Cúng ra một cái màu vàng áo giáp, linh quang lóe lên sau đó, liền mặc vào người, sát theo đó hổ liệt cầm trong tay phát đao hướng về hai con biến ảo mà ra Phượng Hoàng ném đi, nhất thời biến thành hai con mấy trượng to lớn mảnh hổ, hướng về Phượng Hoàng liền nhào tới, mà đối mặt đã đến trước mặt Kim Dương Đao, hắn lại trực tiếp quơ múa chính mình móng vuốt, vỗ tới. Công công công. Mấy lần, bắn tới hổ liệt trước mặt Kim Dương Đao trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài lâm thiên dương kiến thức sau đó lập tức quay về kim dương đao chỉ vào kim dương đao trong nháy mắt hợp lại làm một biến thành một cái lưỡi dao khổng lồ theo thả ra một đoàn ngọn lửa màu vàng kim dương đao như sấm sét giữa trời quang bình thường hướng về hổ liệt chém xuống hổ liệt nhìn thấy sau đó bấm niệm pháp quyết pháp ấn hướng về trên người mình vỗ một cái sau đó ngửa mặt lên trời liền một tiếng hổ khiếu trong nháy mắt một luồng sóng âm mãnh liệt vô cùng trực tiếp đánh vào trên kim dương đao Kim Dương đao chịu đến sóng âm rung động, lại trong lúc nhất thời không cách nào tiếp tục chém xuống đi. Hổ liệt nhìn thấy sau đó, trong lòng một trận đắc ý, hổ trảo một trảo, một con to lớn dấu móng tay nhất thời hiện lên ở bên cạnh Kim Dương đao, trực tiếp vừa rơi xuống mà xuống liền đem Kim Dương đao đánh tan. Lâm Thiên Dương nhìn thấy sau đó, nhất thời quay về Kim Dương đao chỉ vào, Kim Dương đao đang tán loạn trong nháy mắt bắt đầu vây quanh hổ liệt xoay tròn xoay tròn, xoay tròn bên trong, lại tụ tập đồng thời, biến thành một đóa kim liên hình dạng, mà theo xoay tròn, rất nhanh vốn là xuất hiện một ít tàn ảnh lại cũng ngưng tụ lên. Hổ liệt nhìn thấy sau đó, hai cái móng vuốt liên tục vung ra mấy chục dấu móng tay, nhất thời liền đem những này kim liên đánh chính là liễn xỉn, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, những này lại bị đánh tan kim liên lại biến thành từng đóa từng đóa cùng nhỏ hơn một chút kim liên tiếp tục vần quanh ở chính mình. Ngay khi hổ liệt đối với cái này nhíu mày thời điểm, Lâm Thiên Dương nhưng quay về Kim Liên đánh ra mấy đạo pháp quyết, Kim Liên nhất thời từng đóa từng đóa đều nổi lên kim quang, theo hết thảy cánh sen đều rụng xuống, hóa thành bé nhỏ lưỡi dao hướng về hổ liệt cắt quá khứ. Trò mèo Hổ liệt nhìn thấy sau đó, hừ lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết sau đó, nhất thời cả người kim mau toàn bộ đều mấy lên, sát theo đó hắn quát to một tiếng, nhất thời vô số kim mau biến thành từng cây từng cây màu vàng châm nhỏ bay vụt ra, số lượng dĩ nhiên so với cánh sen đến trả muốn thêm ra mấy lần, lập tức liền đem cánh sen hoàn toàn áp chế lại. Lâm Thiên Dương nhìn thấy sau đó, cũng là sắc mặt ngưng lại, đây là chính mình đao trận lần thứ nhất bị áp chế, nhất thời giơ tay lên, một đoàn hắc xa xì ra. Thình lình chính là hắc ma cát. Liền ngần ấy hắc ma cát, căn bản là không đủ hình thành các cảnh ma vực, dở lại trò cũ đối với ta không có tác dụng. Hổ liệt rất lớn sau đó, lần thứ hai hét lớn một tiếng nhất thời một luồng gió xoáy bỗng dưng bay lên lập tức liền đem phóng tới hắc ma các cuốn vào trong đó trái lại hướng về lâm thiên dương phản công đến lâm thiên dương nhìn thấy sau đó lập tức bấm niệm phát quyết thân hình lóe lên trực tiếp thuấn di rời đi chỗ đang đứng bất quá ngay khi thân hình một cái mơ hồ xuất hiện thời điểm hổ liệt lại thật giống biết trước giống như vậy cũng xuất hiện ở phụ cận đồng thời một con hổ trảo đã hướng về Lâm Thiên Dương đánh xuống. Mắt thấy muốn đánh bên trong Lâm Thiên Dương, nhưng lại nhìn thấy Lâm Thiên Dương không biết lúc nào trong tay thêm ra một cái đen nhánh lan nha bổng, hướng về hổ trảo đánh tới. Hổ liệt lập tức lại bỏ thêm ba phần sức mạnh, trực tiếp vỗ tới, nhưng khi hai người tấn công thời gian, lại nghe được vài tiếng xương nứt toát vang lên giòn giả truyền đến. Hổ liệt chỉ cảm thấy mình vung ra móng vuốt đau đớn một hồi móng vuốt xương gần như trong nháy mắt liền từng tất từng tất nát, cùng lúc đó, Lâm Thiên Dương tự hồ đã sớm đoán được sẽ có kết quả này, thân hình lóe lên đến trước mặt, Lan Nha bỗng lần thứ hai vung đi. Lúc này hổ liệt đã biết trong tay Lâm Thiên Dương Lan Nha bỗng không phải là cái gì bình thường mặt hàng, nơi đó dám gắn đón đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng tránh né. Có thể mặc dù đối với mở Lan Nha bỗng một đòn, nhưng không cách nào tránh né đón lấy Lâm Thiên Dương thuận thế một cước chỉ thấy Lâm Thiên Dương một cước mạnh mẽ đá vào hổ liệt trên lưng, hổ liệt cả người đều không cách nào khống chế thân hình tự mình, dường như giống như sao băng trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, trực tiếp đâm vào đảo nhỏ cái khác nước cạn bên trong. Đáng chết, thật tên giảo hoạt, người này vừa bắt đầu dùng pháp thuật công kích, để hổ liệt có sai lầm phán đoán, dẫn hắn gần người ra tay, kết quả trái lại gặp hắn mà nói. Không nghĩ đến người này lại còn là một tên thể pháp song tu. Hổ khiếu bàn giao chính mình trong tộc hậu nhân bị thiệt lớn, không nhịn được ồn ào lên. Nhân tộc bên này nhìn thấy song phương mạnh nhất hai người, Lâm Thiên Dương lập tức liền chiếm thượng phong, nhất thời cũng là một trận hoang hô. Nhưng lại tại hoang trong tiếng hô, hổ liệt lần thứ hai từ trong nước phóng lên trời. Mà từ trong nước lúc đi ra, hắn dĩ nhiên đã hiện ra nguyên hình là một con kim mau mảnh hổ. Ngươi đã trúng ta một cước không có chuyện gì, trên người ngươi cái này áo giáp hơn phân nửa cũng là trên vạn linh bản đồ vật đi lâm thiên dương hơi có chút kinh ngạc nói ngươi đúng là có chút ánh mắt vừa nãy không cẩn thận bị thiệt thòi lần này ngươi không số may như vậy hổ liệt gầm hét lên lâm thiên dương nhưng cũng là cười một tiếng nói trước đó vì dẫn ngươi gần người lúc này mới không có sử dụng tới bản lãnh chân chính dẫn đến ngươi coi thường lâm thiên dương nói xong lập tức bấm pháp quyết nhất thời cả người một tầng hắc khí lượng lờ, một trong nháy mắt liền biến thành một cái mặt xanh nanh vàng, cả người khoác đen thui vẫy giáp ma vật. Ma thể, ngươi lại là một tên ma tu. Hổ liệt nhìn thấy lâm thiên dương biến thân, cuối cùng đã rõ ràng rồi, người trước mắt trên thân thể công pháp, sợ rằng còn mạnh hơn phép thuật, tuy rằng ngoài miệng không thèm để ý, nhưng ở này ra tay cũng càng thêm cẩn thận. Trong khoảnh khắc một người một hổ ngay khi đảo nhỏ xung quanh đại chiến, Lâm Thiên Dương tuy rằng chiếm vạn cân bổng lợi hại, có thể ngoại trừ bên ngoài vạn cân bổng, bởi vì trên người đối phương cái áo giáp này, cái khác quyền cướp banh kích ở trên người hắn, hầu như rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn, mà đối phương nanh vuốt nhưng xác thực đối với mình có bi hiếp không nhỏ. Lâm Thiên Dương đúng là muốn vận dụng ngũ hành trúc, mặc vào trúc giáp tái chiến, bất quá lúc này hổ liệt liên tục công kích, làm cho chính mình căn bản không có thời gian để cho mình rảnh tay. Dưới gấp cáp lâm thiên dương chỉ có thể tay rung lên đem một cái linh thú hoàng ném ra ngoài nhất thời một đôi huyết ngọc tri chu hiện lên giữa không trung lập tức liền đối với hổ liệt phục lên ra mạng nhện đến hổ liệt nhìn thấy hai con luyện hư cảnh giới linh thú đột nhiên xuất hiện cũng không dám khinh thường thân hình tấp tốc bay ngược ra ngoài một tiếng hổ khiếu hai con trảo ảnh lập tức tiên triều hai con trên người huyết ngọc tri chu bắt được ngay khi trảo ảnh sắp hạ xuống xong một đạo linh quang hướng về hai con huyết ngọc tri chu cuốn một cái, hai con huyết ngọc tri chu nhất thời biến mất rồi, lại cứ như vậy một lần nữa bị Lâm Thiên Dương cất đi. Lúc này Lâm Thiên Dương cũng rốt cục có thời gian lấy ra một cái ống trúc, quay về ống trúc chỉ vào, lập tức mấy chục cây cây thăm bằng trúc bắn ra, linh quang lóe lên sau đó, biến thành một bộ trúc giáp mặt vào người. Trúc giáp tại người sau đó, lúc này Lâm Thiên Dương lập tức một lần nữa nghi người mà lên, hướng về hổ liệt đánh mạnh lên. Lúc này động thủ, hổ liệt rõ ràng cảm giác được Lâm Thiên Dương so với trước đó thế tiến công mãnh liệt rất nhiều, coi như lộ ra một ít kẻ hở cũng không thèm để ý chút nào, hổ liệt cũng rõ ràng, này nhất định là đối phương mặc vào cái này trúc giáp sau đó, tự tin có thể bảo đảm chính mình không ngại, cứ kéo dài tình huống như thế, nhất thời rơi xuống dưới phong. Như vậy tình huống khẳng định không phải hổ liệt đồng ý nhìn thấy, cả người kim quang lóe lên, nhất thời hàng trăm hàng ngàn kim mau biến thành màu vàng kim châm như mũi tên vũ bình thường hướng về Lâm Thiên Dương vọt tới. Lâm Thiên Dương nhìn thấy sau đó, hét lớn một tiếng, bấm niệm phát quyết, nhất thời trên người trúc giáp thả ra một tầng linh quang, nhất thời từng dãy trúc mảnh hư ảnh đem Lâm Thiên Dương bao vây trong đó, những kim châm này bắn ở trúc mảnh trực tiếp bị cản lại, có thể nhưng vào lúc này, hổ liệt nhưng thừa dịp Lâm Thiên Dương chống đỡ thời điểm, hướng về trên đỉnh núi phi động đi, chỉ lát nữa là phải đến trên đỉnh ngọn núi thời điểm, bỗng nhiên ném ra một tấm ngân quang lóng lánh bùa chú đến. Tấm bùa này một đạo phía trên đại trận, nhất thời hiện ra mấy chục màu bạc phù văn, linh quang lóe lên dưới, mỗi cái phù văn liền biến thành khoảng một trường to lớn, tổ hợp lại với nhau, tạo thành một mảnh có tới to khoảng một mẫu nhỏ bé phù trận, ánh bạc đi xuống vừa rơi xuống, nhất thời những kia trời vừa sáng bố trí ở trên đỉnh núi trận kỳ trận bàn liền từng cái từng cái tự bạo ra. A à, là cửu thiên phá trận phù, không ổn đại trận sắp bị phá. Nhân tộc bên này vài tên đại thừa lão tổ và mấy tên hợp thể trung hậu kỳ gần như cùng lúc đó mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Nhưng vào lúc này, Lâm Thiên Dương chẳng những không có về cứu, trái lại cũng hướng về hổ tộc bên kia giết tới, đến đỉnh núi phụ cận, trên người linh quang lóe lên, trúc giáp lập tức biến thành cây thăm bằng trúc bay vụt đi ra, theo trong tay trong ống trúc còn lại cây thăm bằng trúc cũng đồng thời bắn ra, biến thành trên trăm thanh kiếm trúc từ trên trời giáng xuống. hỗ tộc mọi người nhất thời cùng bấm pháp quyết, trong nháy mắt vô số ánh đao dùng dập phóng lên trời, trong nháy mắt liền đem kiếm trúc đánh rơi xuống. Bất quá lúc này Lâm Thiên Dương khóe miệng nhưng nổi lên vẻ mỉm cười, theo trong tay ống trúc hướng về trên núi ném đi, nhất thời những kiếm trúc bị đánh rơi linh quang lóe lên, lập tức chui vào trong đất, theo ở trong nháy mắt lại đã biến thành từng cây từng cây thô to cự trúc từ dưới đất xông ra. Biến hóa như thế để mọi người tại đây tất cả giật mình, mà theo lâm thiên dương thôi thúc pháp quyết, cự trúc ở linh quan lóng lánh dưới, lại ở thoáng qua trong lúc đó biến thành từng cái từng cái trúc nhân, nguyên bản cự trúc trên lá trúc dùng dập rơi xuống, ở linh quan lóng lánh bên trong, biến thành kiếm trúc, trúc giáp, trúc thuẫn. Ở bên trong đại trận đột nhiên nhô ra nhiều như vậy trúc nhân, nhất thời liền đem đại trận làm rối loạn, không ít người trực tiếp công kích bên người xuất hiện trúc nhân nhưng là sự công kích của bọn họ đối với thân mang trúc giáp trúc nhân tới nói, vốn là gãi ngứa ngứa. Mọi người phát hiện trong lúc nhất thời không làm gì được những này trúc nhân, nhất thời dùng dập lại như bỏ chạy, có thể nhưng vào lúc này. Lâm Thiên Dương hơi suy nghĩ dưới, trúc nhân nhất thời đem kiếm trúc ném đi, trong nháy mắt lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm trúc hóa thành một đạo đạo kim hồng bắn về phía những này hổ tộc người. Theo ánh kiếm qua lại, nhất thời từng trận tiếng kêu thảm thiết ở trên đỉnh núi vang lên. cùng này so sánh lẫn nhau, nhân tộc trên đỉnh núi lúc này mặc dù cũng bị hỗ liệt công phá, đồng thời bị hắn chém giết mấy tên không kịp trốn tu sĩ, nhưng đại đa số người vẫn là tứ tán phi động ra, mà bọn họ ở nhìn thấy đối phương trên đỉnh núi thảm trạng, nhất thời cũng rõ ràng, chỉ cần nhiều kiên trì chốc lát, chỉ sợ cũng có thể thắng lợi. hỗ liệt giờ khắc này cũng đã phát hiện bên mình trên đỉnh núi đã là một màn mưa máu gió tanh hắn không nghĩ tới chính mình có tộc trưởng ban xuống cửu thiên phá trận phù trước tiên loại bỏ đối phương trận pháp có thể kết quả vẫn là người bên mình bị người tàn sát lúc này hắn biết coi như quay lại trở lại cũng đã chậm chỉ có thể phát rồ giống như đến hướng về phụ cận nhân tộc tu sĩ hóa thần giết tới nhân tộc tu sĩ hóa thần đám bọn họ đều nhìn ra phía bên mình hẳn là đã nằm ở tất thắng trạng thái tự nhiên không thể đần độn vẫn cùng đối phương giao thủ tự nhiên chạy được xa đến đâu thì chạy kết quả khi lâm thiên dương chém giết toàn bộ hổ tộc tu sĩ lúc trở lại hắn cũng không quá nhiều chém giết hai tên không tránh kịp tu sĩ mà thôi lâm thiên dương vừa đến hổ liệt gầm thét một tiếng đi theo phía sau hiện ra một bộ mảnh hổ hư ảnh theo vòng tay trữ vật linh quang lóe lên mấy viên đang dược lập tức trôi nổi giữa không trung bị hắn một cái nuốt xuống trong phút chốc hổ liệt khí tức tăng vọt mấy lần, dĩ nhiên mơ hồ lộ ra một tia hợp thể kỳ tu sĩ mới có linh áp. Lâm Thiên Dương nhìn thấy sau đó, lông mày hơi nhíu một thoáng, nhất thời cũng không dám có chút bất cẩn, luyện hư bấm pháp quyết, nhất thời phía sau hiện ra một bộ âm dương cự nhân hư ảnh, hư ảnh hướng về trên người Lâm Thiên Dương bổ một cái. Nhất thời Lâm Thiên Dương cả người kim quang lóe lên, nguyên bản trên người vảy giáp màu đen nhất thời đã biến thành màu vàng mặt xanh nanh vàng khuôn mặt cũng trong nháy mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. A. À, Linh ma một thể, nguyên lai tiểu tử này là trương thiên đạo truyền nhân, ta nói hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy. Hổ liệt nhìn thấy Lâm Thiên Dương biến thân sau đó. Nhất thời kinh ngạc kêu lên. Lâm Thiên Dương ở thả ra kim thân ma thể sau đó, cũng không dám có chút bất cẩn, theo lần thứ hai đem trúc giáp mặt vào người, lúc này mới nhất theo vạn cân bổng lần thứ hai cùng hổ liệt đỏ sức lên. Hổ liệt tuy rằng trong lúc nhất thời kích phát rồi chính mình toàn bộ tiềm lực, tạm thời tăng lên tới tu vi hợp thể kỳ, nhưng hắn dù sao không phải chân chính hợp thể tu sĩ, thêm vào trước đó cùng lâm thiên dương giao thủ cũng bị hao tổn không ít nguyên khí, lúc này nhìn như hung mảnh, nhưng thực lực dưới cái nhìn của lâm thiên dương, cũng không hơn lúc chim dịp sử dụng thiên hỏa thương mảnh vỡ về sau đồng dạng thực lực thực lực như vậy đối với bình thường luyện hư tu sĩ tới nói xác thực đã phi thường mạnh mẽ nhưng lâm thiên dương đã không phải lần đầu tiên cùng hợp thể cấp bậc tu sĩ giao thủ mà lúc này chỉ cần kéo dài thời gian chờ đối phương bí thuật thời gian trôi qua liền có thể tự nhiên càng thêm dễ dàng hơn nữa tuy rằng bị chém giết mấy tên tu sĩ hóa thần nhưng người khác cũng không phải là không có phương án kế tiếp nhất thời phần lớn tình hình hoàn hảo tu sĩ rồi lập tức sắp xếp ra một tòa chính tần thiên sát trận từ bên hiệp trợ Lâm Thiên Dương. Tại loại này tình trạng dưới, hổ liệt cũng chỉ là vùng vẫy giải chết mà thôi, theo thời gian chuyển dời, sự công kích của hắn càng là càng ngày càng không có kết cấu, chỉ là tiêu hao vốn là không nhiều chân nguyên, rốt cục chỉ là bữa cơm công phu sau đó, hổ liệt trên người hợp thể kỳ khí tức lập tức liền tán loạn, kết quả Lâm Thiên Dương trực tiếp chế trụ đối phương hành động. Theo đã bị chính tầng thiên sát trận thả ra thiên sát cương khí lập tức xuyên thủng sau đầu, liền nguyên anh cũng không có đào tẩu trực tiếp vẫn lạc nhìn đối phương vẫn lạc lâm thiên dương trực tiếp đưa tay đem đối phương vòng tay trữ vật cùng trên người cái này vẫn tính hoàn hảo áo giáp cất đi theo đối với những khác có người nói bên kia trên núi hổ tộc tu sĩ vòng tay trữ vật còn giữ chính các ngươi đi lấy đi một đám tu sĩ hóa thần nghe nói như thế nhất thời không chút do dự liền hướng về đối diện trên núi vọt tới một phen tranh đoạt sau đó lúc này mới ầm ầm trở về lâm đạo hữu quả nhiên không phải tu sĩ bình thường a à, dĩ nhiên trong khoảnh khắc phá đối phương đại trận đồng thời ngược lại đem đối phương trăm tên tu sĩ hóa thần vây ở ba tầng bên trong ngũ hành trận do đó thủ thắng lâm thiên dương sắp tới thích tinh hà không nhịn được mà khen cứ như vậy chúng ta bên này liền đứng ở thế bất bại giao hoàng muốn thiên lôi tạo hóa phù cũng không có cơ hội cam thuần cũng đắc ý vuốt vuốt râu bạc trắng cười nói lâm đạo hữu vừa nãy ngươi mặc dù không có bị thương, nhưng pháp lực chân nguyên tiêu hao tựa hồ cũng không ít, kế đến trận thứ ba ngươi còn có dư lực sao? Thi tuyển yến quan tâm mà hỏi, dù sao phía dưới một hồi nhưng là có nàng đệ tử thân truyền xuất chiến. Lâm Thiên Dương lúc này cười cợt, theo từ trong vòng tay trữ vật lấy ra một con hồ lô, sau đó liền hướng trong miệng đổ mười mấy ngụm vạn năm linh nhũ, lúc này mới cười nói, ta chân nguyên tiêu hao không nhiều, pháp lực hiện tại đã khôi phục, Cuộc kế tiếp không có vấn đề. Lâm Đạo Hữu, ta chưa từng thấy như vậy uống thả cửa vạn năm linh nhũ, vạn năm linh nhũ ở linh giới tuy rằng không tính là cái gì cực kỳ quý trọng đồ vật, nhưng mỗi một giọt cũng phải mấy vạn linh thạch, đạo hữu lần này chính là mấy ngàn vạn linh thạch a. Lục Giao nhìn thấy sau đó, không nhịn được cảm thán lên. Bây giờ lập tức liền là trận chiến cuối cùng, Lâm mổ cũng không cần biết nhiều như vậy, lại nói chân chính giao chiến thời điểm làm sao có thời giờ cho ta dùng để uống vạn năm linh nhũ, đương nhiên phải trước tiên khôi phục pháp lực lại nói. Tuy rằng trận này chúng ta thất bại, bất quá còn có một trận cuối cùng, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Nhìn nhân tộc đang hoang hô, hổ khiếu không nhịn được lớn tiếng hô quát lên. Hổ hoàng, tộc nhân của ngươi đều bị chém, ngươi không phục cũng bình thường, bất quá cuối cùng một hồi, ta tin tưởng chúng ta cũng sẽ không thua. Thích tinh hà trấn định tự nhiên nói thật sao nếu thích đạo hữu ngươi tự tin như vậy có dám hay không là nhất sau một hồi lại thêm chút tiền đặt cược à thân là giao hoàng mỹ phụ giờ khắc này bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu làm sao giao hoàng ngươi còn muốn thiên lôi tạo hóa phù à thạch diễm diễm cười lạnh nói mỹ phụ nhưng biểu hiện tự nhiên nói cái này hiển nhiên không phải hơn nữa bổn hoàng trên tay cũng xác thực không có gì có thể lấy ra cùng thiên lôi tạo hóa phù giá trị gần như đồ vật, bất quá hơi kém một ít đồ vật vẫn phải có. Há, Thải Tiên tự nói một chút coi đây, chuẩn bị đánh cuộc gì đây? Cam Thuần vẫn như cũ vuốt vuốt râu bạc trắng hỏi. Bổn hoàng nơi này có tiểu tạo hóa đang một bình, có 12 viên, viên thuốc này tuy rằng cùng chân chính tạo hóa đang không thể đánh đồng với nhau, không cách nào làm được thoát thai hoán cốt công hiệu, nhưng đối với tu sĩ bình thường tới nói, cũng là bảo vật cực kỳ hiếm có, chỉ cần dùng một viên, không chỉ pháp lực trở nên càng thêm ngưng tụ, thân thể cũng có thể trở nên càng cường hãn hơn, thậm chí đối với phá tan một ít bình cảnh cũng có trợ giúp, coi như các ngươi mấy lão già cảm thấy. Không dùng tới, nếu để cho hậu bối đệ tử, tuyệt đối có thể có thể giúp bọn hắn nâng cao một bước, thậm chí vì sau này tiến cấp đại thừa thêm ra một tia cơ hội. Mỹ Phụ trong tay nâng một con xanh biết bình ngọc nói rằng. Giao hoàng, vật trong tay ngươi xác thực không tệ, coi như chúng ta mấy lão già không dùng được, nhưng dùng ở hậu bối đệ tử trên người, xác thực cũng rất tốt, ngươi nói xem, ngươi muốn cái gì? Thạch Diễm Diễm hỏi. Rất đơn giản. Trận chiến này nếu chúng ta thắng, vừa nãy thắng lợi chính là cái kia gọi lâm thiên dương tu sĩ, muốn giao cho chúng ta. Mỹ Phụ trực tiếp nói mọi người nghe được yêu cầu này, nhất thời không khỏi cảm thấy có chút buồn cười mà bắt đầu, cùng nhìn nhau thêm vài lần. Thích Tinh Hà ngay lập tức sẽ đáp ứng nói, được, việc này chúng ta đáp ứng rồi. Thích Tinh Hà, ngươi đúng là đáp ứng rất nhanh, ta còn tưởng rằng mấy người các ngươi bị vướng vì quan hệ đến Trương Thiên Đạo, không dám đáp ứng chuyện này đây. Mỹ Phụ nhìn thấy đối phương đáp ứng sản khoái như vậy, đúng là có chút kỳ quái. Trương Lão tuy rằng được mấy người chúng ta tôn kính nhưng bất cứ chuyện gì đều muốn tùy việc mà xét mà đạo hữu như là đã mở ra điều kiện mới như vậy đón lấy cứ tiếp tục đi thích tinh hà cố nén cười nói rằng được sư cùng để người của ngươi ra đi mỹ phụ lập tức phân phó nói yên tâm ta tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta bị thua sư cùng đáp ứng một tiếng theo lập tức thét ra lệnh tộc nhân mình kết cục nhìn thấy đối phương ra trận Mấy cái lão tổ quái lại nhìn Lâm Thiên Dương, thi tuyển yến nói, Lâm đạo hữu, nếu như ngươi không việc gì, liền cùng giao nhi xuất chiến thôi. Được. Lâm Thiên Dương hướng về vài tên lão tổ chấp tay, theo đã cùng lục giao đồng thời phi độn đi ra, đồng thời còn có cái khác gần trăm đạo độn quan cũng đồng thời bắn ra. Ồ, cái kia họ Lâm lại xuất chiến. Ngay khi Lâm Thiên Dương bắn ra sau đó, sư cùng nhưng kinh ngạc kêu lên. Ta nói cái kia mấy lão già làm sao sẽ đáp ứng thống khổ như vậy, nguyên lai người này lại muốn liền chiến ba trường, cũng được, coi như ta ăn thiệt ngầm. Mỹ phụ giờ khắc này hướng về thích tinh hà mấy người này trừng vài lần. Vài tên nhân tộc đại thừa thì lại làm như không thấy, cố ý bỏ qua một bên đầu nhìn phi độn đến tiểu trên núi tu sĩ nhân tộc, bày ra một bộ vô lại dáng dấp, điều này làm cho Mỹ phụ thật sự có chút tức giận đến nghiến răng, trong lòng một phát tàn nhẫn đối với sư cùng nói, sư cùng, đợi một chút đại chiến bắt đầu trước tiên phá đối phương trận pháp sau đó để sư duệ xuống chém giết cái kia họ lâm bất kể như thế nào trận này mặc kệ thắng bại làm sao nhất định phải đem họ lâm giết đi chuyện này làm như vậy có thể hay không để cho chúng ta trái lại bị thua à sư cùng lúc này đúng là rất thanh tĩnh không có như vậy tự đại mỹ phụ thở dài một tiếng nói ngươi cũng nhìn thấy cái kia họ lâm chính là trương thiên đạo truyền nhân trương thiên đạo qua nhiều năm như vậy đều không có đi tìm truyền nhân bây giờ lại xuất hiện tự nhiên không thể để cho hắn còn sống ngươi vừa nãy cũng thấy được tiểu tử kia thật lợi hại chúng ta bây giờ không thừa cơ hội này chém giết hắn lẽ nào ngươi muốn nhìn đến hắn biến thành trương thiên đạo thứ hai sao ta thời gian khả năng không nhiều tuy rằng trương thiên đạo cũng đối mặt thiên kiếp có thể vạn nhất nếu là hắn vượt qua thiên kiếp vậy chúng ta yêu tộc ở đông đại lục trên nhưng là sẽ hoàn toàn bị nhân tộc áp chế a à? một khi người này trưởng thành, đó chính là chúng ta yêu tộc đại nạn đến thời điểm, bằng không ngươi cho rằng ta vì sao phải dùng tiểu tạo hóa đang đến đánh cược. Ta hiểu được, ta vậy thì truyền âm để sư duệ mặc kệ tất cả cũng phải trước tiên chém giết hắn. Sư cùng nghe xong lời này sau đó, cắn răng một cái cũng đồng ý. Ngay khi sư cùng truyền âm thời điểm, nhân tộc bên này đã lập tức bày ra một tòa song trọng thất tinh liên hoàng trận, Do hai cái có bảy bảy 49 tên tu sĩ tạo thành song trọng thất tinh trận tạo thành, đại trận một khi khởi động, có thể mượn vì sao trên trời lực lượng, quy lực cực lớn. Ở trận Pháp bày xuống sau đó, nhân tộc bên này chỉ để lại lục giao, Lâm Thiên Dương cùng Phàm Trần Tử ba người, dựa theo trước đó sắp xếp, Phàm Trần Tử đúng là tùy thời mà động, mà Lâm Thiên Dương cùng lục giao thì lại đồng thời trước tiên đối phó đối phương hợp thể kỳ tồn tại. Ở sư tộc bên này, nhưng bày ra một tòa càng to lớn hơn trận pháp, trận pháp tên là 108 tinh tú đại trận, trận này do 108 người lấy linh giới tinh tú phương vị mà không biết, tương tự cũng có thể mượn tinh tú lực lượng phát huy vô tận uy năng, mà bởi vì nhân số hạn chế, lúc này có một ít người thả ra phân thân đến điền vào chỗ trống, làm cho này trận pháp đạt đến viên mãn. Tuy rằng trận pháp không giống, nhưng đều tương đương lợi dụng tinh thần chi lực, song phương đúng là lại nghĩ đến cùng nơi đi tới bất quá nếu luận mỗi về trận pháp vẫn là nghĩ đến lợi dụng phân thân đến bố trí ra càng mạnh mẽ hơn trận pháp yêu tộc hơi chiếm thượng phong ở bố trí xuống trận pháp sau đó song phương bắt đầu quan sát lẫn nhau đối phương lâm thiên dương tự nhiên đem ánh mắt dừng lại ở một tên thân hình cao lớn tóc vàng áo choàng hai mắt màu lục là sư tộc hợp thể tu sĩ trước đó tên kia hổ tộc tu sĩ rõ ràng cho thấy một tên thuần túy thể tu mà trước mắt tên này sư tộc hợp thể tu sĩ e sợ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Trận chiến này là trận chiến cuối cùng, song phương thắng bại cũng đều xem trận chiến này. Quy tắc cũng không nhiều lời. Hiện tại có thể bắt đầu rồi. Lam Tinh Lão tổ rất nhanh sẽ tuyên bố trận chiến cuối cùng mở ra. Ở tiếng nói của hắn hạ xuống sau đó, nhất thời song phương thành viên bên trong trận pháp lập tức đồng thời bấm pháp quyết, nhất thời hai cái trên đỉnh núi đều nổi lên lấm ta lấm tấm linh quang đến, theo hàng trăm cây quan tia bắn về phía bầu trời. Ở hai tòa đỉnh núi xuất hiện hai tầng màn ánh sáng. Ngay khi Song Phương thôi thúc trận pháp thời điểm, Sư Duệ cùng Lục Giao cũng đồng thời ra tay, Song Phương cũng không có trực tiếp giao thủ, trái lại từng người lấy ra một tấm bùa chú, tấm bùa này ở giữa không trung nhất thời linh quang lóe lên hiện ra mấy chục màu bạc phù văn, linh quang lóe lên dưới, mỗi cái phù văn liền biến thành khoảng một trượng to lớn, tổ hợp lại với nhau, tạo thành một mảnh có tới to khoảng một mẫu nhỏ bé phù trận này hai tấm bùa chú thình lình đều là cửu thiên phá. Trận phù Ngay khi hai tên hợp thể tu sĩ thôi thúc bùa chú, cái kia phù trận màu bạc đi xuống thời điểm, bỗng nhiên từ hai bên màn ánh sáng bên trong gần như cùng lúc đó bắn ra hai đạo kim quang, kim quang bắn ở phù trận bên trên, lại lập tức đem phù trận đứng vững không để cho hạ xuống. Sư Duệ cùng Lục Giao nhìn thấy sau đó, đều là sững sờ, cuối cùng rời đi thúc một chút pháp quyết, làm cho quan trận càng thêm sáng sủa thêm vài phần, Nhất thời đem đứng vững quan trận hạ xuống Kim Quang đè xuống mấy phần đang lúc này, từ quan trận ở trong cũng từng người bắn ra mấy chục đạo ánh sáng không giống đánh tới sư Duệ giờ khắc này lần thứ hai lấy ra một tấm bùa chú, Kim Quang lóe lên, biến thành một tấm màu bạc quang Thuẫn, một vòng bùa chú màu bạc vây quanh một cái phù văn màu vàng lúc ẩn lúc hiện, đem mấy chục đạo luyện hư kỳ tu sĩ công kích đều cản lại Lục giao cũng như thế lấy ra một tấm bùa chú, bất quá bồ chú của nàng nhưng là xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu vàng đem cả người bao phủ trong đó, sư tộc luyện hư tu sĩ đánh ra công kích ở phía trên, chỉ là khuấy động lên một chút kim ngân hai màu phù văn nhưng không chút nào phá tan dấu hiệu. Dưới tình huống này, Lâm Thiên Dương lập tức lướt người đi, hướng về sư duệ giết tới, chỉ cần đem này khống chế bùa chú người đẩy lùi, như vậy đối phương muốn phá trận hầu như biến thành không thể. Sư duệ cũng không phải là bình thường hợp thể sơ kỳ tu sĩ thân hình Lâm Thiên Dương hơi động liền biết hắn phải làm gì, cũng biết chỉ dựa vào vài món phòng ngự pháp bảo là không thể nào thật sự ngăn trở Lâm Thiên Dương công kích, liền miệng rộng mở ra, nhất thời một cái như ý màu bạc cùng một cái bình bát đen thui bị hắn phun ra ngoài. Cái kia như ý lấy ra sau đó, nhất thời một tầng màu bạc hồ quan tái hiện ra, một tiếng đổ vang sau đó, nhất thời một đạo vải nước thô màu bạc hồ quan liền bay thẳng đến Lâm Thiên Dương đánh tới. Lâm Thiên Dương trên tay Linh Quang lóe lên, Linh vũ phiến nhất thời đến ở trong tay, lập tức dùng sức vỗ một cái, nhất thời một cái như vậy nước thô điện mãn trốn ra, hướng về đánh tới màu bạc hồ quang liền sông lên trên. Hai cổ mãnh liệt điện lưu ở giữa không trung đụng vào nhau. Nhất thời, quanh, một tiếng vỡ ra được, vô số màu bạc hồ quang tứ tán bắn nhanh, lập tức lại đồng quy vu tận. Hai người đối với cái này tự hồ cũng không có cảm thấy bất ngờ, mà cái kia như ý giờ khắc này lần thứ hai một tiếng nổ vang, có một đạo hồ quang đánh ra. Lâm Thiên Dương từ lúc xuất chiến thời điểm. Liền đem một mảnh thiên linh diệp nhét vào trong miệng, giờ khắc này đối mặt lần thứ hai đánh tới hồ quang, trong tay linh vũ phiến liên tục chấp động mấy lần, nhất thời kim, ngân, thanh ba màu lôi hồ biến thành điện mãn trước sau xuất hiện, đồng loạt hướng về như ý rít gào mà đi. Cái kia như ý tuy rằng cũng là một cái không tệ bảo vật, nhưng so với luyện chế lại một lần quá linh vũ phiến chênh lệch vẫn là một đoạn dài thêm vào lúc này sư duệ hơn nửa pháp lực dùng ở linh phù cùng chống đỡ cái khác luyện hư tu sĩ công kích bên trên có khả năng phóng thích dư lực cũng không nhiều ba cái điện mãn đang dệt đồng thời trực tiếp nuốt hết ngân cung sau đó trực tiếp banh kích ở như ý bên trên dĩ nhiên cũng làm như vậy đem như ý đều lập tức đánh nát như ý bị đánh nát để sư nhuệ cũng cảm thấy một trận kinh ngạc nhất thời chỉ có thể ở phân ra một ít pháp lực quay về bình bác đánh ra một đạo pháp quyết Màu đen bình bát nhất thời xoay tròn tự mình xoay tròn, sau đó toàn bộ một phen, khẩu hướng xuống phúng ra một luồng hắc khí. Ở hắc khí tản ra sau đó, xuất hiện hai cái cả người đen thui, khuôn mặt dữ tợn. Đầu trương hai con sừng ác ma. Này hai con ác ma cả người tản ra luyện hư hậu kỳ cấp bậc linh áp, xuất hiện sau đó, ngay lập tức sẽ hướng về Lâm Thiên Dương giết tới. Lâm Thiên Dương nhìn thấy sau đó, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng theo hai tay bấm niệm pháp quyết, nhất thời dùng sức thổi một hơi, một đám lửa vân trực tiếp phun phun ra ngoài, lập tức hướng về thường đến hai con ác ma bao phủ mà đi. Hai con ác ma đối mặt mãnh liệt mà đến hỏa vân, nhất thời đồng thời phun ra một luồng ma khí, nhưng khi ma khí vừa tiếp xúc hỏa vân nhất thời lập tức hóa thành một cổ khói đen liền tiêu tan. Vừa thấy như thế, hai con ác ma nhất thời cũng là kinh hải vạn phần, nhưng là giờ khắc này hỏa vân đã đến bọn họ trước mặt, không chờ bọn họ đào tẩu, hỏa vân bên trong đột nhiên kim quang lóe lên liền bắn ra hai cái hỏa long, một cái thì đem bọn hắn nuốt hết trong đó. Hai con ác ma nhất thời phát sinh hét thảm một tiếng. Ngay khi ngọn lửa màu vàng lóng lánh bên trong lập tức biến thành tro bụi triệt để tiêu vong. Thái Dương Chân Hỏa, ngươi luyện hóa kim diễm lại là này Chí Dương Hỏa diễm. Sư Duệ nhìn thấy chính mình hai con ác ma vừa đối mặt liền biến thành tro bụi, trong lòng cũng là cả kinh. Giờ khắc này hắn cũng không dám nữa tiếp tục sử dụng cái kia màu đen bình bát, vẫy tay lập tức thu lại rồi, theo tung một nhánh kim tiễn đến. Này chi màu vàng mũi tên vừa xuất hiện, quay tiếp một vòng, lại đang xoay tròn bên trong tạo thành tàn ảnh đều biến thành thực thể, theo liền đồng loạt bắn nhanh đi ra. Lâm Thiên Dương đối mặt che ngợp bầu trời mưa tên khóe miệng một nụ cười lạnh lùng, linh vũ phiến lập tức liên tục lấp lóe mấy lần, nhất thời đầu tiên là từng đạo từng đạo kiếm khí ánh đao bắn ra, theo một bức tường băng bỗng dưng hiện lên, những kia bay tới mũi tên coi như có một ít xuyên qua kiếm khí ánh đao cách trở, cũng không cách nào xuyên thủng tường băng mà qua. Sư Nhuệ nhìn thấy cảnh này, lúc này không còn dám có chút chần chờ, liều mạng hao tổn một ít nguyên khí lập tức quay về ngân phù phun ra một ngụm tinh huyết, tinh huyết bị ngân phù hấp thu sau đó, ngân phù nhất thời ánh bạc tỏa sáng, trong phút chốc toàn bộ quan trận đi xuống chìm xuống nhất thời trên đỉnh ngọn núi một trận đùng 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 trận kỳ trận bàn nổ tung tiếng vang lên hai tầng thất tinh liên hoàn trận lập tức đã bị loại bỏ lục giao tuy rằng ở một đầu khác ngọn núi nhưng là chú ý tới tình huống bên kia giờ khắc này cũng không dám lại có thêm cái gì lưu thủ bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết một đạo hồng mang từ miệng bên trong bắn ra theo lóe lên dĩ nhiên biến mất rồi không lâu sau đó ở phía dưới bên trong đại trận nơi nào đó bỗng nhiên một trận không gian vặn vẹo một cái màu đỏ đoạn kiếm tái hiện ra, trong nháy mắt liền hướng về phụ cận một người tu sĩ chém qua. Cái này biến cố xuất hiện, nhất thời làm cho tên kia tu sĩ không thể không lập tức chống đối phi kiếm, nhất thời cách trở cửu thiên phá trận phù sức mạnh lập tức giảm đi vài phân, trong phút chốc phù trận màu bạc cũng lập tức rơi xuống. Nhất thời bên này trên đỉnh núi cũng đùng 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 một trận nổ vang, 108 tinh tú đại trận lại cũng bị loại bỏ. Hai bên trước sau loại bỏ đại trận, bất quá tình huống nhưng cùng lúc trước một trận chiến hoàn toàn khác nhau luyện hư hậu kỳ tu sĩ đối với hai tộc tới nói cũng đều xem như là tu sĩ cấp cao có thể tu luyện tới trình độ như thế này người tự nhiên cũng so với những tu sĩ hóa thần đó lợi hại hơn nhiều lắm tuy rằng đồng dạng đối mặt tu sĩ cấp cao nhưng tình huống nhưng hoàn toàn khác nhau nhân tộc bên này ở đại trận loại bỏ sau đó ở dưới một tiếng triệu tập của phàm trần tử nhất thời hóa thành mấy cái đoàn thể bắt đầu phối hợp lâm thiên dương đồng thời đối với sư duệ phát động đánh mạnh yêu tộc bên kia đồng dạng đồng thời liên thủ đối phó nổi lên lục giao trong lúc nhất thời hai vị này hợp thể tu sĩ lập tức rơi vào bị quần tu vây công mệt mỏi ứng phó tình cảnh hai người nếu không phải trước đó có trưởng bối ban xuống bất phàm bồ chú chống đối chỉ sợ cũng cũng bị gấp trăm lần cùng mình luyện hư tu sĩ giết chết tại chỗ vừa lúc đó sư duệ bỗng nhiên lại tung một tờ linh phù, linh phù linh quang lóe lên sau đó hướng về trên người vừa kề sát, trong nháy mắt sư duệ lập tức biến thành 10 cái, đồng thời tứ tán chạy ra. Một bên khác lục dao vừa bấm pháp quyết sau lưng hiện ra một cái thiên phượng hư ảnh, theo một trận không gian rung động xuất hiện, ở lòng ánh sáng màu vàng bên trong nàng lập tức liền trốn vào hư không không thấy bóng dáng. Trước sau xuất hiện biến cố, nhất thời đêm trước đó làm ra một ít sắp xếp đều làm rối loạn. Trong lúc nhất thời Song Phương cũng không biết nên ứng đối như thế nào cho thỏa đáng, hầu như là theo bản năng hướng về đối phương đỉnh núi vọt tới, vốn là lẫn nhau bày ra trận thế một trận chiến, lập tức đã biến thành lẫn nhau ở giữa hỗn chiến cục diện. Yêu tộc bên kia là sư tộc bên trong tinh nhuệ, thực lực bất phàm, mà nhân tộc nơi này nhưng là rất nhiều vì theo đuổi có thể tiến thêm một bước, vì lẽ đó không tiếc vẫn lạc đánh đổi cũng phải đến tham dự này cuộc chiến sinh tử đều là hàng người ý chí kiên cường thủ đoạn tự nhiên cũng không kém, song phương vừa tiếp xúc sau đó, nhất thời bùng nổ ra một hồi cực kỳ khốc liệt chém giết. Ngay khi hỗn chiến bắt đầu không lâu sau, sư duệ cùng lục giao đều một lần nữa hiện ra thân hình. Lâm Thiên Dương nhìn thấy sau đó lập tức đối với lục giao truyền âm nói, lục tiên tử, bây giờ song phương hỗn chiến, tiên tử phượng huyết kiếm có thể chém địch thủ trong vô hình, tuyệt đối là một cái giết người lợi khí, ta đi trước ngăn cản cái kia sư duệ, Tiên tử thừa dịp vào lúc này nhiều chém giết một ít tu sĩ yêu tộc, như vậy trận chiến này chúng ta định có thể thắng lợi. Lục Giao nghe được Lâm Thiên Dương đề nghị này, cũng cảm thấy xác thực không tệ, bất quá vẫn là có chút lo lắng hỏi, Lâm đạo hữu, này sư duệ không phải bình thường hợp thể tu sĩ, sự mạnh mẽ ta cũng không có tất thắng đem, đạo hữu nếu là thật cảm thấy sắp không chống đỡ được nữa, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Lâm Thiên Dương vừa định lời nói để Lục Giao yên tâm, giờ khắc này sư duệ cũng đã trước một bước hướng về chính mình đánh tới lâm thiên dương lập tức trực tiếp sử dụng tới kim thân ma thể biến thân theo lại lấy ra ngũ hành trúc hóa thành một bộ trúc giáp mặt lên người sư duệ tuy rằng vọt tới nhưng đối phó với lâm thiên dương hắn cũng không có bất cẩn đang bay tới trên đường cũng đã biến thành một cái nửa người nửa sư giáng dấp trực tiếp sử dụng tới nửa yêu hóa công pháp ở nhìn thấy lâm thiên dương cũng biến thân sau đó hắn một cái miệng phúng ra một bức quyển trục. Quay về quyển trục chỉ vào, quyển trục trực tiếp mở ra. Lâm Thiên Dương thật ngưng thần nhìn đối phương trong tay bảo vật có cái gì kỳ hiệu thời điểm, bỗng nhiên cái kia quyển trục trực tiếp bị sư duệ ném ra ngoài, theo linh quang lóe lên dưới, phúng ra một luồng hào quang. Vừa thấy được này hào quang. Trong lòng Lâm Thiên Dương hơi cảm thấy kinh ngạc, bởi vì lúc này hắn phát hiện, đối phương lấy ra món bảo vật này, lại là một cái không gian pháp bảo nhưng vào lúc này sư duệ lập tức phúng ra ba đám ngọn lửa màu trắng hỏa diễm bay vụt mà đi tới lâm thiên dương phụ cận nơi trực tiếp vỡ ra ở hỏa diễm nổ tung trong nháy mắt một luồng cực hàng chi lực cũng đồng thời tản mắt ra ngọn lửa này dĩ nhiên là một loại cực kỳ hiếm thấy hàng diễm ngọn lửa này cũng không phải hướng về phía chính mình bản thể mà đến lâm thiên dương đối với cái này rất rõ ràng đồng thời hắn cũng đã minh bạch sư duệ dụng ý đơn giản cũng không chống cự càng thêm không có muốn chạy trốn thoát ý tứ. Trực tiếp tùy ý hào quang đem mình một quyển theo thu hút đến trong bức tranh. Ở trước mắt ánh sáng lóe lên sau đó, Lâm Thiên Dương phát hiện, mình đã phiêu phù ở bầu trời một tòa núi xanh, phóng tầm mắt nhìn phụ cận cũng không có thiếu đồng dạng núi xanh một tòa liên tiếp một tòa liên miên không dứt, có tới hàng trăm hàng ngàn. Một nơi tuyệt vời tu di thế giới, nơi này tiểu thế giới sợ rằng phạm vi gần vạn dặm, cũng coi như cực kỳ hiếm có lâm thiên dương tự nhủ đa tại lâm đạo hữu khen ngợi thiên phong đồ này là bản tọa tiêu tốn không nhỏ đánh đổi mới lấy được một cái không gian trí bảo đạo hữu có thể chôn thay ở đây cũng coi như xứng đáng ngươi rồi đang lúc này sư duệ bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở lâm thiên dương cách đó không xa nói như vậy lâm thiên dương liếc mắt nhìn sư duệ cười nhạt một tiếng nói đạo hữu thật sự có tự tin có thể chém giết ta có thể đạo hữu vẫn không có đem ta chém giết, sư tộc trăm tên luyện hư cường giả cũng đã trước tiên bị ta nhân tộc chém giết sạch sẽ. Lâm Thiên Dương, tuy rằng ngươi không đơn giản, có thể bản tọa muốn giết ngươi cũng tuyệt đối sẽ không tiêu hao quá đã lâu. Sư cùng nói xong, bỗng nhiên vòng tay trữ vật linh Quang lóe lên, một viên màu đỏ thấm đang dược bắn ra. Theo bị hắn một cái liền nuốt vào trong bụng. Lâm Thiên Dương nhìn thấy sau đó, hơi thay đổi sắc mặt, nhanh tiếp theo liền thấy đến đối thủ bỗng nhiên bắt một cái cực kỳ quái lạ pháp quyết, theo trong nháy mắt hắn linh áp tăng vọt lên, nhất thời từ hợp thể sơ kỳ đỉnh điểm đã biến thành hợp thể trung kỳ. Sự biến hóa này để Lâm Thiên Dương cũng là cả kinh. Tuy rằng hắn cũng biết đối phương rất có thể cũng sẽ triển khai một ít tăng cao tu vi pháp lực bí thuật, có thể không nghĩ tới sẽ vào lúc này đối với mình sử dụng. Lâm Thiên Dương tự hỏi, nếu là đúng giao một tên hợp thể sơ kỳ tu sĩ, coi như mạnh hơn chính mình không địch lại tổng cũng có thể kéo dài một chút thời gian có thể nếu là đối phương là hợp thể trung kỳ tu sĩ vậy thì hoàn toàn vượt qua bản thân cực hạn một tên hợp thể trung kỳ tu sĩ nói như vậy hầu như có thể đồng thời đối phó ba năm tên sơ kỳ tu sĩ mà sư duệ này còn không phải bình thường hợp thể tu sĩ tự nhiên càng mạnh mẽ hơn giờ khắc này lâm thiên dương cũng không do dự lập tức hướng về vòng tay trữ vật sờ một cái Tương tự một viên đan dược bị hắn lấy vào tay ở bên trong, sau đó một cái liền nuốt vào. Ngay khi nuốt xuống chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên Dương trong nháy mắt pháp lực tăng vọt lên, hầu như ở trong chớp mắt, tu vi liền từ luyện hư hậu kỳ lập tức tăng vọt đến hợp thể trung kỳ cảnh giới. A, à, sao có thể có chuyện đó, ngươi triển khai đến cùng là bí thuật gì, lại có thể đem tu vi tăng lên tới mức độ này. Sư Duệ nhìn thấy sau đó, nhất thời nhìn ra trận mắt hốc mồm. Trong lòng Lâm Thiên Dương thì lại âm thầm có chút thở dài, xem ra việc cảnh đan này quả nhiên theo tu vi tăng lên, khả năng tăng cường cảnh giới tương đối sẽ giảm thiểu, ban đầu ở luyện hư sơ kỳ thời điểm dùng, trực tiếp có thể đạt đến hợp thể sơ kỳ cảnh giới, bây giờ lại chỉ tăng lên tới hợp thể trung kỳ cảnh giới, sợ rằng tiến cấp hợp thể sau đó, nhiều lắm cũng là có thể tăng lên tới hợp thể hậu kỳ mà thôi. Bất quá tuy vậy, Lâm Thiên Dương cũng đã thỏa mãn, trong mắt hiện ra một tia hàn quang nói: lâm mộ nếu là không có hậu chiêu lại há có thể dễ dàng cùng ngươi đi tới nơi này hừ coi như như ngươi vậy ngươi lâm thời tăng lên tu vi cũng bất quá giống như ta mà thôi mà ngươi từ luyện hư cảnh giới mạnh mẽ tăng lên tới hợp thể trung kỳ lớn như vậy cảnh giới vượt qua ta cũng không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu sư duệ đang kinh ngạc sau đó nhất thời rồi lập tức tỉnh táo lại thế à vậy thì thử xem lâm thiên dương hừ lạnh một tiếng theo vỗ một cái trên người trúc giáp, nhất thời trúc giáp một lần nữa biến thành từng cây từng cây cây thăm bằng trúc trôi nổi giữa không trung, đồng thời Lâm Thiên Dương đem ống trúc cũng lấy ra, hết thảy cây thăm bằng trúc đồng thời bị tế đi ra, rất nhanh 125 cây thăm bằng trúc đồng thời biến thành 125 thanh phi kiếm hướng về sư duệ liền bay đi. Ở lấy ra cây thăm bằng trúc sau đó, Lâm Thiên Dương có vừa lên tiếng, quay về linh vũ phiến phun mạnh một ngụm tinh huyết, nhất thời lông vũ trực tiếp phòng lớn lên mấy lần, hai tay Lâm Thiên Dương nắm cán quạt liên tục quay về sư duệ không ngừng mà lấp lóe, nhất thời biến ảo ra vô số linh thú hướng về sư nhuệ nhào tới, thanh thế rất hổ báo. Tại đây sau đó, Lâm Thiên Dương trực tiếp cắn nát vào trong miệng Thiên Linh Diệp, theo lại lấy ra hai đoạn đoạn chui, quay về hai đoạn đoạn chui liên tục đánh ra mấy đạo phát quyết, nhất thời hồng quang lóe lên, đất trời bốn phía nguyên khí một trận rung động. Sư Duệ nhìn thấy như vậy, sắc mặt không khỏi phải biến đổi, trong lòng lần thứ nhất sinh ra một cảm giác vô cùng không rõ ngay khi lâm thiên dương bị hút vào thiên phong đồ thời điểm nhân tộc bên này sắc mặt của cam thuần biến đổi nói lâm thiên dương bị hút vào bên trong tu di không gian lần này có thể nguy rồi chỉ sợ hắn muốn đơn độc đối mặt với hợp thể tu sĩ của đối phương đi à mấy người khác nhìn thấy sau đó cũng nhíu mày thạch diễm diễm càng là có chút kỳ quái than thở vừa nãy mặc dù đối phương triển khai thủ đoạn không cho Lâm Thiên Dương chạy ra phạm vi hút lấy của Pháp Bảo, nhưng là bằng vào hiểu biết của ta đối với Lâm Thiên Dương, nếu hắn thật sự muốn tránh né, hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản đã bị nhiếp đi vào. Ta cảm thấy đến cũng là như thế, nếu là ta không có đoán sai, người này nhất định là muốn lấy sức một người ngăn cản đối phương, làm cho Giao Nhi trước tiên xuất lĩnh những người khác chém giết yêu tộc luyện hư, mà Giao Nhi nắm giữ thiên phượng huyết mạch bản lĩnh, tin tưởng nếu là không có những người khác quấy rầy, tốn một chút thời gian triển khai bí thuật tiến vào cái kia trong không gian hẳn không có vấn đề. Thi tuyển yến như vậy suy đoán nói. Ta cũng tin tưởng Lâm Thiên Dương nếu không hề có một chút niềm tin, là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ta xem, chúng ta tự đợi đến tin tức tốt đi. Thích tinh hà đúng là càng thêm tự tin. Yêu tộc bên này, sư cùng nhìn thấy Lâm Thiên Dương bị hút vào thiên phong đồ sau đó, sắc mặt mừng lớn nói, giao hoàng xem ra lần này nguyện vọng của ngươi cuối cùng cũng coi như có thể hoàn thành a à. có lẽ vậy bất quá cái kia lâm thiên dương vừa nảy hẳn là vẫn có biện pháp chạy ra phạm vi hút vào của thiên phong đồ hắn cam nguyện bị thu hút trong đó sợ rằng không nhất định sẽ như nguyện a à. mỹ phụ có chút lo lắng nói ý của ngươi là cái kia lâm thiên dương còn có thể sống sót ở trong tay sư duệ hổ khiếu cũng có chút không tin nói ta trước đó đã đối với sư duệ truyền âm đã qua để hắn coi như chết cũng muốn đem lâm thiên dương chém giết, mà hắn ở tham gia trận này cuộc chiến sinh tử trước đó đã lưu lại một tia phân hồn ta cũng đã đáp ứng hắn vạn nhất vẫn lạc sẽ đem hắn phân hồn một lần nữa bồi dưỡng lên bằng vào hiểu biết của ta đối với sư duệ chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp triển khai bí thuật tăng cao tu vi dùng thủ đoạn lôi đình trước tiên giết chết lâm thiên dương sau đó sẽ đi ra ngăn cơn sóng giữ a Sư Cuồng nói như thế, chỉ sợ cái kia Lâm Thiên Dương thủ đoạn phong phú, không phải nhất thời nữa khắc có thể chém giết, vạn nhất chờ nữ tử nhân tộc kia đem ngươi sư tộc hậu bối đều chém giết sạch sẽ, sự tình sẽ không hay. Ta nhìn ra nàng nắm giữ không ít thiên phượng huyết mạch, muốn phá tan thiên phong đồ cấm chế tiến vào bên trong, cũng không phải việc khó a. À. Hổ khiếu nhưng không chút nào giống sư Cuồng nghĩ lạc quan, sư duệ kích phát bí thuật có thể trong thời gian ngắn trở thành hợp thể trung kỳ tồn tại, chẳng lẽ còn đối phó không được một tên luyện hư tu sĩ? Sư cùng không chút nào tin tưởng nói. Hổ khiếu còn muốn nói điều gì, Mỹ Phụ nhưng đã cắt đứt bọn họ nói, được rồi, các ngươi không muốn tranh chấp, vẫn là yên lặng xem biến đổi đi. Rất nhanh mọi người một lần nữa đưa ánh mắt tập trung vào chiến trường. Nhân tộc một phát tự nhiên hy vọng lục giao có thể mang theo tộc nhân cấp tốc chém giết đối phương sinh lực mà yêu tộc đám người thì lại hy vọng tộc nhân mình có thể nhiều kiên trì một lúc, như vậy chờ sư duệ sau khi đi ra, còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Ngay khi gần như đã qua một bữa cơm công phu, bỗng nhiên thiên phong đồ linh quang tỏa sáng mà bắt đầu, theo hai đạo kim quang từ bên trong một trước một sau phi độn mà ra. Hai đạo kim quang phi độn bên ngoài sau đó, rất nhanh sẽ hiện ra hai bóng người đến. Một cái là một con hùng sư cao mấy trượng, Bất quá lúc này con này hùng sư cả người linh quang lờ mờ. Trên người hơn nửa bộ lông cũng đã bị đốt trụi, trong miệng tràn đầy máu tươi, một con mắt cùng một cái móng vuốt cũng không cánh mà bay, có thể nói là muốn nhiều thê thảm thê thảm đến mức nào. Trái lại một đạo khác kim quang hiện thân sau đó, nhưng là một tên người mặc lớp vẫy màu vàng ống đầu trương sừng vàng màu vàng cự nhân, mà này cự nhân hai tay cầm một cái to lớn lan nha bổng, uy phong lẫm lẫm, thế không thể đỡ hợp thể trung kỳ sao có thể có chuyện đó đối phương đến cùng thi triển bí thuật gì lại trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới trình độ như thế này sư cùng nhìn thấy cảnh tượng như vậy thần thức quét qua lâm thiên dương biến thành kim giác cự nhân sau đó nhất thời thay đổi sắc mặt hổ khiếu vừa nãy tuy rằng cùng sư cùng đấu võ mồm nhưng là không hy vọng phía bên mình thất bại nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh tượng như vậy sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi Nhân tộc bên này nhìn thấy sau đó, tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là bùng nổ ra một trận hoang hô, hiển nhiên đến lúc này, ai thắng ai bại đã vừa xem hiểu ngay. Lúc này ánh mắt Lâm Thiên Dương quét qua xung quanh, nhìn thấy còn có 50, 60 tên yêu tộc luyện hư tồn tại, hừ lạnh một thân, trong tay ngũ hành trúc ném đi, nhất thời 125 đem kiếm trúc lần thứ hai tái hiện ra, hướng về những kia luyện hư tu sĩ liền bay đi lấy hợp thể trung kỳ tu vi sử dụng ngũ hành trúc này, quy lực tự nhiên so với trước đó phải cường đại mấy lần, thêm vào giờ khắc này đối phương ở lục giao đám người vây công dưới, từ lâu đến nỏ mạnh hết đà, đột nhiên gặp phải lớn như vậy uy lực công kích, nhất thời thì có mười mấy tiếng kêu thảm thiết trước sau phát sinh. Sư Duệ nhìn thấy tộc nhân mình như vậy bị chém giết, mặc dù có lòng muốn cứu, nhưng cũng căn bản không có thực lực này, mà nàng càng thêm không nghĩ tới, đang lúc này, sau lưng của hắn không gian bỗng nhiên một trận vặn vẹo một cái màu đỏ tiểu kiếm hiển hiện mà ra ngay khi hắn vừa phản ứng lại thời điểm tiểu kiếm đón gió chém trực tiếp đem hắn đầu sư tử cho chém rơi xuống đầu sư tử rớt xuống sau đó nhất thời đầu sư tử thiên linh cái phun ra một đạo hào quang một con sư tử con hiện ra mà ngay tại lúc này phượng huyết kiếm hồng quang lóe lên một đoàn xích viêm từ trên thân kiếm dân trào ra không chờ sư tử con muốn chạy trốn liền lập tức đem nó cúng vào. Vừa thấy được đối phương hợp thể tu sĩ bị chém giết, nhân tộc bên này triệt để phát sinh một trận hoang hô, mà vẫn còn kiên trì địa phương sư tộc luyện hư tu sĩ, ở nhìn thấy sư nhuệ bị kinh địch như vậy chém giết sau đó, dùng dập cũng triệt để tan vỡ, thời gian một chén trà sau đó đã bị toàn bộ chém giết sạch sẽ. Ở sư duệ bị chém giết sau đó, Lâm Thiên Dương liền quay về mất đi chủ nhân thiên phong đồ chỉ vào, thu hút trong tay mình. Lục Giao ở chém giết sư Duệ sau đó, thân hình lóe lên cũng đến bên người Lâm Thiên Dương, theo đem một con màu vàng vòng tay trữ vật trực tiếp ném cho Lâm Thiên Dương. Lâm Thiên Dương tiếp nhận sau đó, có chút bất ngờ nói, "Lục tiên tử, ngươi đây là ý gì, đối phương nhưng là ngươi chém giết mà." Lục Giao nhưng nở nụ cười xinh đẹp nói, "Lâm đạo hữu ngươi thật biết nói đùa, thực lực đối phương không kém ta." cho nên ta có thể dễ dàng như thế chém giết đối phương hoàn toàn là vì người này trước đó cùng lâm đạo hữu giao chiến thời điểm chịu đến trọng thương bằng không ta có thế không thể bắt đối phương còn chưa biết thấy nàng như vậy rõ ràng lâm thiên dương cũng không có lại khiêm tốn cái gì trực tiếp liền đem vòng tay trữ vật thu lại vì đối phó hắn lãng phí cuối cùng một viên việt cảnh đan nội tâm lâm thiên dương cũng cảm thấy xác thực muốn lấy thêm một vài thứ bồi thường một chút khi tên cuối cùng sư tộc tu sĩ cũng chết ở tu sĩ nhân tộc vây công bên dưới về sau, thích tinh hà đại cười vài tiếng nói, các vị đạo hữu, xem ra cuộc tỷ thí này là chúng ta thắng, chư vị hẳn là sẽ không phủ nhận chứ. Thích tinh hà, ta yêu tộc từ trước đến giờ nói một là một nói hai là hai, nếu thất bại đương nhiên sẽ không đổi ý, đây là ba viên vạn hoa quả, các ngươi tốt lắm. Hổ khiếu hừ lạnh một tiếng, sau khi nói xong tiện tay rung lên, ba đạo linh quang trực tiếp bắn về phía thích tinh hà thích tinh hà tiếp nhận linh quang sau vừa nhìn rõ ràng là ba viên trái cây đen thùi nhìn như không bắt mắt bất quá ở hơi thêm phân rõ sau đó trên mặt nhưng cũng hiện ra vẻ đại hỷ nếu thua bổn hoàng cũng sẽ không nuốt lời bình đang dược này các ngươi cũng cầm đi nói xong mỹ phụ một tay dương lên một chiếc bình ngọc bắn nhanh đi qua thích tinh hà đồng dạng xòe tay lớn đem bình ngọc nhận được trong tay Mở ra xem quả nhiên chính là tiểu tạo hóa đan. Thích Tinh Hà theo trực tiếp từ trong bình đổ ra một nửa, sau đó đem trong đó bốn viên trực tiếp cho Lâm Thiên Dương, hai quả khác cho Lục Giao nói, hai vị đạo hữu lần này vì tộc ta bỏ bao nhiêu công sức, mấy viên đan dược này xem như tưởng thưởng cho hai vị. Lâm Thiên Dương không nghĩ tới Thích Tinh Hà đúng là hào phóng, mà nhìn cái khác vài tên lão tổ, phát hiện bọn họ cũng là từng cái từng cái gật đầu, cũng không có khách khí, trực tiếp nhận. Nếu cái khác cá cược cũng đã thực hiện, như vậy cuối cùng này Hoàng Nguyên Sơn mạch mỏ linh thạch, ta nhân tộc sau đó liền chiếm cứ 7 phần 10 số lượng, bất quá chúng ta hai tộc nếu là cùng khai thác này mỏ, sợ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít bất ngờ, vì lẽ đó các ngươi đã chỉ chiếm 3 phần 10 số lượng, như vậy chúng ta kiến nghị trực tiếp đem các ngươi 3 phần 10 số lượng mua lại." Thạch Diễm Diễm bỗng nhiên đối với Lam Tinh lão tổ cùng yêu tộc Tam Hoàng đề nghị. "Ồ, này cũng đích thật là một cái phòng ngừa phiền phức biện pháp cốt, bất quá này mỏ tìm rõ số lượng dự trữ to lớn, coi như 3 phần 10 số lượng sợ rằng cũng phải có ngàn tỷ linh thạch A, à, các ngươi nhân tộc trong lúc nhất thời có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy sao? Hổ khiếu lắc đầu nói. Linh thạch xác thực trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy, bất quá ngoại trừ cái này ở ngoài, cũng có thể lấy dùng những vật khác đến đặt cọc, ta nhân tộc ở Hoàng Nguyên Sơn Mạch Tây Bắc 10 triệu dặm Kim Hà Sơn Mạch, có mỏ linh thạch hai tòa, tinh kim mỏ một tòa, xa hơn mặt phía bắc mấy triệu dặm hàng phong hồ có hàng tinh quán một tòa. Hàng ngọc mỏ ba tòa, ở khoảng cách. Thạch Diễm Diễm liên tiếp báo ra vài chục tòa nhân tộc hiện nay chiếm cứ các loại linh quán, báo xong sau, tiếp tục nói, nhiều như vậy linh quán gộp lại, gần như có thể cùng này hoàng nguyên sơn mạch linh thạch ba phần mười so sánh đi. Chúng ta nhân tộc quyết định đem những này linh quán giao giao cho các ngươi, đổi lấy này mỏ ba phần mười. Ở Thạch Diễm Diễm sau khi nói xong, yêu tộc Tam Hoàng cùng Lam Tinh Lão Tổ hơi hơi thương nghị một thoáng, cảm thấy đối phương mở ra bản giá cũng xác thực không có cố ý muốn chiếm tiện nghi ý tứ, liền cuối cùng cũng đồng ý. Tất cả mọi chuyện đều bàn xong xuôi, yêu tộc. Sa tộc là bên thất bại, cũng không muốn ở lại chỗ này, trước một bước cẩn thận từng ly từng tí một chút lui. Nhân tộc bên này nhìn thấy đối phương cũng không có thất bại mà gây hấn, cũng thở vào nhẹ nhõm, rất nhanh cũng có tự bắt đầu lui lại. Lúc này Lâm Thiên Dương, việc cảnh đang dược hiệu cũng rốt cục chấm dứt. Cả người như rơi vào hầm băng, ngã xuống bên trong tỉnh thất của chiến thuyền, chỉ có hai con huyết ngọc tri chu cùng bộ kia hợp thể khôi lỗi đồng thời chờ đợi ở bên cạnh. Ngay khi nhân tộc ở mang hoang chi địa chuẩn bị chiến thắng trở về mà về thời điểm, ở nhân tộc Chu Tước Thành bên trong một mảnh trong hồ nhỏ có một tòa bị các loại tấm chế bao quanh bảo vệ đảo nhỏ, ở trên hòn đảo nhỏ một tòa trong lầu cát giờ khắc này đang có mấy tên hợp thể kỳ tu sĩ tụ tập cùng nhau những này hợp thể kỳ tu sĩ ở bên trong một người trong đó mang theo một bộ mặt nạ màu vàng kim cao cao tại thượng ngồi ở giữa ở hai bên của hắn tất cả ngồi ba người bên tay trái cái thứ nhất ngồi chính là một tên ông lão tóc trắng lão già nguyên bản nhìn như an lành trên mặt giờ khắc này nhưng mặt lộ vẻ vẻ không vui ở lão già ra tay nơi là một tên hắc phu đại hán cùng một tên ăn mặc cũ nát nói toạt ra đạo sĩ, mà hai người này giờ khắc này đều rất giống hồn ở trên mây giống như vậy, híp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Mặt nạ nam tử bên tay phải người thứ nhất là một tên nhìn như chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ, thiếu nữ dáng dấp vui tươi, nhưng giờ khắc này ánh mắt nhìn đối diện lão già nhưng lộ ra từng tia một hàng quan. Ở thiếu nữ ra tay nơi là một tên tai to mặt lớn hòa thượng, hòa thượng trên mặt cười hì hì, nhưng cũng không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì cho tới vị cuối cùng nhưng là một lão già tóc lục nếu là lâm thiên dương ở đây một chút có thể nhận ra người này chính là thân văn tuyền ban đầu gặp phải ở bí hí cổ đạo thân văn tuyền lúc này chính cung kính hướng về mặt nạ nam tử báo cáo trước đó cùng lâm thiên dương gặp gỡ sau chuyện đã xảy ra nói có tới một bữa cơm công phu lúc này mới rồi hướng che mặt nam tử chắp tay minh chủ thân mổ đem hết thảy biết đến cũng đã nói xong. Mặt nạ nam tử giờ khắc này khẽ gật đầu. Trầm tư chỉ chốc lát sau chậm rãi nói rằng, trước đó nhận được ngươi truyền báo, ta còn có chút không xác định, nhưng bây giờ nghe ngươi tỉ mỉ tự thuật sau đó, đúng là có 8 phần 10 có thể xác định cái kia lâm thiên dương chính là trương lão tổ truyền nhân nữa à, nói như vậy, ngươi từ bỏ thiên hỏa thương cũng là cử chỉ sáng suốt a à. Minh chủ, lẽ nào chu trưởng lão của chính dương môn ta cứ như vậy chết vô ích nghe nói như thế tên kia khuôn mặt hiền lành lão già lập tức không cam lòng mở miệng mặt nạ màu vàng kim nam nghe được sau đó dưới mặt nạ lộ ra hai mắt hướng về lão già trừng theo lạnh lùng nói hầu môn chủ ta biết ngươi chính dương môn vẫn là một vị hợp thể kỳ trưởng lão cực kỳ đau lòng có thể ngươi cần nghĩ cho rõ à cái kia họ lâm hắn có thể vì nhân tộc đi cùng sa tộc cùng yêu tộc giao thủ có thể thấy được hắn đã sớm ở vài tên lão tổ dưới ánh mắt, đối phó hắn, coi như trương lão tổ không ra, còn lại mấy cái bên kia lão tổ cũng có thể lấy mạng chúng ta, chu hàng hy hắn đầu óc cũng không động một cái lại liền muốn xuống tay với hắn, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, ai cũng hẳn là nghĩ đến, lão tổ tồn tại nếu có thể làm cho hậu bối đi ra đơn độc rèn luyện, khẳng định như vậy sẽ cho hắn một ít bảo mệnh hậu chiêu. Ngươi nên vui mừng vì Chu Hàng Hy bị hắn chém giết, nếu là trái lại làm hắn bị thương, đó mới là phiền toái lớn đây. Không phải là, một cái ôn kinh vĩ, còn không phải lão tổ đệ tử, chúng ta cũng đã không dám dễ dàng trêu chọc, chu Hàng Hy lại muốn đem trương lão tổ truyền nhân giết chết, ta thật không biết ngu xuẩn như vậy là làm sao tu luyện tới hợp thể cảnh giới, hoặc là với ngươi cái này già mà hồ đồ thời gian lâu dài, vốn đang khỏe mạnh cũng biến thành hồ đồ đi. Thiếu nữ lúc này cũng theo phụ họa lên. Đào Mị Nhi, ngươi cũng quá làm càng, lão phu hồ đồ hay không còn chưa tới phi ngươi nói. Nghe được thiếu nữ trực tiếp nhục nhã mình, lão già nhất thời giận tím mặt lên. Được rồi mị nhi, làm ra chuyện ngu xuẩn đến chính là chu hàng hy, cũng không phải hầu môn chủ, ngươi đối với hầu môn chủ vẫn là tôn trọng một ít. Đang lúc này, mặt nạ màu vàng kim nam tử mở miệng hét lại thiếu nữ. Biết rồi, minh chủ. Thiếu nữ nghe được sau đó, dường như bị ủy khuất tiểu cô nương mân mê miệng ngoan ngoãn ngồi xuống mặt nạ nam tử nhìn thấy sau đó cũng là khẽ thở dài một tiếng theo đối với thân văn tuyền nói văn tuyền a ngươi lần này làm không tệ thiên hỏa thương tuy rằng quý giá thậm chí một ít tiểu tộc đại thừa lão tổ đều không nhất định sẽ có một cái huyền thiên mảnh vỡ nhưng đối với chúng ta sở muốn theo đuổi đồ vật tới nói cũng không phải là không thể từ bỏ hơn nữa nếu như có thể cùng lâm thiên dương này giao hảo đối với chúng ta toàn bộ minh tới nói nói không chắc cũng là một chuyện tốt bản tôn thân là minh chủ đồng ý việc này các vị có ý kiến gì hay không mọi người đây là đều đưa ánh mắt tìm đến phía hầu nói trung vị này chính dương môn môn chủ thấy hắn cũng không nói gì một lát sau sau đó mặt nạ nam tử đối với thân văn tuyền nói được nếu mọi người cũng không có ý kiến như vậy văn tuyền chuyện này vẫn do ngươi đi làm chỉ cần lâm thiên dương có thể sống sót trở về thiên hỏa thương có thể cho hắn việc cảnh đang tác dụng phụ lần này không có sở thiên hương trợ giúp coi như lâm thiên dương đã là luyện hư hậu kỳ tu sĩ nhưng vẫn là hơn một tháng sau đó mới tự mình tỉnh lại phát hiện mình hơn một tháng bất tỉnh nhân sự cuối cùng lại còn không có chuyện điều này làm cho lâm thiên dương có loại cực kỳ may mắn cảm giác tại đây sau đó lâm thiên dương lập tức đã tọa nghỉ ngơi khôi phục chính bình hao tổn nghiêm trọng chân nguyên ngoại trừ ở trở lại nhân tộc địa vực thời điểm, đứng ra gặp mấy vị lão tổ một lần, liền không hề rời đi quá tỉnh thất, thậm chí một ít tu sĩ cấp cao mời đi bọn họ động phủ tham quan cũng không có đồng ý, mãi đến tận cuối cùng rời đi chiến thuyền, thông qua mấy lần truyền tống, trở lại bên trong hoàng hoa thành. Khi Lâm Thiên Dương đi ra truyền tống trận thời điểm, phát hiện bây giờ trong coi người của truyền tống trận đã không còn là tấn võ, mà là tô thiên quân vị này đồng xuất một người giới người quen cũ còn tấn võ tiểu tử kia nhất định là bắt đầu chuẩn bị tiến cấp luyện hư. Tô Thiên Quân trước đây ở nhân giới tuy rằng cao cao tại thượng, nhưng đến linh giới sau đó, cũng trải qua một khoảng thời gian thân phận đại biến sau tâm thái chuyển hóa kỳ, ở đến Hoàng Hoa thành thời điểm, đã tâm thái điều chỉnh xong, mà bây giờ tiếp nhận tấn võ thủ vệ truyền tống trận này, hiển nhiên cũng rõ ràng, đây là hứa linh vận đám người tin tưởng chính mình, lúc này mới đem trong thành nơi quan trọng nhất một trong để cho mình thủ vệ vì lẽ đó cũng không có cái gì bất mãn trái lại trong lòng vì thế cảm thấy vui mừng trong lòng hắn rất rõ ràng lấy tình huống của hắn ở không chỗ nương tựa dưới cuộc sống tuyệt đối không có ung dung như vậy khi nhìn thấy lâm thiên dương sau đó tô thiên quân cũng không có chút nào ngày xưa nhân giới lão tổ tư thái cung kính đối với lâm thiên dương ôm quyền thi lễ nói lâm tiền bối ngài trở về thành nể tình trước đây đều là đồng đạo Lâm Thiên Dương đúng là cảm thấy bị hắn gọi là tiền bối trái lại có chút không quen, cười nói, tô đạo hữu, lấy quan hệ của ta và ngươi. Không cần khách sáo như thế, ta đi một năm này, trong thành vẫn ổn chứ? Lâm Thiên Dương hỏi. Hết thảy đều rất tốt, hai tháng trước Hồng Tiên tử tiến cấp hợp thể, bây giờ chính đang củng cố cảnh giới. Tô Thiên Quân nói rằng. Ồ, Hồng Tiên tử quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, như thế thứ nhất chúng ta hoàng hoa thành cũng có hợp thể tu sĩ tọa trấn lâm thiên dương nghe được tin tức này vẫn là cảm thấy khá là hưng phấn một tên hợp thể tu sĩ xuất hiện tuyệt đối có thể để cho một tòa thành trì địa vị lập tức nhảy vọt một đoạn dài bởi vậy hoàng hoa thành e sợ sắp lần thứ hai đối mặt một lần nhảy vọt lâm tiền bối ngươi khí sắc thật giống có chút không tốt lắm cùng ngoại tộc cuộc chiến chẳng lẽ bị chút tổn thương tô thiên quân nhìn thấy sắc mặt của lâm thiên dương có chút tái nhợt vẫn là hỏi một câu. Lâm Thiên Dương gật đầu một cái nói, bị thương thì không có, bất quá bởi vì vận dụng một ít bí thuật, hao tổn không ít nguyên khí, lần này trở về muốn hảo hảo tỉnh dưỡng một quãng thời gian. Tô Thiên Quân nghe nói như thế sau đó. Cũng không cùng Lâm Thiên Dương nói thêm cái gì, lập tức sắp xếp xe thú đưa hắn trở về thành chủ phủ tỉnh dưỡng, đồng thời đưa tin thông tri phủ thành chủ. Chờ Lâm Thiên Dương trở lại phủ thành chủ thời điểm, nhìn thấy hứa linh vận đã có chút lo lắng chờ ở cửa, ở lâm thiên dương một thoáng xe thú sau đó, liền lo lắng chạy tới, hoàn toàn như là một cái tiểu thê tử lo lắng cho trượng phu. Quan tâm mà hỏi, thiên dương, ngươi thế nào? Tuy rằng lúc này hứa linh vận vẫn như cũ mang theo khăn che mặt, nhưng bất kể là lúc này ánh mắt ân cần cũng là kích động ngữ khí đều có thể cảm nhận được nàng đối với sự quan tâm của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng đang lôi kéo mình, ôm nhu nói, không có chuyện gì, chỉ là ở trong tranh đấu thi triển một ít bí thuật, hao tổn một chút nguyên khí, cần nghỉ ngơi nhiều mấy năm, thạch lão tổ thấy ta xuất lực không ít, đã cho ta một bình bổ nguyên đan. Ta ăn vào hai viên đã tốt lắm rồi. Chỉ là hao tổn, lại dùng bổ nguyên đan bực này khôi phục nguyên khí thánh dược, theo lý tới nói ngươi bây giờ không nên vẫn như thế suy yếu. Hứa Linh Vận đối với Lâm Thiên Dương lời này có chút hoài nghi, nhìn kỹ Lâm Thiên Dương vài lần, một cánh tay ngọc khoác lên Lâm Thiên Dương trên cổ tay. Cách chốc lát sắc mặt của hứa Linh Vận chìm xuống nói, ta biết ngay ngươi đang an ủi ta. Ngươi khí tức bây giờ suy yếu như vậy, sợ không có hai, ba mươi năm thời gian, căn bản cũng không có biện pháp khôi phục như cũ. Lâm Thiên Dương thấy hứa Linh Vận vạch trần hảo ý của mình, cũng than khổ một tiếng, lần trước bởi vì có sở thiên hương trợ giúp, Lâm Thiên Dương khi dùng việc cảnh đang sau đó, nhiều lắm thời gian hai, ba năm có thể khôi phục ai biết tác dụng phụ có thể so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn rất nhiều thiên dương có biện pháp cho ngươi mau mau khôi phục sao hai người đồng thời hướng về trong phủ thành chủ đi đến hứa linh vận hỏi lâm thiên dương đứng ở nàng bên cạnh nhìn nàng một bên cổ trắng trong lòng hơi động nói biện pháp đúng là có một cái bất quá tuy nhiên làm sao hứa linh vận có chút kỳ quái hỏi Lâm Thiên Dương do dự một chút, lúc này mới có chút lúng túng miệng khẽ nhúc nhích mấy lần, trực tiếp truyền âm nói rồi vài câu. Hứa Linh vẫn nghe được sau đó, nhất thời liền cổ của nàng cũng trở nên hơi hồng, nhưng ở đi trong chốc lát sau đó, vẫn là kiên định nói, nếu chúng ta đã là loại kia quan hệ, này lại có quan hệ gì, hơn nữa đồng thời tu luyện đối với ta cũng có nhiều chỗ tốt, tại sao lại không chứ? Nhìn thấy Hứa Linh vẫn như vậy trả lời, Lâm Thiên Dương trái lại sững sờ, theo cười khổ nói linh vận nói không sai là vi phu quá mức cổ hủ nghe được lâm thiên dương tự xưng là phu hứa linh vận không nhịn được lườm hắn một cái nhưng trong lòng có loại không nói ra được cảm giác kỳ quái quá cái cảm giác này tuy rằng kỳ quái nhưng cũng phi thường thoải mái bởi vì không ngờ trì hoãn lâm thiên dương khôi phục nguyên khí hứa linh vận lập tức triệu tập đến thủ hạ bắt đầu bố trí một ít công việc hàng ngày dĩ nhiên đối với ở ngoài tự nhiên tuyên bố cần lần thứ hai bế quan. Lâm Thiên Dương ở nàng xử lý sự vụ thời điểm, nhưng lại lần nữa đi tới bên trong thông thiên tháp. Ồ, Lâm Thiên Dương, bây giờ thông thiên tháp 12 tầng bố trí lại thời gian còn chưa tới, ngươi chạy thế nào vào được, chẳng lẽ nhớ lão đạo, cố ý tìm ta nói chuyện phím. Thông thiên lão đạo vừa thấy được Lâm Thiên Dương lập tức chém gió. Lâm Thiên Dương lần này đối mặt lão này nhưng rõ ràng có chút lúng túng, không có trước đây sảng khoái, ấp úng nói, nói. Đạo trưởng, trước đó ngươi đã nói. Đã nói có một loại song tu công pháp, cái kia. Hả? Lâm Thiên Dương, tiểu tử ngươi không phải là có, diễm ngộ đi à nha, hay là biết được diệu dụng của âm dương chân nhũ, vì lẽ đó cũng không thể kiên trì nguyên lai con đường. Thông Thiên lão đạo đúng là không có Lâm Thiên Dương bên kia nhăn nhăn nhó nhó, vẫn như cũ tùy việc mà xét nói. Lâm Thiên Dương nhìn thấy thông thiên lão đạo cũng không có mình tưởng tượng như vậy cười nhạo mình, trong lòng thở vào nhẹ nhõm, trực tiếp hỏi, đạo trưởng, cái kia công pháp bao nhiêu linh thạch à? Nửa phần trước công pháp cần một không ức linh thạch. Thông thiên lão đạo há to miệng rộng nói. Cái gì, nửa bộ công pháp cần 1,110 không ức, ta đào đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Lâm Thiên Dương nghe được sau đó, lập tức trực tiếp liền kinh hô lên, tam phẩm Thái Dương Chân Hỏa cũng mới trăm ức linh thạch, nửa bộ công pháp này lại so với tam phẩm Thái Dương Chân Hỏa còn muốn mắc hơn hơn 10 lần, thế này thì quá vê lờ rồi. Thông thiên lão đạo nhưng khà khà. Cười cợt, đổi lại giọng gian thương cười nói, Lâm Thiên Dương ngươi có phải hay không nghi ngờ diệu dụng công pháp này a? À? chờ ngươi tu luyện sau đó liền biết, linh thạch này tốn không oan uổng. Đương nhiên lão đạo cũng biết trên người ngươi không có nhiều linh thạch như vậy, bất quá công pháp này nửa phần trước tổng cộng chia làm ba tầng, ta có thể từng tầng từng tầng bán cho ngươi, ngươi yên tâm, công pháp này mỗi một tầng coi như không có mặt sau, cũng có thể lấy đơn độc tu luyện, thậm chí trực tiếp cho rằng một bộ công pháp cũng có thể được. Nói như vậy, tầng thứ nhất cần 10 ức linh thạch, lần thứ hai cần trăm ức linh thạch, tầng thứ ba cần ngàn ức linh thạch. Lâm Thiên Dương hỏi. Chính xác, Lâm Thiên Dương, ngươi quả nhiên thông minh, Ngươi chuẩn bị đem hai tầng trước mua lại, hay là mua trước một tầng thử xem à?" Thông Thiên lão đạo cười híp mắt nói. "Đương nhiên là mua trước một tầng, tuy rằng trên người ta linh thạch xác thực hơn trăm ức, nhưng nếu đều mua cái này, vậy cũng liền thành quỷ nghèo." Lâm Thiên Dương tức giận nói. Thông Thiên lão đạo nhưng không có một chút nào lưu ý, cười hì hì trên tay linh quang lóe lên, một tấm màu bạc quyển trục liền xuất hiện ở trong tay. Lâm Thiên Dương lập tức điểm ra 10 ức linh thạch, mới vừa vào một cái bên trong vòng tay trữ vật, bất quá nhưng không có lập tức cho thông thiên lão đạo, trái lại có chút không vui nói, thông thiên đạo trưởng, lần trước ngươi nói cho ta phương pháp tách ra âm dương chân nhũ có đúng không vậy? Bản đạo trưởng lúc nào đã lừa gạt ngươi? Thông thiên lão đạo tự tin nói, bất quá rất nhanh hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức vỗ một cái sau não nói, ai nha, ta nhớ ra rồi, Ngươi chỉ có tu vi luyện hư kỳ, dùng ta nói loại phương pháp kia sẽ sản sinh một loại mê tình sương mù, còn không phải ngươi bây giờ có thể chống cự, ngươi thật muốn chia cái kia âm dương chân nhũ, vẫn là tiến cấp hợp thể kỳ đi, tốt nhất là hợp thể trung kỳ như vậy càng thêm bảo hiểm. Đương nhiên trước đó ngươi tuy rằng đã thất bại. Bất quá âm dương chân nhũ vẫn là vẫn như cũ có nguyên lai like hiệu quả. Nghe nói như thế sau đó, Lâm Thiên Dương thật là có chút dở khóc dở cười chẳng qua hiện nay việc đã đến nước này hơn nữa cùng hứa linh vận ma xuôi quỷ khiến đột phá tầng kia quan hệ sau đó trái lại cảm giác mình ở linh giới bên trong có một tầng lo lắng trở nên càng thêm vào hơn động lực vì lẽ đó cũng sẽ không lại so đo đem vòng tay trữ vật ném cho thông thiên lão đạo sau đó thông thiên lão đạo thực tại kiểm số trong chốc lát sau đó lúc này mới đem quyển trục ném qua lâm thiên dương bất đắc dĩ lắc đầu sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này trở lại chính mình ở trong phủ thành chủ trong tỉnh thất về sau, Lâm Thiên Dương ngay lập tức lấy ra quyển trục. Mở ra xem, phát hiện cả quyển sách đều là ngân khoa văn. Loại này tiên gia văn tự, Lâm Thiên Dương đúng là cũng nghiên cứu không ít, cũng không có cái gì lo lắng. Vừa nhìn đài đầu, phát hiện bản này cái gọi là song tu bảo điển, tên là tâm dương đạo. Cẩn thận đọc một ít, cũng lập tức phát hiện, bản này công pháp đích thật là một loại cực kỳ huyền diệu song tu phương pháp, cùng những thải bổ thuật kia không giống, đích thật là một loại có thể làm cho tu luyện song phương liên hệ âm dương, cùng tăng thêm tu vi công pháp. Lâm Thiên Dương đối với song tu công pháp xác thực không có bao nhiêu nghiên cứu, chỉ là biết công pháp này đối với song phương đều có chỗ tốt. Nhưng cụ thể hiệu quả ra sao, chỉ sợ cũng cần từng thử mới biết, đương nhiên ở thử nghiệm trước đó, tự nhiên còn cần đem công pháp này hoàn toàn hiểu rõ mới được. Ở nhìn kỹ một lần sau đó, Lâm Thiên Dương liền bắt đầu cẩn thận tìm hiểu. Cũng không biết đã qua bao lâu, tỉnh thất cấm chế bị người mở ra, sau đó một cái bóng người màu đỏ lóe lên đi vào. Chính mình tỉnh thất cấm chế phát bàn chỉ có mình và hứa linh vận có, vì lẽ đó có thể vào tự nhiên chỉ có nàng, vì lẽ đó lúc này Lâm Thiên Dương cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn quyển trục đối với hứa linh vận nói, linh vận. Đây là năm đó ta ở bên trong tiểu tiên cảnh, ngẫu nhiên lấy được một phần công pháp, Vốn là bởi vì cùng ngươi quan hệ bất đồng, vì lẽ đó vẫn chưa hề nghĩ tới tìm hiểu, bây giờ ngươi ta đã liền làm một thể. Tự nhiên cũng lại bất đồng, ta đối với công pháp này đã tìm hiểu một chút, ngươi cũng cùng đi xem một chút đi. Hứa Linh vẫn đi tới lâm thiên dương trước mặt, vừa nhìn quyển trục sau đó, lập tức hơi kinh ngạc nói, Ngân Khoa Văn, thiên dương vật ấy ngươi từ trong tiểu tiên cảnh chiếm được, xem ra đích thật là tiên gia công pháp không thể nghi ngờ. Ồ! Linh vận ngươi quả nhiên cũng hiểu được ngân khoa văn, hơn nữa vì sao khẳng định đây là tiên gia công pháp?" Lâm Thiên Dương hỏi. Hứa Linh vận nhìn Lâm Thiên Dương ánh mắt nghi hoặc, cười khẽ một tiếng nói, "Thiên Dương, ngươi sẽ không liền ngân khoa văn cùng kim truyện văn là tiên gia văn tự cũng không biết chứ? Cái này ta đương nhiên biết, nghe ý của ngươi, chẳng lẽ dùng hai loại phù văn sáng tác công pháp nhất định là tiên gia công pháp hay sao?" Lâm Thiên Dương nghi ngờ nói. "Không sai." Năm đó ta vẫn còn phiêu miểu cung thời điểm, cung chủ gặp tư chất bất phàm, vì lẽ đó truyền cho ta ngân khoa văn, đồng thời cũng đối với ta hơi hơi giải thích một thoáng, xác thực chỉ có tiên gia công pháp mới có thể toàn bộ có thể sử dụng hai loại văn tự viết ra. Hứa Linh Vận khẳng định nói. Thấy Hứa Linh Vận nói như thế, Lâm Thiên Dương đúng là cảm giác mình có chút quá mức cẩu thả, đối với chuyện như vậy cũng quá mức chuyện đương nhiên. Bất quá chính mình cùng nhau đi tới, những này dùng ngân khoa văn hoặc là kim truyện văn miêu tả công pháp xác thực học không ít, điều này làm cho Lâm Thiên Dương bỗng nhiên có loại cảm giác, sợ rằng thế giới này cùng tiên giới quan hệ hẳn là không cạn, chí ít khẳng định cùng tiên giới liên lạc vẫn không có gián đoạn, bằng không không có nhiều như vậy tiên gia đồ vật lưu truyền tới nay. Tiếp đến bên trong, hai người đúng là không có lại nhiều thảo luận những thứ đồ này, mà là đồng thời bắt đầu tìm hiểu này âm dương đạo công pháp bởi vì Lâm Thiên Dương ở phương diện này trình độ tương đối cao, vì lẽ đó hắn tìm hiểu tốc độ nhanh hơn hứa linh vận rất nhiều, mà hứa linh vận ở Lâm Thiên Dương không ngừng chỉ điểm đến, thêm vào bản thân tư chất cũng không kém, cũng không có lãng phí quá đã lâu, đại nửa năm sau, hai người liền trên căn bản đem bản này công pháp lĩnh ngộ, sau đó liền bắt đầu thử nghiệm. Vãi, xem phim 18, co rành mới sợ. Nếu là xong tu công pháp, tự nhiên hai người phải cần thân mật tiếp xúc, tuy rằng hai người đã từng quan hệ bất quá khi đó dù sao cũng là ở hai người đều không tỉnh táo dưới tình huống phát sinh bây giờ hai người đều thanh minh vô cùng tự nhiên trở nên hơi ngượng ngùng cũng may hai người cũng không phải loại người quá mức cổ hủ chỉ là hơi có chút lúng túng sau đó vẫn là bắt đầu rồi từ ban đầu bởi vì tình huống đặc biệt dưới tu luyện thường thường bởi vì một ít lúng túng nguyên nhân phạm sai lầm đến thời gian dần qua thông thuận mà bắt đầu hai người bỏ ra chừng mấy ngày thời gian Bất quá khi hai người thật sự đem công pháp hoàn chỉnh vận chuyển một lần sau đó, lập tức để hai người đều cảm thấy có chút kinh hỉ. Âm dương đạo công pháp này quả nhiên không hổ tiên gia bí thuật, hai người đồng thời tu luyện, hiệu quả dĩ nhiên so với đơn độc khổ tu muốn tốt hơn 2, 3 phần 10, như thế thứ nhất, nếu là bình thường tu luyện trăm năm, 70, 80 năm có thể đạt đến nguyên lai trăm năm hiệu quả, đến lúc này Lâm Thiên Dương mới cảm thấy thông thiên lão đạo lời kia còn thật không phải là tự đại. Ở hiệu quả như thế dưới, sau đó Lâm Thiên Dương lại thử nghiệm dùng Âm Dương Chân nhũ, kết quả này hiệu quả lập tức lại trực tiếp gia tăng rồi gấp 3, hơn nữa công pháp này đối với chân nguyên khôi phục càng là tác dụng to lớn, vốn là phỏng chừng coi như song tu cũng phải khoảng 10 năm mới có thể khôi phục, kết quả thời gian 3 năm Lâm Thiên Dương liền triệt để khôi phục, mà Hứa Linh vận thì lại cảm giác mình dường như khổ tu hơn 10 năm giống như vậy, điều này làm cho Hứa Linh vận hưng phấn dị thường này án khắp nơi lúc tu luyện, công pháp mỗi một lần vận hành cũng làm cho người sản sinh một loại tư vị sung sướng đê mê, thực tại khiến người ta cảm thấy tu luyện không còn là một việc khô khan nếu không phải hợp thể đại điển của Hồng Tú Nhi sắp bắt đầu, hai người cũng không muốn rời đi. Hồng Tú Nhi tiến cấp hợp thể sự tình, ở Lâm Thiên Dương trở lại Hoàng Hoa thành thời điểm, cũng đã ở phụ cận truyền ra, bất quá khi Lâm Thiên Dương làm người luyện hư xuất chiến sa tộc cùng yêu tộc, đồng thời chém giết địch thủ vô số về sau, lập tức trái lại đem hồng tú nhi tiến cấp hợp thể sự tình che lấp. Hơn nữa càng quan trọng hơn là lâm thiên dương là trương thiên đạo lão tổ truyền nhân sự tình cũng ở đằng kia chiến dịch sau đó truyền ra. Còn thực lực của hắn, bởi vì lúc trước thực sự quá nhiều người nhìn thấy hắn một hiệp chém giết xa tộc luyện hư cường giả. Sau đó càng là ở đơn độc trong không gian đem sư tộc hợp thể tu sĩ đánh cho thương tích khắp người. Lâm thiên dương lập tức liền trở thành nhân tộc một đời mới nhất là cực nóng nhân vật thậm chí không ít người đều cảm thấy, hắn. Tiến cấp hợp thể chỉ là chuyện sớm hay muộn, thậm chí tiến cấp đại thừa cũng có nhiều khả năng. Như thế thứ nhất, không ít người đều muốn kết bạn một phen vị này nhân tộc Tân Tinh, đi tới người của Hoàng Hoa Thành tự nhiên cũng là càng nhiều, Hoàng Hoa Thành tòa này trước đây nhân tộc cực kỳ không đáng chú ý thành trì, lập tức cũng biến thành hừng hực lên. Muốn trực tiếp nhìn thấy Lâm Thiên Dương, tự nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy vì lẽ đó lần này hồng tú nhi tổ chức hợp thể đại điển không ít người đã nghĩ thừa cơ hội này nhìn một lần lâm thiên dương nếu như có thể liền như vậy đặt lên giao tình tự nhiên tốt hơn rồi lâm thiên dương đang bế quan chữa thương trước đó còn không biết hoàng hoa thành bây giờ đã dư luận xôn xao sợ mình đoạt hồng tú nhi danh tiếng lại sợ chọc một ít phiền phức không tất yếu cùng hồng tú nhi còn có hứa linh vận sau khi thương nghị cảm thấy vẫn là tiếp tục bế quan lý do hay dùng trước đó đại chiến bị hao tổn cần khôi phục cho tốt, dù sao lúc trước chính mình tình hình, không ít người cũng đều nhìn thấy. Như thế thứ nhất, những kia vốn là muốn chứng kiến vị này nhân tộc tân tinh phong thái người, phát hiện hợp thể đại điển trên lâm thiên dương chưa từng xuất hiện, không khỏi cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng một hồi hợp thể đại điển hấp dẫn hàng trăm hàng ngàn tu sĩ cấp cao. Thậm chí còn có hơn 10 tên hợp thể kỳ tu sĩ, cũng làm cho Hồng Tú Nhi khá là thỏa mãn đặc biệt ở tuyên bố sau đó sẽ trấn thủ hoàng hoa thành sau đó, những này đến đây xem lễ hợp thể lão quái cũng dồn dập đến đây kết giao tình, tuy rằng nàng cũng biết đây là mượn lâm thiên dương ánh sáng. Nhưng ít ra ở bề ngoài tự mình rót cũng xác thực phong quan một hồi. Trận này đại điển ngoại trừ đại điển nhân vật chính ở ngoài, hoàng hoa thành trên danh nghĩa chủ nhân, hứa linh vận tự nhiên cũng đồng dạng chịu đến không ít người vây đỡ đặc biệt phiêu miểu cung liễu vũ phỉ cung chủ cùng không sứ ngụy tố nhã đồng thời đến, càng cho thấy vị này lâm thiên dương nhân giới thời điểm sư tỷ địa vị đã vượt xa quá khứ, những hợp thể lão quái đó không ít cũng hạ xuống hợp thể tiền bối thân phận. Cùng hứa linh vận ngang hàng tương giao. Ở nhân vật chính cùng chủ nhân ở ngoài, nguyên lai một đám lưỡng giới sơn trại chủ nhóm, cũng bị không ít luyện hư kỳ tu sĩ cấp cao đám bọn họ vây nhốt đặc biệt như Trần Ngôn Đạo như vậy có thể trở thành là hoàng hoa thành thành vệ quân đại thống lĩnh nhân vật, công dân mọi người cho là hắn là tâm phúc của Lâm Thiên Dương, tương tự cũng là nhất định phải giao hảo mục tiêu một trong. Trần Ngôn Đạo từ khi đem mình tu luyện thành cương thi thân thể sau đó, liền khắp nơi bị người xa lánh, bây giờ lại còn có một ngày như thế, trong lòng đối với Lâm Thiên Dương đúng là sinh ra không ít lòng cảm kích. Hồi tưởng lúc trước nếu là không có như vậy một hồi tương phùng, cũng xác thực không có bây giờ chính mình, hơn nữa Lâm Thiên Dương cũng mơ hồ để lộ ra, chỉ cần mình tu vi có thể tiến. Hắn cũng sẽ trợ giúp mình tiến cấp hợp thể, đây đối với trước đây bởi vì tu vi tổn thất lớn, không thể không vì thiên kiếp tiêu hao hết tâm lực mình tới nói, thực sự là thiên đại ân tình. Cái khác lưỡng giới sơn người, mặc dù không có như trần ngôn đạo cảm xúc sâu như thế, nhưng chưa từng nại chỉ có thể ở lưỡng giới sơn kéo dài hơi tàn, đạo bây giờ bị người vây đỡ, loại cảm giác từ trên mặt đất bay trên trời này để bọn họ cũng không khỏi cảm kích lâm thiên dương đồng thời từng có trước đây tháng ngày trải qua cũng là càng thêm quý trọng bây giờ tháng ngày sau đó tự nhiên cũng hy vọng có thể đem hoàng hoa thành kiến thiết tốt hơn rồi ngoại trừ những người này ở ngoài còn có một đặc thù nhân vật cái kia chính là vẫn làm lâm thiên dương hảo hữu chí giao lữ phẩm lần này đại điển lữ gia một hơi đã đến lữ trì cùng lữ thịnh hai vị trưởng lão bọn họ ngoại trừ lại đây có ý định kết giao bên ngoài lâm thiên dương cũng là cố ý đến kết bạn hồng tú nhi ở hồng tú nhi tiến cấp hợp thể sau đó lữ phẩm lúc này mới dám đem mình cùng hồng tú nhi vị này tên tuổi không nhỏ nữ ma đầu quan hệ nói cho trong tộc bất quá trong tộc đột nhiên muốn thêm ra một tên lữ gia có vợ là hợp thể kỳ điều này làm cho lữ gia tự nhiên cực kỳ hưng phấn thêm vào lữ phẩm cùng lâm thiên dương tình đồng thủ túc quan hệ tự nhiên lữ phẩm thậm chí lữ phẩm này một nhánh lữ gia chi mạch ở toàn bộ lữ gia bên trong địa vị cũng là liên tục tăng lên, tuy rằng lữ phẩm vẫn là một tên luyện hư tu sĩ, nhưng bây giờ các trưởng lão nói chuyện cùng hắn cũng là khách khí, thậm chí không ít lữ gia người đem hắn xem trở thành lữ gia ở sau này có thể tiếp tục thịnh vượng, thậm chí trở nên càng tăng mạnh hơn thịnh hy vọng. Nói chung, trận hợp thể đại điển này, ngoại trừ không phải nhân vật chính nhân vật chính Lâm Thiên Dương chưa từng xuất hiện ở ngoài, những thứ khác tất cả đối với với hoàng hoa thành mọi người mà nói đều là cực kỳ thỏa mãn toàn bộ hợp thể đại điển cũng ở viên mãn bên trong kết thúc hợp thể đại điển sau khi kết thúc một ít không có nhìn thấy lâm thiên dương tu sĩ ở chưa từ bỏ ý định tiếp tục lưu lại bên trong hoàng hoa thành bất quá đang đợi mấy tháng sau đó vẫn không có tin tức về lâm thiên dương xuất hiện không ít người rời đi rồi mà một năm sau đó ở lại hoàng hoa thành thì càng thiếu bất quá ở trong những người này nhưng có một tên tóc lục lão già vẫn không hề rời đi. Lâm Thiên Dương đang quyết định không tham gia hợp thể đại điển sau đó, lấy ra một viên tiểu tạo hóa đang đến, sau khi ăn vào, đã luyện hóa được, mà chính là luyện hóa một quả như vậy đang dược, đầy đủ hao phí Lâm Thiên Dương thời gian hơn một năm, bất quá tại đây sau đó, Lâm Thiên Dương xác thực cảm thấy mình pháp lực lại ngưng tụ hai phần, thân thể cường độ cũng có không ít tăng cường, nhưng hiệu quả cũng không nổi bật, còn thần hồn phương diện tăng thêm, càng là chỉ có không đáng chú ý một hai tia. Kết quả như thế, cùng tiểu tạo hóa đang trong truyền thuyết hiệu quả cách biệt không ít, Lâm Thiên Dương cẩn thận nghĩ đến, e sợ cùng mình một đường tu luyện qua đến bất kể là chủ tu công pháp Thiên Cương Chính Dương Quyết, cùng với sau đó tu luyện Thiên Ma luyện thể công, còn có cái kia luyện thần quyết đều là tiên gia công pháp có cửa ải cực kỳ lớn hệ, những công pháp này bản thân cũng đã ở trình độ nào đó khiến người ta pháp lực cùng thân thể đạt đến mức độ cực cao. Tiểu tạo hóa đang mặc dù không tệ, nhưng xác thực khó có thể sẽ giúp trợ càng nhiều. Nghĩ rõ ràng những này, Lâm Thiên Dương cũng sẽ không dự định ở trên người mình lãng phí quý giá như vậy đang dược, so với chính mình, hứa linh vận khẳng định càng thêm cần vật ấy, còn sót lại ba viên, nếu là nàng trước sau ăn vào đồng thời luyện hóa, khẳng định có thể để cho nàng có thoát thai hoán cốt hiệu quả, thậm chí có thể để cho thực lực bổng dưng tăng trưởng vài thành. Có sau khi quyết định, lâm thiên dương cũng không có ý định tiếp tục bế quan trực tiếp rời đi tỉnh thất đồng thời lập tức đã tìm được hứa linh vận tìm tới hứa linh vận sau đó lâm thiên dương vẫn không có đem mình muốn nói lại nói đi ra nàng nhưng trước tiên nói cho lâm thiên dương một cái đối với hắn mà nói cực kỳ tin tức trọng yếu vị kia ban đầu ở bí hí cổ đạo gặp gỡ đồng thời cùng mình làm một phen giao dịch thần bí liên minh hợp thể kỳ tu sĩ thân văn tuyền thì đã ở trong hoàng hoa thành chờ mình hồi lâu phong tình lâu làm Hoàng Hoa Thành một chỗ cực kỳ chỗ đặc thù, bây giờ càng ngày càng hấp dẫn đường xa mà đến tu sĩ, không ít người đi tới Hoàng Hoa Thành, đều muốn tới nơi này dạo một vòng, coi như không gọi một tên nữ tu tiếp đón, cũng muốn uống chén linh tửu. Lúc này ở cầu thang của Phong Tình lâu tầng cao nhất, Phong Tình phu nhân chính cười híp mắt đối với Lâm Thiên Dương nói, "Lâm đạo hữu, vị kia tóc lục tiền bối đang ở bên trong chờ ngài, ta sẽ đích thân thủ tại chỗ này, sẽ không để người khác đi lên nữa." phiền phức phu nhân ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ muốn ở đây cùng ta gặp lại lâm thiên dương cười nói phong tình phu nhân nghe xong trong lòng cười khổ một tiếng nói ta là thuộc hạ của hắn hắn không chọn ở đây còn chọn nơi nào lâm thiên dương tự nhiên không biết những này chỉ nghĩ thân văn tuyền muốn che giấu tai mắt liền đi tới cửa sương phòng khẩu trực tiếp đẩy cửa đi vào làm hợp thể kỳ tiền bối thân văn tuyền ở vừa thấy được lâm thiên dương sau đó nhưng trước một bước hướng về Lâm Thiên Dương chắp tay nói, Lâm đạo hữu từ biệt mấy năm, đạo hữu bây giờ danh tiếng đã vang vọng toàn bộ nhân tộc, bây giờ nói rằng hữu là nhân tộc để nhất luyện hư tu sĩ, sợ rằng không có ai sẽ phản đối. Lâm Thiên Dương vừa thấy thân văn tuyền khách khí như thế, liền lập tức rõ ràng hắn đến đây mục đích, cũng chất lên nụ cười nói, thân tiền bối quá khen, linh giới biết bao to lớn, nhân vật thiên tài cũng tuyệt đối sẽ không thiếu, lâm mổ tự nhận ở luyện hư tu sĩ bên trong xác thực tài năng xuất chúng nhưng muốn nói người số một cũng hơi quá rồi tiền bối lần này tới đến hoàng hoa thành xem ra bên trong minh các ngươi là có trả lời chắc chắn cái này hiển nhiên chúng ta minh chủ cùng với bên trong minh mấy vị trưởng lão đã đều đồng ý cùng đạo hữu giao dịch thân văn tuyền cũng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp nói ra tuy rằng lâm thiên dương đã sớm đoán được nhưng bây giờ xác thực nghe được sau đó vẫn là triệt để an tâm xuống. Hai người nói rồi như thế vài câu sau đó, lúc này mới vừa mới ngồi xuống. Thân văn Tuyền đem trước đó liền chuẩn bị tốt linh trà, tự tay cho Lâm Thiên Dương rót một chén, lúc này mới một màn vòng tay trữ vật, trực tiếp lúc thì đỏ quang, một đoạn có tới hai thước ra mặt thiên hỏa thương mảnh vỡ xuất hiện ở trước chân. Lâm Thiên Dương nhìn kỹ một chút mảnh vỡ này. Rất nhanh phát hiện này một đoạn thiên hỏa thương một mặt mặt vỡ cùng mình lúc trước từ trong tay chim diệp lấy được cái kia đoạn tương đối ăn khớp mà đổi thành một mặt bán súng thì lại rõ ràng ở trên đỉnh bộ phận bắt đầu trở nên hơi hơi thô to một chút hiển nhiên ở phía trên bộ phận rất có thể chính là đầu của thiên hỏa thương chiếu bây giờ xem ra thiên hỏa thương này rất có thể cắt thành năm bộ phận ngoại trừ đầu thương ở ngoài còn có một đoạn cái chui thương cùng mình lần thứ nhất đạt được cái kia một đoạn trung gian thiếu hụt một đoạn đương nhiên đây là lâm thiên dương hy vọng nhất sự tình bằng không nếu là trung gian ít đi cái kia một đoạn còn cắt thành càng thêm ngắn nhỏ mấy đoạn cái kia đối với mình tập hợp đủ thiên hỏa thương hết thảy mảnh vỡ tới nói phiền phức lớn rồi không ít thế nào lâm đạo hữu này một đoạn thiên hỏa thương mảnh vỡ so với trước kia cái kia một đoạn dài hơn không ít uy lực tự nhiên cũng càng thêm mạnh hơn như vậy một hai phân thân văn tuyền ở lâm thiên dương nhìn hồi lâu sau mở miệng nói rằng. Lâm Thiên Dương thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đem đầu thương trực tiếp cấp đi tiếp theo nói, Quý Minh có thể đem thiên hỏa thương lấy ra, xem ra vẫn có chút có thành ý, như vậy chuyện lúc trước, chúng ta cứ tiếp tục thương thảo tiếp đi. Được. Lâm Đạo Hữu quả nhiên sản khoái, nếu Đạo Hữu nói như vậy, như vậy chuyện đối phó ôn kinh vĩ, Đạo Hữu cũng nên xuất lực. Thân Văn Tuyền cười nói ta có thể giúp các ngươi đứng ra bắt được cái kia thất tinh châu bất quá tất cả cần nghe sắp xếp của ta lâm thiên dương nói rằng cái này không có vấn đề chỉ cần có thể từ ôn kinh vĩ nơi đó bắt được thất tinh châu cái khác tất cả đều dễ nói chuyện a à. thân văn tuyền một cái liền đồng ý các ngươi đã đồng ý như vậy kế tiếp liền nói thất tinh này châu đến cùng có bí mật gì đi lâm thiên dương nói rằng thân văn tuyền khà khà cười cười, đồng thời gật đầu một cái nói, không sai. Xác thực nên đến nói ra bí mật thời điểm, bất quá trước lúc này, thân mỏ trước hết nghĩ hỏi một chút Lâm Thiên Dương, người đối với kình thiên lão tổ biết bao nhiêu. Kình thiên lão tổ, cái này ta ngược lại thật ra xác thực biết một ít. Nghe đồng vị lão tổ này ở mấy vạn năm trước ở nhân tộc địa vị cực kỳ tôn cao, hầu như cùng trương lão tổ địa vị hôm nay tương tự, nếu thật sự luận bối phận, so với trương lão tổ còn phải cao hơn một ít đến mà hắn một thân thần thông cũng là thông thiên triệt địa không chút nào lại bây giờ trương lão tổ bên dưới chỉ là sau đó nghe nói hắn tự hồ vì một chuyện nào đó triển khai đại thủ đoạn mang theo kình thiên cung đi tới một cái khác giới bất quá nghe nói đang đi tới trên đường ở một cái nào đó bên trong đường hầm không gian không biết cùng cái gì tranh đấu mà bắt đầu từ đây sẽ không có tâm tích lâm thiên dương đem mình nghe nói qua cùng một ít trên điển tịch ghi chép đồ vật nói một lần nghe xong lâm thiên dương thuật thân văn tuyền cũng gật đầu nói lâm đạo hữu xem ra cũng đối với vị tiền bối này lão tổ có chút hiểu rõ bất quá nói tới những thứ này đều là mọi người đều biết tuy rằng đại thể trên cũng không kém nhưng cũng không có quá cụ thể đồ vật chúng ta minh bên trong đã trải qua một phen tỉ mỉ điều tra còn chiếm được mặt khác một ít càng thêm tin tức xác thực thí dụ như lúc trước cùng kình thiên lão tổ ở đường hầm không gian bên trong tranh đấu đối thủ. Ồ, xem ra quý minh không đơn giản, thậm chí ngay cả loại tin tức này cũng có thể ra được, nhưng không biết đến cùng là cái gì đối thủ, lại để kình thiên lão tổ cứ thế biến mất đây. Lâm Thiên Dương có chút tò mò hỏi. Chân Linh, Thượng Cổ Chân Linh thao thiết. Thân Văn Tuyền trực tiếp nói ra. Cái gì, lại là con thú dữ này, nghe đồn con thú này nắm giữ bộ phận chân long huyết mạch là thượng của thiên long hậu duệ có nuốt chững vạn vật đại thần thông kình thiên lão tổ lại ở trong đường hầm không gian gặp gỡ hắn cũng khó trách sẽ biến mất rồi bất quá thất tinh châu này cùng kình thiên lão tổ có quan hệ gì đây lâm thiên dương cảm thán một tiếng về sau bỗng nhiên xoay một cái câu chuyện hỏi lên thân văn tuyền cười nhạt một tiếng nói lâm đạo hữu nếu đối với kình thiên lão tổ cũng có hiểu biết như vậy ngươi nên cũng biết vị lão tổ này hơn nửa sinh pháp bảo, công pháp, tài liệu các loại những vật này phẩm tích trữ đều chứa đựng ở một tòa bên trong kình thiên cung, mà thất tinh châu chính là có thể tìm tới kình thiên cung vị trí chìa khóa. Cái gì? Nguyên lai thất tinh châu là loại công dụng này, không trách các ngươi liền thiên hỏa thương mảnh vỡ đều nguyện ý không tiếc. Lâm Thiên Dương tuy rằng đã sớm biết, nhưng lúc này vẫn là giả ra có chút vẻ mặt kinh ngạc. Thân Văn Tuyền nhìn thấy sau đó, cũng không có một chút nào nghi hoặc, trái lại cười hít mắt nói lâm đạo hữu cái này cũng là hành động bất đắc dĩ đổi thành người bình thường ai sẽ đồng ý từ bỏ một cái huyền thiên mảnh vỡ bất quá việc này nếu nói cho đạo hữu kính xin đạo hữu bảo mật cái này hiển nhiên lâm mổ tuyệt đối sẽ không đối với người ngoài nói ra lâm thiên dương bảo đảm nói được bất quá lâm đạo hữu ngươi như là đã là trương lão tổ truyền người còn kỳ vọng đạo hữu không muốn chia sẻ kình thiên cung chúng ta cũng là tin tưởng đạo hữu nên mới hướng đạo hữu không có bảo lưu bí mật a à. ở lâm thiên dương đáp ứng một tiếng sau đó thân văn tuyền lại đưa ra một yêu cầu lâm thiên dương nghe xong khà khà cười cười nói trước đó giao dịch chỉ là biết kình thiên cung bí mật nếu là lâm mổ thật sự muốn một phần tự nhiên cũng sẽ lấy ra đầy đủ thẻ đánh bạc đi ra đạo hữu xin yên tâm đi thân văn tuyền vừa nghe lâm thiên dương cũng không có hoàn toàn đáp ứng nhưng khẩu khí tự hồ cũng không có khí thế bức nhân ý tứ Trong lòng ngược lại có chút không rõ vị này trương lão tổ truyền nhân rốt cuộc là cái gì tâm tư Lâm thiên dương tắc có hắc hắc, cười cười nói Thân tiền bối không cần lo lắng Lâm mổ cũng không phải là cái loại này cường thủ hào đoạt người Đúng rồi, quý minh nay được đến bao nhiêu mai thất tinh châu A Này tổng có thể nói cho ta biết đi Tứ mai Thân văn tuyền hơi chút do dự một chút vẫn là nói ra tình hình thực tế nói như vậy hơn nữa ôm kinh vĩ trên người một quả cũng bất quá ngủ mai mà thôi còn có hai quả có rơi xuống sao lâm thiên dương hỏi này thân mổ cũng không phải đặc biệt rõ ràng chỉ biết là mặt khác hai quả đều có chút manh mối thân văn tuyền lại là trầm tư một lát thế này mới nói nhìn hắn do dự bộ dáng lâm thiên dương nhưng thật ra thấy đối phương khả năng đối chính mình có điều che giấu bất quá trong đó một quả ở chính mình trên người, Lâm Thiên Dương đổ cũng không sợ cuối cùng không có lợi thế cùng đối phương đàm phán, dù sao nghe đối phương khẩu khí, không có cách nào tập tề sở hữu Thất Tinh Châu trong lời nói, là không thể tìm được Kình Thiên cung, Lâm Thiên Dương cũng không lo lắng. Kế tiếp lại thương nghị một phen chi tiết, ước chừng nói chuyện có non nửa thiên thời gian, thế này mới ly khai phòng. Đi ra cửa phòng sau, lâm thiên dương phát hiện ở hành lang một mặt phong tình phu nhân vẫn canh giữ ở thang lầu khẩu chờ lâm thiên dương đi đến nàng bên này sau phong tình phu nhân chủ động nói lâm đạo hữu ta luôn luôn tại nơi này trong khoảng thời gian này không ai đi lên quá này một tầng cấm chế phát trận cũng không có bị xúc động phu nhân lo lắng phu nhân tu vi nhanh đến luyện hư hậu kỳ đỉnh núi đi phu nhân tư chất không kém tiếng giai hợp thể cơ hội không ở hồng tú nhi dưới đến lúc đó lâm mỗ nhất định hội cùng hứa sư tỷ hết sức giúp ngươi lâm thiên dương nhỏ giọng nói nếu là thiếp thân có thể đi vào giai hợp thể đời này nhất định hội cảm kích đạo hữu phong tình phu nhân động dung nói lâm thiên dương mỉm cười nói phu nhân không cần như thế hoàng hoa thành lúc trước có thể mở ra cục diện phu nhân đứng thành hàng nổi lên trọng yếu tác dụng lâm mỗ lý nên hồi báo một ít so với có thể đi vào giai hợp thể thiếp thân phía trước sở làm không tính là cái gì thiếp thân về sau cũng sẽ kinh doanh hảo nơi này vì lâm đạo hữu tìm hiểu tin tức phong tình phu nhân nói như vậy nói vậy làm phiền lâm thiên dương lại cảm tạ một tiếng vài câu nói xong sau lâm thiên dương rốt cục đi xuống lầu đi ra phong tình lâu sau lâm thiên dương vẫn là nhìn lại liếc nhãn một cái chỗ ngồi này cao lớn lầu cát tuy rằng phía trước phong tình phu nhân đối chính mình tự hồ cực vi tôn kính nhưng Lâm Thiên Dương không biết vì cái gì. Cảm thấy vị này không phải phu nhân phu nhân, tổng là có chút thần bí. Có lẽ là nàng ra nước bùn mà bất nhiễm đi. Lâm Thiên Dương nỉ non một câu, tưởng không rõ dưới cũng không lo lắng nữa, dù sao chỉ cần đối phương sẽ không uy hiếp chính mình, Lâm Thiên Dương cũng sẽ không quá mức truy cứu. Chờ Lâm Thiên Dương rời đi xa sao? Phong tình phu nhân đi vào thân văn tuyền phòng. Vãn bối gặp qua thân trưởng lão. Thân văn tuyền nhìn thoáng qua phong tình phu nhân, lắc lắc thủ nói, người nhà đầu kia sẽ không yếu theo ta như vậy khách sáo. Thân trưởng lão, nhìn dáng vẻ của ngươi. Tự hồ vừa rồi đàm phán có chút không quá thuận lợi. Phong tình phu nhân cẩn thận hỏi. Thân văn tuyền lắc lắc đầu nói, này lâm thiên dương, chẳng những thủ đoạn lợi hại, tâm tư cũng cực vì tinh mịn, muốn ở hắn trên người chiếm được tiện nghi không phải dễ dàng như vậy, bất quá hoàn hảo ngươi có dự kiến trước, sáng sớm liền đi theo hắn bên người. Ít nhất hắn nhất cử nhất động, chúng ta sẽ không hoàn toàn không biết gì cả. Phản bối biết chính mình nên làm chút cái gì. Phong tình phu nhân nói nói. Tốt lắm, ngươi tu vi cũng nhanh đến bình cảnh, chuyện này nếu thành công. Minh Trung nhất định hội ban cho ngươi một ít tăng lên tiếng giai hợp thể kỳ đang dược, đến lúc đó thật sự tiếng giai, Minh Trung nhất định hội hấp thu ngươi vì trưởng lão thân văn tuyền cũng hướng phong tình phu nhân tung một ít mật đường phong tình phu nhân vừa nghe trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ biểu tình bất quá trong lòng lại không khỏi thầm nghĩ so với đi theo lâm thiên dương bên người này minh trung hảo chỗ nhưng thật ra có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể nhìn thân văn tuyền lại nghĩ tới lâm thiên dương phong tình phu nhân cũng lâm vào trầm tư bên trong lâm thiên dương cùng thân văn tuyền gặp mặt sau Thân Văn Tuyền ở ngày hôm sau liền ly khai Hoàng Hoa Thành, mà Lâm Thiên Dương cũng lại bế quan. Lần này bế quan hắn chuẩn bị đem vài loại công pháp hảo hảo tu luyện một chút, đồng thời đem ngàn phong đồ hoàn toàn luyện hóa. Đang bế quan phía trước, Lâm Thiên Dương tắt đem tam mai tiểu tạo hóa đang hai quả cho hứa linh vận, một quả cho lữ phẩm. Hứa linh vận ở vừa thấy đến này hai quả tiểu tạo hóa đang, cũng là vừa mừng vừa sợ, bất quá chính mình cũng không có lập tức nhận lấy, ngược lại hỏi lâm thiên dương còn không có lâm thiên dương ở giải thích một phen này tiểu tạo hóa đang đối chính mình công hiệu cũng không như những người khác lớn như vậy sao hứa linh vận thế này mới trong lòng động dưới thu xuống dưới mà ở lâm thiên dương bế quan không lâu sau nàng cũng bắt đầu bế quan nay trong thành có hồng tú như người này hợp thể kỳ tồn tại tình hình trung hạ cũng không cần lo lắng sẽ phát sinh cái gì thời gian xuyên qua chỉ chấp nhãn chính là nửa giáp thời gian trôi qua này 30 năm bên trong, Lâm Thiên Dương chẳng những sáng sớm liền luyện hóa thiên phong đồ, còn đem thiên ma luyện thể công cũng rốt cục tu luyện đến tầng thứ sáu, luyện thần bí quyết cùng thông thiên nhãn thần này hai môn công pháp cũng không nhỏ tăng tiến, có thể nói lần này tốc độ tu luyện cực nhanh, đã muốn hoàn toàn vượt qua Lâm Thiên Dương tưởng tượng. Lâm Thiên Dương cảm thấy, sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, trừ bỏ tu vi tiến giai đến luyện hư hậu kỳ, có thể khống chế càng nhiều thiên địa nguyên khí ở ngoài, có lẽ còn cùng kia dọc huyền thiên linh lộ có chút quan hệ, đương nhiên đây đều là Lâm Thiên Dương chính mình đoán, cụ thể sao lại thế này hắn cũng không phải rất rõ ràng, bất quá có thể nhanh chóng tu thành này đó công pháp, tự nhiên là nhất kiện rất tốt chuyện tình. Lần này tu luyện như thế thuận lợi, Lâm Thiên Dương vốn đang tưởng tiếp tục tu luyện đi xuống, bất quá bởi vì mổ ta sự tình, Lâm Thiên Dương không thể không xuất quan. Xuất quan sau, Lâm Thiên Dương thế mới biết, Hứa Linh Vận ở chính mình bế quan sau không lâu, cũng bắt đầu bế quan, cho tới bây giờ cũng không có xuất quan. Lâm Thiên Dương đoán nhất định là Hứa Linh Vận ở dùng hai quả tiểu tạo hóa đang sau, thân thể được đến không nhỏ cải tạo, chỉ sợ một ít trước kia có chút khó khăn bí thuật công pháp đều có thể thuận lợi tu luyện, cho nên thế này mới trong lúc nhất thời không có xuất quan. Lâm Thiên Dương cũng không có muốn đi đã quấy rầy của nàng ý tứ, tìm đến mông ngao đám người, hỏi một ít gần nhất chuyện đã xảy ra chờ giá trị Nhạc Hiểu Manh cùng Tấn Võ chờ mấy người đều thuận lợi tiến giai luyện hư kỳ, điều này làm cho Lâm Thiên Dương cũng cảm thấy an ủi, những người này thực lực tăng lên cũng đại biểu cả tòa Hoàng Hoa Thành thực lực ở tăng lên, Hoàng Hoa Thành địa vị cũng đem càng ngày càng củng cố, cho dù ngàn năm sau, chính mình thân phận bị vạch trần, nhưng thật ra chỉ sợ cũng rất khó có nhân tái dao động Hoàng Hoa Thành địa vị. Kế tiếp, Lâm Thiên Dương công đạo một chút chính mình yếu xuất môn chuyện tình hơn nữa cùng hồng tú nhi thấy một mặt sau đó làm cho thành chủ phủ nhân không cần tiết lộ chính mình rời đi tin tức ở một cái bay tiểu tuyết sáng sớm một người lặng lẽ ly khai hoàng hoa thành đại phong trấn ở cùng phong sa mạc bên cạnh tuy rằng nơi này một năm bên trong đều là đại phong thiên nhưng bởi vì tới gần cùng phong sa mạc là không ít chuẩn bị tiến vào sa mạc săn bắt một ít sa mạc yêu thú tu sĩ nhóm cuối cùng đặt chân nơi toàn bộ trấn nhỏ tuy rằng không lớn bất quá nhưng cũng tụ tập hơn 10 vạn trung giai tu sĩ, lúc này ở trấn trên một tòa rất có nổi danh tử quán bên trong, một gã nhìn qua 20 xuất đầu tráng háng chính bưng lên một chén linh rượu, mồm to liền quán vào chính mình trong miệng. Ở tráng háng đối diện còn ngồi một gã 30 tuổi tả hữu mỹ phụ, hai tắc tắc cái ngồi một gã thân bối trường kiếm đạo sĩ. Tráng háng cầm chén buông, thở dài một tiếng nói, ta nói ba vị đạo hữu, các ngươi thật sự không muốn theo ta cùng đi hoàng hoa thành? Như vậy Mỹ phụ thở dài một tiếng nói, chân đạo hữu, bản phu nhân rễ ở trong này, không có khả năng rời đi gia tộc đi chỗ đó sao xa địa phương, đạo hữu hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Như vậy hai vị đạo trưởng, bởi vì tông môn quan hệ, cũng sẽ không tùy chân mổ đi. Tráng hán hỏi. Chúng ta tử hư quan không tính là cái gì đại tông môn, mà chúng ta hai cái ở tông nội môn coi như là trưởng bối, nếu là cùng nhau đi theo chân đạo hữu đi hoàng hoa thành, tông môn chỉ sợ thực lực hội giảm bớt không ít, chúng ta hai cái thuở nhỏ đều là đại trưởng lão nuôi nấng lớn lên, chỉ sợ khó có thể bỏ xuống tông môn mặc kệ A, dù sao hoàng hoa thành khoảng cách chúng ta lâm thiên thành địa vực thật sự quá xa. Hai gã đạo sĩ trung, một gã nhìn qua hơi chút lớn tuổi một ít hồi đáp. Nếu như vậy, cũng thế, lần này cho dù chúng ta cuối cùng một lần liên thủ tiến vào cùng phong sa mạc đi. Chân mổ cũng tốt kích góp từng tí một một ít linh thạch dùng để cửi truyền tống trận, nếu không chỉ dựa vào phi độn, thật không biết yếu bao lâu tài năng đến hoàng hoa thành. Tráng háng có chút bất đắc dĩ lại hét lên nhất chén rượu lớn. Chân đạo hữu, tuy rằng chúng ta vài cái đều tin tưởng chân đạo hữu làm người, bất quá vị kia trương lão tổ truyền nhân lúc trước phi thăng linh giới khi cái thứ nhất cư nhiên gặp gỡ chính là ngươi. Nhưng lại cứu ngươi một mạng, này cũng thật sự rất làm cho người ta cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Mỹ Phụ Tự Hồ còn mang theo một chút hoài nghi nói khúc phu nhân, ta chân võ khi nào thì thổi phồng quá, nếu ta nói là nói dối, hội ngốc hồ hồ chạy tới hoàng hoa thành như vậy xa địa phương sao? Không dối gạt vài vị đạo hữu, nhiều năm trước lúc này truyền vào ta trong tai sau, ta chính mình đều có chút không thể tin được, lúc trước vị kia ân nhân cư nhiên nay sấm hạ như thế đại hàng đầu, sau lại ở một phen chứng thật sau, ta thế này mới có muốn đi hoàng hoa thành tính. Chân võ nói khúc phu nhân gặp chân võ tận tình khuyên bảo nói ra này lời nói đi theo lại thở dài một tiếng nói chân đạo hữu thiếp thân vừa rồi cũng không phải không tin đạo hữu chính là lo lắng kia lâm thiên dương nhiều như vậy năm sau còn có thể hay không nhận ra đạo hữu đến đạo hữu thật sự đi nơi đó cho dù hắn có thể nhận ra đạo hữu khả đạo hữu có thể được đến trọng dụng sao dù sao chân đạo hữu cũng bất quá hóa thần sơ kỳ tu vi ta nghe nói liền ngay cả hợp thể kỳ tu sĩ cũng cam nguyện khuất tùng ở hoàng hoa thành làm cung phụng chân võ nghe được khúc phu nhân nói như vậy hắc hắc cười cười nói tu tiên là chú ý duyên phận chân mổ nếu cùng lâm tiền bối duyên phận sâu tin tưởng tự nhiên cũng có một phen tạo hóa việc này chân mổ cũng không cầu đại phú đại quý chỉ hy vọng cầu cái an ổn ta chân võ những năm gần đây nhất chỉ tại ngoại phiêu bạc như vậy ngày cũng đủ rồi cũng cần tìm một chỗ hảo hảo tĩnh hạ tâm đến tu luyện, nói không chừng tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh. Chân đạo hữu nếu tâm ý đã quyết, chúng ta ba cái tự nhiên cũng mong ước đạo hữu. Nhất chíp không nói gì trẻ tuổi đạo sĩ, lúc này rốt cục mở miệng. Đa tạ, đa tạ chư vị đạo hữu, nếu là chân mổ tương lai ở Hoàng Hoa Thành thật sự có một khối sống yên địa phương, chân mổ cũng sẽ không đã quên ba vị bạn tốt, ba vị chân võ đang muốn tiếp tục nói tiếp thời điểm. Bỗng nhiên lúc này quanh. Một tiếng, một người cư nhiên từ trên trời giáng xuống, xuyên phá tửu lâu từ ngoài trực tiếp quăng ngã tiến vào. Mọi người nhìn kỹ, nhất thời phát hiện người này cả người tối đen, hé ra mặt lại khô quắt lên. Giống như sở hữu hơi nước đều bị hút khô rồi bình thường, bất quá còn là có người nhận ra hắn cả kinh kêu lên, là cố đạo hữu, hắn từ lúc hơn 10 năm trước liền tiến giai hóa thần hậu kỳ, là loại người nào? cư nhiên trực tiếp chém giết hắn, xem ra ngay cả nguyên anh cũng không có chạy thoát a. À. Mọi người ở đây nghe được lời này cảm thấy kinh hãi thời điểm. Bỗng nhiên nghe được bên ngoài có nhân hét lớn, đạo hữu ra tay cũng quá quá tàn nhẫn đi. Ta đồng bạn chính là nói nói các hạ một câu, các hạ liền trực tiếp giết người. Thủ đoạn của các hạ cũng quá quá tàn nhẫn đi. Nơi này nhưng là đại phong trấn, tùy tiện ở trấn trên giết người cũng quá không đem chúng ta này đó bản địa tu sĩ đặt ở trong nhãn đi là lỗ tiền bối thanh âm không biết là ai nói một câu nhất thời tất cả mọi người phi độn ra tử lâu chỉ thấy giờ phút này một gã cẩm bào trung niên nhân chính huyền phù giữa không trung căm tức đối diện lầu các nội một gã bộ dáng tuấn mỹ chi cực nhân di kia là nam nhân sao như thế nào bộ dạng như vậy xinh đẹp sẽ không là nữ tử giả trang đi có nhân nhìn thấy lầu các trung người sau bỗng nhiên phát ra nói nhỏ tiếng động. Bất quá lời này mới xuất khẩu, lập tức còn có nhân giữ chặt hắn nói, không muốn sống nữa, phía trước cố huynh liền là vì giáp mặt nói người nọ vài câu, kết quả liền biến thành cái kia bộ dáng. Nghe nói như thế sau, nhất thời vừa mới mở miệng người sắc mặt liền trở nên trắng xanh, ánh nhãn nhìn lầu các bên trong, thực sợ đối phương đột nhiên cũng đem chính mình cấp diệt giết. Đúng lúc này, một gã áo bào trắng lão giả bỗng nhiên phi độn mà đến, đến nơi này sau tên kia họ lỗ luyện hư sơ kỳ tu sĩ hướng lão giả truyền âm vài câu lão giả thế này mới ở khẽ nhíu mày sau chủ động rơi xuống lầu các bên trong đối với trước mặt mỹ kỳ cục nam tự chấp tay nói vị này đạo hữu tại hạ hồ đại phong bị chư vị đạo hữu đề cử vì đại phong trấn quản sự người đạo hữu công nhiên ở đại phong trấn ra tay chém giết cao giai tu sĩ còn thỉnh đạo hữu có thể cho cái cách nói kia cũng không biết là nam hay là nữ người nhãn đẹp liếc hồ đại phong liếc nhãn một cái dùng rõ ràng chỉ có nữ tử mới có được ngọc chi cực thanh âm nói ôn mổ ở chỗ này chờ nhất vị bằng hữu không nghĩ tới người kia cư nhiên đối ta nói bất kính hắn xúc ta nghịch lân tự nhiên không có khả năng làm cho hắn tái sống sót chính là ngôn ngữ mạo phạm sẽ chém giết người khác đạo hữu không khỏi cũng hơi quá đáng đi hồ đại phong vừa nghe quả nhiên cùng phía trước họ lỗ tu sĩ theo như lời giống nhau trong lòng nhất thời cảm thấy có chút không hờn giận đứng lên, lúc này hắn đã muốn phát hiện, đối phương tu vi bất quá luyện hư trung kỳ, so với chính mình cái thứ nhất tiểu cảnh giới, cho nên cũng không có chút sợ hãi chi tâm. "Hồ đạo hữu, ngươi như vậy nói với ta nói, là muốn giáo huấn ta sao?" Họ ôm người lạnh lùng hỏi. Nếu là đạo hữu không thể cấp cái tinh phục cách nói, vì này đại phong trấn yên ổn, lão phu cũng không thể không ra tay a. À. Hồ Đại Phong nói thẳng nói. Hảo, nếu là ngươi có thể kế tiếp ta ba chiêu, ta liền cho ngươi một cái cách nói, nếu không liền đem người chung quanh toàn cho ta phân phát, nếu là làm không được, nghìn trượng trong vòng ai còn ở ôn mổ liền chém ai. Họ ôm người, đồng dạng lạnh như băng đáp lại nói. Vừa nghe đến hai vị luyện hư tu sĩ muốn động thủ, mọi người nhất thời lập tức bốn phía mà mở, chân võ tự nhiên cũng sẽ không ở lại phụ cận, cùng ba vị bạn tốt cùng nhau hướng tới khoảng cách kia lầu các nghìn trượng ngoại địa phương phi độn mà đi, dù sao kia bất nam bất nữ người nếu có thể nói ra như vậy mạnh miệng, nói không chừng thực sự chút bản sự, vạn nhất nếu thật sự ba chiêu liền đánh bại hồ tiền bối, chính mình cũng không tưởng bởi vì không có nghe lời của nàng, bị này chém giết, như vậy tử cũng quá quá hoang uổng. Khả mọi người ở đây vừa mới phi độn xuất thiên ngoài trượng sau, chân võ chỉ thấy được lầu các phụ cận đầy trời chỉ bạc chớp động, không lâu sau nghe được hồ tiền bối một thân kêu thảm thiết, chỉ thấy được ngày thường lý cao cao tại thượng hồ đại phong, giờ phút này thế nhưng một cái chân trái không cánh mà bay, lúc này chính thi triển bí gãy chi trọng sinh bí thuật, đồng thời nhìn lầu các trung người, mặt lộ vẻ kinh hải sắc. Ở gãy chi một lần nữa dài đi ra sau, sắc mặt có chút tái nhật hồ đại phong, đối với lầu các trung người chắp tay nói, ôm đạo hữu thực lực chi cường, ở cùng giai tu sĩ chích trung thật sự là bình thường ít thấy, lão phu ngay cả nhất chiêu cũng không có tiếp được, nếu đánh bại như vậy đáp đáp hữu, một khắc chung trong vòng, đạo hữu chỗ chỗ nghìn trượng trong vòng, tuyệt đối không có nhân ở đã quấy rầy đạo hữu. Ngươi nếu là vừa lên đến liền xuất toàn lực, tiền hai chiêu vẫn là thực có hy vọng kế tiếp, bất quá này đã muốn không sao cả, ngươi đã đáp ứng rồi, như vậy liền rời đi đi. Họ ôm người lại phát ra tuy rằng dễ nghe, nhưng không mang theo chút tình cảm thanh âm ở nhìn thấy này bất nam bất nữ tên dễ dàng liền đánh bại hồ đại phong căn bản không đợi hồ đại phong phân phó đã sớm toàn bộ rời khỏi người nọ nghìn trượng ở ngoài bất quá ở bảo trì như vậy một khoảng cách sau bao gồm hồ đại phong ở bên trong nhưng không có lập tức rời đi vị kia họ lỗ trung niên nhân giờ phút này đến hồ đại phong trước mặt sắc mặt khó coi hỏi hồ đạo hữu vừa rồi kia phiên giao thủ không đợi đối phương nói cho hết lời, Hồ Đại Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, "Lỗ đạo hữu a, à, họ cố kia tiểu tử tính hắn không hay ho, cư nhiên gặp gỡ như vậy một cái nhân vật lợi hại, ngươi không cần hỏi nhiều." Vừa rồi hắn nói đều là sự thật, cho dù ta toàn lực làm, chỉ sợ nhiều lắm xác thực có thể tiếp được đối phương hai chiêu bất bại. Người này rốt cuộc cái gì lai lịch, như vậy chỉ dựa vào luyện hư trung kỳ tu vi, cư nhiên sẽ có như thế thực lực? họ lỗ tu sĩ còn là có chút chưa từ bỏ ý định nói. Hồ Đại Phong giờ phút này trầm tư sau một lát, bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói, ta nhưng thật ra nhớ tới một người. Tự hồ hắn cũng là họ ôn. Là ai? Họ lỗ trung niên nhân lập tức tò mò hỏi lên. Hồ Đại Phong vốn trả lời, bất quá liền ở phía sau, lại phát hiện xa xa có một đạo độn quang bay vụt mà đến, cư nhiên bay thẳng đến bên này. Hồ Đại Phong nhìn thấy sau lập tức kêu lên, không tốt, người tới muốn đi vào người nọ nghìn trượng trong phạm vi. Hồ Đại Phong vừa định phi độn ngăn trở như vậy tiếp cận nơi này tu sĩ, lại bỗng nhiên nghe được lầu các nội cái kia vốn không mang theo chút cảm tình ngọc thanh âm. Lần đầu tiên mang theo một chút tình cảm ở bên trong nói, Lâm Đạo Hữu, người rốt cục đến đây. Theo bay tới độn quan chợt tắt sau, lập tức lộ ra một gã thanh niên nam tử bộ dáng, mà giờ phút này chân võ nhìn thấy sau, khó có thể tin trận to nhãn nhìn hắn, miệng nỉ non nói lâm thiên dương hắn như thế nào tới nơi này cái gì hắn chính là lâm thiên dương giờ phút này ngay tại chân võ bên cạnh khúc phu nhân nghe được miệng hắn trung nỉ non tiếng động trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc sắc đúng lúc này chân võ bên tai cũng tưởng nổi lên một cái nam tử thản nhiên tiếng cười nguyên lai là ngươi đã có duyên ở trong này nhìn thấy chân võ ngươi ở ở một bên chờ như thế này tới gặp ta nghe thấy cái thanh âm chân võ làm sao còn không biết là lâm thiên dương đối chính mình truyền âm nhất thời trong lòng một trận kích động đồng dạng truyền âm nói tuân mệnh lâm tiền bối khúc phu nhân lúc này đã muốn phát hiện chân võ tự hồ ở cùng lâm thiên dương truyền âm nhìn hắn vẻ mặt sắc mặt vui mừng giờ phút này nàng mới thật sự hoàn toàn tin tưởng chân võ cùng vị kia thanh danh lên cao lão tổ truyền nhân xác thực duyên phận sâu trong lòng đổ là có chút hối hận phía trước cự tuyệt cùng hắn cùng đi hoàng hoa thành lâm thiên dương đến nơi này sao lập tức liền phát hiện chân vỏ người này chính mình ở tiến vào linh giới sau gặp được người đầu tiên cho dù chính mình tưởng quên cũng khó lấy làm được bất quá đã có duyên tự nhiên cũng muốn gặp thượng vừa thấy cho nên thế này mới truyền âm cho hắn ở hắn đáp ứng sau lâm thiên dương lần này lăn không dẫm trận tại chỗ trực tiếp đi vào lầu cắt trong vòng theo sau một tay giống nhau một tầng màu trắng quần sáng lập tức liền đem hắn chỗ kia một tầng đều che khuất Lâm Thiên Dương đánh giá một phen trước nhãn người, tuy rằng đã sớm theo thân văn tuyền nơi đó đã biết một ít có liên quan ôn kinh vĩ tin tức, nhưng giờ phút này nhìn thấy sao, vẫn là có loại nói không nên lời kinh ngạc. Ôn kinh vĩ tự hồ cũng nhìn ra Lâm Thiên Dương cổ quái, lạnh nhạt cười nói, Lâm đạo hữu không cần giật mình, ôn mổ năm mới ở vừa mới tiến giai hóa thần kỳ không lâu thời điểm, bởi vì bị người ám toán, bị hủy thân thể, ở không có cách nào dưới, thế này mới đoạt buông tha một gã nữ tu, biến thành hiện tại này phó bộ gián. Lâm Thiên Dương có chút xấu hổ cười cười nói, ông đạo hữu chuyện tình, Lâm Mổ cũng có nghe thấy, bất quá đạo hữu cũng không tất nản lòng, chỉ cần tương lai có thể có cơ hội tiến giai đại thừa, đạo hữu có thể thoát khỏi đoạt xá hạn chế, một lần nữa trở thành nam nhi thân. Ông Kinh Vĩ nghe xong sau, lại thầm than một tiếng nói, Lâm đạo hữu ngươi nói là không sai, bất quá thật sự đến như vậy một ngày, lại có bao nhiêu nhân hội dễ dàng xá đi đã có đại thừa thân thể, tái tiêu phí vô số tuổi chừng trùng tu đâu. Ông Kinh Vĩ trong lời nói, nhất thời làm cho Lâm Thiên Dương cũng là sửng sốt, bất quá ở cẩn thận nhất tưởng sau, Đỗ cũng hiểu được cực vì có đạo lý, cũng sẽ không bàn lại này đề tài, ngược lại cười nói, này trấn nhỏ cực vì hẻo lánh, ông đạo hữu ước ta đến tận đây, không biết có dụng ý gì. Lâm đạo hữu tưởng phải biết rằng, còn mời ngồi hạ nói đi ôm kinh vĩ làm cái thỉnh thủ thế, theo sau vì Lâm Thiên Dương đổ thượng một ly linh trà. Lâm Thiên Dương cầm lấy linh trà phẩm một ngụm, nhất thời cảm thấy một cổ cực vì tinh thuần một thuộc tính linh khí ẩn chứa trà trung, uống xong sau cư nhiên làm cho chính mình ý nghĩ đều trở nên càng thêm thanh minh một ít. Buông chén trà sau, Lâm Thiên Dương không được gật đầu cười nói, hảo trà, đạo hữu cũng nếm thử Lâm mổ ngẫu nhiên đoạt được linh quả đi. Ông Kinh Vĩ nhìn Lâm Thiên Dương xuất ra linh quả, Tiêm tiêm ngọc thủ cầm lấy một quả nhẹ nhàng cắn một ngụm, cũng đồng dạng gật đầu nói, đạo hữu này linh quả hẳn là đến từ Tây Đại Lục một tộc đi, quả nhiên cùng ta này minh lục trà có vừa mới đồng công chi diệu. Ôm đạo hữu lấy hảo trà chiêu đãi, lâm mổ tự nhiên cũng không thể keo kiệt, bất quá hiện tại đạo hữu có thể nói nói ước lâm mổ tới nơi này nguyên nhân đi. Lâm Thiên Dương lạnh nhạt cười sau, thiết vào chủ đề. Ông Kinh Vĩ cũng buông trong tay linh quả, mỉm cười nói, ôn mổ phía trước thật không ngờ lâm đạo hữu cư nhiên sẽ vì tân thành minh ra mặt nếu là tân thành minh nhân tìm tới ôn mổ ôn mổ tự nhiên sẽ không để ý tới bất quá đạo hữu nếu đã tìm tới cửa tự nhiên sẽ không đồng tân thành minh lâm thiên dương vẫn là lần đầu tiên nghe được cái kia thần bí liên minh chân chính tên mà theo ôn kinh vĩ trong miệng nói ra xem ra này đoạt buông tha nữ tử thân nhân cũng không phải đơn giản như vậy a à lâm thiên dương ở thoáng suy tư sau đi theo nói ta cùng với cái kia liên minh chính là một hồi giao dịch ta giúp bọn hắn ra mặt tìm ôn đạo hữu giao dịch bọn họ sở nhu này nọ mà ta tắt theo bọn họ nơi đó được đến ta nghĩ muốn gì đó nghe được lâm thiên dương cư nhiên đem này đó nói ra ôn kinh vĩ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc đi theo hỏi lâm đạo hữu cư nhiên chính là cùng tân thành minh làm một hồi giao dịch tân thành minh nhân có thể đã động lâm đạo hữu đến ta nơi này Xem ra bọn họ trả giá đại giới khẳng định không nhỏ a. À. Huyền Thiên Tàng Phiến. Lâm Thiên Dương không có dấu giếm nói thẳng nói. Cái gì? Cư nhiên là Huyền Thiên Tàng Phiến, vật ấy cho dù là Lý Tổ Sư nhìn thấy cũng sẽ tâm động, cũng khó trách Đạo Hữu hội nguyện ý vì bọn họ đi một chuyến, bất quá ta nghe Đạo Hữu khẩu khí, tự hồ đối Tân Thành Minh biết không nhiều, là. Ông Kinh Vĩ cười hỏi lại một câu. Lâm Thiên Dương thản nhiên thừa nhận nói. Ông đạo hữu nói một chút không sai, cho nên lâm mổ vừa rồi cũng không có giấu giếm cái gì, đem chính mình cùng cái kia tân thành minh giao dịch nói cho đạo hữu, bất quá lâm mổ làm như vậy, nhưng thật ra xác thực muốn từ đạo hữu nơi này biết một ít tân thành minh chuyện tình, nghe đạo hữu khẩu khí tự hồ hẳn là hiểu biết một ít. Lâm đạo hữu ngươi đều đem ngươi nhóm trong lúc đó giao dịch gì đó nói ra, ông mổ lại như thế nào khả năng cự tuyệt đạo hữu ý tưởng, lâm đạo hữu, theo này tân thành minh vài thượng. Đạo hữu có thể nghe ra cái gì đến A? À? Ông Kinh Vĩ hỏi. Nhân tộc từ vạn dư năm trước lục chừng bộ tộc hoàn toàn suy bại sau, mà bắt đầu không ngừng khuếch trương. Hồng Thiên Thành cùng Lâm Thiên Thành cũng bởi vậy dựng dục mà sinh. Nghe Tân Thành hai chữ, cảm thấy những người này tự hồ muốn ở mở một chỗ đại thành đến giống nhau. Lâm Thiên Dương đoán nói. Đạo hữu nói chút không có sai. Nhân tộc chỗ toàn bộ Đông Đại Lục, Đông Nam địa vực, nay Tây Bắc có Hồng Thiên Thành tây nam có lâm thiên thành, phía đông là đại hải. Ở Chu Tước Thành Nam Diện còn có rộng lớn địa vực, nay nhân tộc ở cạnh gần Chu Tước Thành địa vực một ít mang hoang mang đã muốn bắt đầu xuất hiện một ít tụ tập nơi, nếu là có hữu tâm nhân thôi động chuyện này trong lời nói, thực khả năng hồi tưởng năm đó Hồng Thiên Thành cùng Lâm Thiên Thành xuất hiện giống nhau, dần dần ở xuất hiện một tòa tân thành. Ông Kinh Vĩ nói, nghe được có nói như vậy tự hồ Tân Thành Minh chính là muốn thôi động này hết thảy cái tay kia. Lâm Thiên Dương hỏi. Có thể nói là, bất quá theo ta được biết, nhân tộc chư vị lão tổ tự hồ đối không có một tỏ vẻ đồng ý, đương nhiên cũng không có nhân đi ra phản đối việc này, hết thảy đều theo nó chính mình phát triển, không giống năm đó Hồng Thiên Thành cùng Lâm Thiên Thành xây dựng đều có lão tổ ở sau lưng thôi động. Ông Kinh Vĩ nói. Những người này vì sao phải tái thành lập một mảnh địa vực đâu? theo ta được biết chúng ta nhân tộc lúc trước chẳng những khoách ra hồn thiên thành cùng lâm thiên thành hai đại địa vực trừ bỏ thiên nguyên thành địa vực không có đổi động ngoại này hắn nguyên lai cố hữu tứ đại địa vực cũng khuếch trương không ít tựa như ta hiện tại chỗ hoàng hoa thành cũng là năm đó khuếch trương đi ra kiến thành đến nay cũng bất quá mấy ngàn năm này đó tân chiếm cứ bàn chúng ta đến nay đều không có hoàn toàn củng cố xuống dưới như thế dưới tình huống còn muốn khuếch trương xác thực lỗi thời Lâm Thiên Dương khách quan nói. Ông Kinh Vĩ nghe xong cũng gật đầu nói, Lâm Đạo Hữu lời nói có lý, bất quá đối với một ít nhân hòa thế lực, đặc biệt mới xuất hiện thế lực. Bọn họ ở nguyên lai địa phương bởi vì sớm đã có cái khác thế lực chặt chẽ chiếm cứ, muốn khuếch trương không có địa phương, vì thế liền nghĩ tới đi ra ngoài biện pháp này. Đạo Hữu nói như vậy, ta có chút hiểu được, Lâm Mổ trước nhãn chiếm cứ Hoàng Hoa Thành, nếu không phải vốn ngay tại xa xôi gốc, muốn khuếch trương trong lời nói, xác thực cũng sẽ gặp gỡ không ít phiền toái. Bất quá ôn đạo hữu biết này tân thành minh minh chủ là ai chăng? Lâm Thiên Dương hỏi. Này ôn mổ còn thật không biết, theo ta được biết, tân thành minh minh chủ là một gã hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Nghe nói thực lực chi cường không ở bạch một quân dưới, chính là người này thập phần thần bí, cho nên biết đến nhân không nhiều lắm, mà toàn bộ tân thành minh trừ bỏ vị này minh chủ ở ngoài, còn có hai ba mười tên hợp thể kỳ trưởng lão. Bất quá tối cường còn lại là vài tên hợp thể trung kỳ tu sĩ, mà toàn bộ tân thành minh có thể làm chủ cũng là này vài người. Ông Kinh Vĩ đem tự mình biết nói đều nói ra. Lâm Thiên Dương nghe đến mấy cái này, cực vì vừa lòng gật gật đầu nói, đa tạ ôn đạo hữu cáo chi, nếu Lâm Mổ đối này tân thành minh cũng có đại khái hiểu biết, như vậy kế tiếp chúng ta vẫn là đàm chúng ta giao dịch như thế nào. Này tự nhiên, nếu không phải cùng Lâm Đạo Hữu giao dịch, ông Mổ cũng sẽ không tới nơi này. Ông Kinh Vĩ nói. Ông Đạo Hữu tu luyện nơi không ở trong này, lục tiên tử truyền lời cho ta, để cho ta tới nơi này gặp Đạo Hữu, ta nghĩ đây cùng lần này giao dịch có chút quan hệ. Lâm Thiên Dương hỏi. Lâm Đạo Hữu quả nhiên trí tuệ, trách không được sẽ bị trương lão tổ nhìn trúng, Lâm Đạo Hữu cũng biết này cùng phong sa mạc trung sản xuất cái gì sao? Ông Kinh Vĩ hỏi này trừ bỏ một ít thông thường sa mạc mang yêu thú ở ngoài lâm mổ nhưng thật ra thật đúng là không phải rất rõ ràng nơi này có cái gì đặc biệt gì đó lâm thiên dương nói phong nguyên thạch ôn kinh vĩ nói phong nguyên thạch vật ấy nghe nói đối với tu luyện phong chúc tính công pháp tu sĩ mà nói cực làm trọng yếu ôn đạo hữu tựa hồ chính là tu luyện này loại công pháp nói như vậy đạo hữu là muốn làm cho lâm mổ ban làm có thu thập một ít phong nguyên thạch Bất quá phong nguyên thạch tuy rằng trân quý, nhưng nếu là cầu cấu trong lời nói cũng không phải mua không được, ông đạo hữu vẫn là đem mục đích nói thẳng đi ra. Lâm Thiên Dương có chút nghi hoặc nói. Ông Kinh Vĩ lộ ra một cái xinh đẹp tươi cười nói, tốt lắm, ông mổ cũng không cùng Lâm đạo hữu ngươi đi vòng vèo, phong nguyên thạch thật là ông mổ sở cần gì đó, bất quá tựa như Lâm đạo hữu nói, vật ấy tuy rằng trân quý, nhưng nếu là cố ý thu mua, vẫn là có thể mua được một ít, Bất quá ở 200 dư năm trước, ông mổ đến ở đây thu mua phong nguyên thạch thời điểm, ngẫu nhiên trong lúc đó phát hiện một khối phong nguyên tinh. Phong nguyên tinh, vật ấy lâm mổ nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, bất quá nếu có thể tinh hóa trong lời nói, xem ra khẳng định vật ấy hiệu quả so với phong nguyên thạch đến tốt thượng không ít. Lâm Thiên Dương nói, không sai, lần đó ta chiếm được chỉ có ngón cái lớn như vậy nhất tiểu khối khiến cho ta trực tiếp tiến giai luyện hư trung kỳ, sao lại ta cẩn thận hỏi thăm vật ấy xuất xử sau rốt cục tại đây cùng phong sa mạc bên trong tìm được rồi một ít manh mối bất quá lại bởi vì mổ ta nguyên nhân làm cho không thể tiếp tục đi xuống nga còn có chuyện như vậy bất quá ta nghe nói lệnh tôn tu đã muốn là hợp thể trung kỳ tu sĩ nếu gặp được phiền toái vì sao không thỉnh lệnh tôn ra tay đâu lâm thiên dương nghi hoặc nói ông kinh vĩ nghe thế cái trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ một tiếng thế này mới nói, Lâm Đạo Hữu, ngươi cảm thấy ta hiện tại bộ dáng xinh đẹp sao? Lâm Thiên Dương không nghĩ tới ôn kinh vĩ hội đột nhiên trong lúc đó hỏi như vậy một cái kỳ quái vấn đề, sửng sốt một chút sau thế này mới nói, quan luận dung mạo, xác thực có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Ôn kinh vĩ thở dài một tiếng nói, không dối gạt đạo hữu, ta đoạt xá người, trên thực tế là cha ta một gã âu yếm chi cực nữ tử, cho nên chỉ cần không phải sự tình quan ta sinh tử chuyện tình, gia phụ là sẽ không để ý tới của ta, gần nhất mấy trăm năm vẫn là ít nhiều tổ sư gia vài lần chỉ điểm thế này mới ở tu luyện thượng không có ra đại sai. Video đến đây là hết, nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.